ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt, hiện trường không ai có thể nhận ra Hứa Thuần Lương, nhưng là không ít người đều biết Hoa Trục Nguyệt, cho rằng Hoa Trục Nguyệt bên người trung niên này là nàng mời tới kỹ thuật cố vấn. Triệu Thiết Hán cười ha ha, hắn nhẹ gật đầu, thế mà không có tiếp lấy đi lên tăng giá. Hoa Trục Nguyệt nhìn ra huyền cơ trong đó, Triệu Thiết Hán mục đích của người này có lẽ không phải là vì cái này Nguyên Thanh Hoa, hắn rất có thể chính là vì nhấc giá cao, chưa chừng hắn cùng đêm nay trợ quỷ người tổ chức phía sau có cấu kết, dù sao người này là thiên môn xuất thân, am hiểu nhất chính là thiết sáo, vừa rồi con kia đỉnh đồng thao có lẽ chỉ là bọn hắn dưới mồi thôi. Lương Thượng Quân nói, vị tiên sinh này ra 13 triệu. Còn có người ra giá sao? Phổ Kiến Nghĩ nhấc tay, lại bị Trần Thiên Phàm nắm chặt, bởi vì Trần Thiên Phàm lưu ý đến, Mặc Hàm rốt cục giơ tay lên, 1.500 vạn. Lần này ánh mắt của mọi người lại tập trung vào Mặc Hàm trên thân, nhưng là Mặc Hàm bên người áo đen vẫn đang nhìn Hứa Thuần Lương, tựa hồ muốn đem hắn từ đầu đến chân xem cho rõ ràng. 1.600 vạn, lần này lại có người giơ tay. Mặc Hàm xuất thủ liền mang ý nghĩa cái này Thanh Hoa Bình đạt được tiết nhân trung chứng nhận, xác nhận làm thật, như vậy vẫn luôn do dự đấu giá người cũng bắt đầu xuất thủ. Có 6 người gia nhập, không bao lâu giá cả đã nhảy lên tới 22 triệu. Phổ Kiến cùng Trần Thiên Phàm mặc dù biết rõ cái này cái bình là thật, nhưng là hai người mang đến tài chính có hạn, quyết định bọn hắn chỉ có thể rời khỏi cạnh tranh. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, nếu là thật sự không có lý do để hắn rơi vào trong tay người khác, hắn lần nữa lên tiếng tướng giá cả đẩy cao đến 23 triệu, về sau sự tình sau này hãy nói, cái bình này rơi vào Mặc Hàm trong tay có thể, Trần Thiên Phàm trong tay cũng được, nhưng là quyết không thể rơi tại trong tay người khác. Kinh lịch ngắn ngủi cuồng nhiệt cạnh tranh về sau đa số người cũng bắt đầu tỉnh táo lại, bọn hắn nhất định phải cân nhắc đến vỗ xuống mang đến phong hiểm nhân tố. Mặc Hàm rốt cục xoay người lại hướng Hoa Trục Nguyệt cười cười, nàng thế mà không tăng giá nữa. Hoa Trục Nguyệt từ Mặc Hàm trong tươi cười đọc được cái gì, trong lòng thầm kêu không ổn, chẳng lẽ cái bình này chỉ là một cái đồ dỏm. Mặc Hàm là cố ý gia nhập cạnh tranh, mục đích thực sự là muốn đem giá cả đẩy cao. Lương Thượng Quân giải quyết dứt khoát. Tuyên bố cái này Nguyên Thanh Hoa Bình Ngọc Xuân Bình chính thức thành giao. Dựa theo quy củ Hoa Trục Nguyệt tại xác nhận trên sách ký tên, đồng thời tướng mang tới 200 vạn tiền mặt trước giao cho bọn hắn làm tiền đặt cọc, chờ đấu giá hội kết thúc về sau đi làm lý thủ tục bàn giao. Hứa Thuần Lương thấp giọng nói, tiền mang ít. Hoa Trục Nguyệt nhẹ giọng thở dài nói, tiền là chuyện nhỏ, mấu chốt là chúng ta khả năng bị người ta liên thủ bày một đạo. Hứa Thuần Lương nói, không sao. Dù sao mục tiêu của chúng ta cũng không tại cái bình. Thứ ba kiện vật đấu giá cũng là đêm nay trọng yếu nhất vật đấu giá rốt cục long trọng đăng tràng, lần này đánh ra chính là một quyển thẻ tre, căn cứ Lương Thượng Quân giới thiệu, cái này sách thẻ tre xuất từ Chiến Quốc, Hứa Thuần Lương trong lòng có chút kỳ quái, Chiến Quốc thẻ tre có thể bảo tồn đến bây giờ. Nỗi băn khoăn rất nhanh vạch trần, đưa ra cung cấp đám người dám thưởng thẻ tre là xử lý qua, thẻ tre phong tồn tại hai mảnh thủy tinh bên trong. Sau đó để vào pha lê ống nghiệm bên trong, ống thủy tinh bên trong thả đầy nước cất, miệng bộ dùng cao su nhét gấp sau đó dùng sáp bịt kín, loại này bảo tồn phương pháp gọi no bụng nước bảo hộ, cũng là trong nước văn vật giới thường dùng bảo tồn thẻ tre phương pháp. Lương Thượng Quân nói, cung cấp mọi người dám thưởng chỉ là trong đó một bộ phận, bộ này thẻ tre có thể nói là bảo vật vô giá, căn cứ phía trên văn tự có thể phán đoán, đây là một bộ thất truyền thật lâu y học bảo điển. Hứa Thuần Lương lòng hiếu kỳ lên. Đám này văn vật con buôn thật đúng là không gì làm không được, ngược lại muốn xem trên thẻ trúc đến tột cùng ghi chép cái gì. Đối thẻ tre cảm thấy hứng thú người rõ ràng ít đi rất nhiều, Mặc Hàm bên người áo đen người đi qua, Hứa Thuần Lương cũng đứng dậy đi theo, hắn mục đích không chỉ có riêng là nhìn thẻ tre. Người áo đen đối thẻ tre hứng thú quá nhiều Hứa Thuần Lương, hắn cầm lấy thẻ tre dùng đèn chiếu sáng khoảng cách gần quan sát phía trên chữ. Hứa Thuần Lương cũng cầm lấy một cây nhìn. Một bên nhìn một bên hướng người áo đen nói, lão đệ, theo ý ngươi cái này trên thẻ trúc viết là cái gì? Người áo đen không có phản ứng hắn, tiếp tục cẩn thận nghiên cứu thẻ tre, giếng cổ không gợn sóng ánh mắt lại có chút biến hóa, có thể thấy được thẻ tre mang cho hắn lực trùng kích lớn đến bao nhiêu. Hứa Thuần Lương chỉ nhìn hai cây liền có thể kết luận, cái đồ chơi này phía trên ghi lại là Hoàng đế ngoại kinh, kỳ thật trên đời này rất nhiều thứ cũng không phải thật sự là thất truyền. Có thật nhiều cổ đại điển tịch đều bị cổ nhân xem như chết theo phẩm chôn xuống dưới đất, cho nên năm gần đây thường xuyên sẽ có điển tịch đào được,
Lỗ Nam có tòa Ngân Tước núi, thế kỷ trước thời năm 1970 khai quật hai tòa Hán trong mộ liền Tôn Tử binh pháp Tôn Tẫn binh pháp sáu thao ý quấn tử mặc tử quản tử. Bất quá những cái kia thẻ tre cũng đều là tàn khuyết không đầy đủ. Trước mắt cái này mấy cây thẻ tre bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh, Hứa Thuần Lương nhớ tới Mặc Hàm ngay tại hiện trường, xem ra đêm nay cái này sách Hoàng đế ngoại kinh mới là nàng nhất định phải được đồ vật, bất quá những người khác rõ ràng đối cái này quyển trúc giản hứng thú không lớn, đã có người đứng dậy rời sân. Người áo đen giám định về sau, quay người trở về Mặc Hàm ngồi xuống bên người. Lương Thượng Quân nói, thẻ tre đấu giá giá quy định cũng là 200 vạn, hiện tại. Hắn đang chuẩn bị tuyên bố khai mạc thời điểm, có người ôm một cái hộp gỗ tới phụ ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu. Lương Thượng Quân mặt lộ vẻ vui mừng, hắn nhẹ gật đầu, tiếp nhận hộp gỗ, ngay trước mặt mọi người mở ra. Đương mọi người thấy rõ vật phẩm bên trong thời điểm không khỏi phát ra một tràng thốt lên, bởi vì bên trong thế mà chứa một cái giống nhau như đúc nguyên thanh hoa bình Ngọc Xuân Bình. Lương Thượng Quân nói, Ngọc này ấm Xuân Bình bản là một đôi, vừa rồi đập đi ra một con, bây giờ còn có một con, Khương Tiên Sinh quyết định tướng cái bình này làm tặng phẩm, đêm nay ai nhất cuối cùng thành công cạnh đến thẻ tre, bình sứ liền không ràng buộc đưa cho hắn. Không khí hiện trường trong nháy mắt bị điều bắt đầu chuyển động, Hoa Trục Nguyệt tức giận đến hàm răng cũng ngơ ngứa, đây không phải rõ ràng tính toán bọn hắn sao. Vừa rồi bọn hắn mới bỏ ra 23 triệu giá trên trời cạnh đến một con bình sứ, hiện tại chủ sự phương thế mà lấy ra một con giống nhau như đúc cái bình làm đấu giá tặng phẩm. Chủ sự phương hẳn là nhìn thấy thẻ tre gặp lạnh cho nên lâm thời nghĩ ra tổn hại chiêu, nhưng bọn hắn làm như vậy lại đem Hoa Trục Nguyệt mặt mũi đưa ở chỗ nào. Mặc Hàm lúc này hết lần này tới lần khác quay đầu lại nhìn Hoa Trục Nguyệt một chút, Hoa Trục Nguyệt cố nén trong lòng phẫn nộ hướng nàng mỉm cười, không phải lấy lòng mà là thị uy. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, đêm nay có ta ở đây ngươi mơ tưởng vừa lòng đẹp ý. Hiện trường đối chiến nước thẻ tre cảm thấy hứng thú không nhiều, nhưng là lại xuất hiện một con nguyên thanh hoa bình Ngọc Xuân Bình lập tức tướng tất cả mọi người hứng thú lại câu lên, chủ sự phương có một bộ, thế mà bắt đầu chơi mua một tặng một. Hoa Trục Nguyệt cùng Hứa Thuần Lương hiện tại biến thành trong mắt mọi người oan đại đầu, vừa rồi tốn hao món tiền khổng lồ vỗ xuống bình Ngọc Xuân Bình thế mà còn có một con. Dứt bỏ giá cả không nói, con nào là thật con nào là giả cũng không biết. Lương Thượng Quân nói, biểu hiện ra thẻ tre chỉ là trong đó một bộ phận, dạng này thẻ tre tổng cộng có 712 chi, cạnh tranh thành công có thể đem cái này 712 chi toàn bộ mang đi. Dừng lại một chút lại cường điệu nói, còn có cái này bình Ngọc Xuân Bình. Vừa rồi đã đứng dậy rời tiệc Phổ Kiến cùng Trần Thiên Phàm lại ngồi trở xuống, Phổ Kiến lớn tiếng nói, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Lương Thượng Quân mỉm cười. Tiểu lão đệ an tâm chớ vội, chúng ta nhất định phải nói cho rõ ràng, cảnh cáo cũng phải nói trước. Trần Thiên Phàm nói, chúng ta muốn nhìn một chút con kia bình Ngọc Xuân Bình. Người đấu giá tham gia cạnh tranh trước đó yêu cầu kiểm nghiệm vật đấu giá cũng là bình thường yêu cầu. Nhưng Lương Thượng Quân thế mà lắc đầu, lần này vật đấu giá là thẻ tre, bình Ngọc Xuân Bình chỉ là tặng phẩm, cho nên không cần giám định. Một mắt Thiên Vương Triệu Thiết Hán nói, các ngươi đến cùng đập vẫn là không đập. Lại dài dòng văn tự ta liền đi. Đập, đập, hiện đang đấu giá chính thức bắt đầu, chiến quốc thẻ tre, tổng cộng 712 chi, đã tiến hành khoa học xử lý phong tồn, cơ bản bảo trì hoàn hảo, phía trên chữ viết có thể thấy rõ, căn cứ chuyên gia khảo chứng nên là một bản thượng cổ sách thuốc, giá khởi điểm 200 vạn. Hứa Thuần Lương nói, ngươi chỉ phô bày mấy chi thẻ tre, có thể cam đoan là một quyển hoàn chỉnh thư tịch sao? Lương Thượng Quân mỉm cười nói, ta có thể cam đoan. Nếu như không phải một quyển hoàn chỉnh thư tịch, chúng ta dựa theo cạnh tranh giá cả gấp đôi tiến hành bồi thường, tốt, không nói nhiều nói, đấu giá chính thức bắt đầu. Giá quy định 200. 3.000 vạn. Toàn trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, đây là ai? Như thế không nói võ đức, người ta lên giá 200 vạn, người trực tiếp tới cái 3.000 vạn, đây là trực tiếp đem đấu giá người cho dứt bỏ sao? Đám người nhìn lại, giờ bảng chính là Hoa Trục Nguyệt. Lấy Hoa Trục Nguyệt giờ này ngày này giang hồ địa vị, ở đây có không ít người đều biết nàng, nhưng là khác nghề như cách núi, Hoa Trục Nguyệt đi qua chưa hề tham gia qua chợ quỷ đấu giá, vừa mới 23 triệu đập đến một con nguyên thanh hoa bình Ngọc Xuân Bình, hiện tại lại trực tiếp tướng giá tiền của món đồ đấu giá đẩy cao đến 3.000 vạn. Không qua mọi người ngắn ngủi kinh ngạc về sau cũng suy nghĩ minh bạch nguyên nhân trong đó, Hoa Trục Nguyệt mục tiêu có lẽ không phải thẻ tre mà là một cái khác bình Ngọc Xuân Bình, nếu như hai con cái bình đều là thật. Như vậy nàng số tiền kia tiêu đến cũng coi như đáng giá. Hoa Trục Nguyệt kêu giá về sau cười tủm tỉm nhìn qua Mặc Hàm, Mặc Hàm tự nhiên lưu ý đến ánh mắt của nàng,
nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Hoa Trục Nguyệt tâm lý, vừa rồi mình cố ý tướng Bình Ngọc Xuân bình giá cả đẩy cao đến 2.300 vạn, Hoa Trục Nguyệt hẳn là nhìn ra bản thân đối thẻ tre nhất định phải được, cho nên mới cái hiện thế báo. Mặc Hàm coi như khám phá Hoa Trục Nguyệt động cơ, lúc này cũng không thể không theo, một bên người áo đen giơ bảng nói, 31 triệu. Hứa Thuần Lương lưu ý đến người áo đen giơ bảng cũng không cùng Mặc Hàm thương lượng, đủ để chứng minh hành vi của hắn không cần xin chỉ thị Mặc Hàm, tại bọn hắn trong trận doanh địa vị không kém hơn Mặc Hàm. Hiện trường đã không có những người khác gia nhập trận này cạnh tranh, hơn 3.000 vạn giá cả sớm đã vượt ra khỏi phần lớn người tâm lý ranh giới cuối cùng, không chỉ là tiền nguyên nhân, liền xem như bảo bối cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cạnh tranh thành công đồng thời cũng gánh chịu nguy hiểm to lớn, bọn hắn nhất định phải cân nhắc mình năng lực chịu đựng. Hứa Thuần Lương bám vào Hoa Trục Nguyệt bên tai thấp giọng nói câu. Hoa Trục Nguyệt ngầm hiểu, má lúm như hoa, tiếp tục gọi giá, 5.000 vạn. Hiện trường một mảnh xôn xao, không phải bọn hắn hoài nghi Hoa Trục Nguyệt thực lực, mà là giá tiền này thực sự có chút không hợp thói thường, cái này thẻ tre Hoa Trục Nguyệt nhất định phải được. Mặc Hàm cũng không lập tức kêu giá, đứng lên nói, chợ quỷ cạnh tranh có chợ quỷ cạnh tranh quy củ, chỉ cần thành giao, đêm nay liền muốn một tay giao hàng một tay giao tiền, ta đã dám gọi giá ta liền lấy lên được, xin hỏi vị này tỷ tỷ, người mang đủ tiền không có. Nàng hướng bên người người áo đen đưa cái ánh mắt. Người áo đen kia mở ra vali xách tay, bên trong là tràn đầy một dương đô la, bên trong là 500 vạn Mỹ Kim, nếu như không đủ, ta còn có một dương, người lấy cái gì chứng minh từ mình có thực lực cùng ta cạnh tranh. Hứa Thuần Lương biết Hoa Trục Nguyệt hôm nay chỉ mang đến 2 triệu người dân tệ, đây chỉ là tham gia cạnh tranh cánh cửa, cùng Mặc Hàm 1.000 vạn Mỹ Kim đương nhiên không cách nào đánh đồng. Hoa Trục Nguyệt mỉm cười, nàng để Hứa Thuần Lương mở ra vali xách tay, tất cả mọi người tò mò vào bên trong nhìn lại. Nhìn thấy tiền giấy nhan sắc liền biết Hoa Trục Nguyệt hôm nay mang tiền giống như không đủ. Mặc Hàm hai mắt bên trong toát ra một tia khinh miệt, chỉ dẫn theo nhiều tiền như vậy liền muốn cùng mình vật tay, Hoa Trục Nguyệt cũng không tránh khỏi quá khinh địch. Hoa Trục Nguyệt đưa tay tướng vali xách tay A một cách tầng mở ra, từ đó lấy ra một văn kiện túi, nơi này là Hương Giang nước sâu vịnh biệt thự khế nhà, diện tích hẹn. 6 vạn thước vuông tả hữu, trước mắt giá thị trường không thấp tại 500 triệu. Dùng để chứng minh có đủ hay không. Hứa Thuần Lương đều không nghĩ tới Hoa Trục Nguyệt trước đó liền chuẩn bị xong hậu chiêu, cũng không có sớm cùng mình lên tiếng kêu gọi. Hoa Trục Nguyệt có thể có được cơ bộ Diêu tín nhiệm tuyệt không phải ngẫu nhiên, tại cơ bộ Diêu mất tích về sau, nàng cấp tốc nắm trong tay cục diện, dẫn đầu toàn bộ Lan Hoa môn truyền hình, đủ để chứng minh năng lực của nàng, cân nhắc sự tình cực kỳ chu toàn, mang theo chương này khế nhà mới có thể lo trước khỏi họa. Mặc Hàm cười lạnh nói, ai biết ngươi cái này khế nhà là thật là giả. Hoa Trục Nguyệt chế giễu lại nói, ai biết tiền của ngươi là thật là giả. Mặc Hàm nói, đêm nay vô luận ngươi ra giá nhiều ít ta đều theo tới đáy. Hoa Trục Nguyệt nói, cái này thẻ che đối ngươi thế mà trọng yếu như vậy, ta mặc dù không muốn, nhưng ta cũng không muốn để ngươi đạt được. Hứa Thuần Lương tựa như cái người ngoài cuộc một dạng ngồi ở chỗ đó, nữ nhân một khi đòn khiêng bên trên liền không có hắn ngắt lời phần. Ở đây nhiều người như vậy đều tinh thần tỉnh táo, từng người trợn to hai mắt liền đợi đến xem náo nhiệt, song phương đã so kè liền không thể nào tùy tiện dừng tay, từ song phương biểu hiện ra thực lực đến xem, đêm nay cuối cùng cạnh ít giá cách tất nhiên quá 100 triệu, phải biết đây là một trận không thể lộ ra ngoài ánh sáng chợ quỷ đấu giá, chỉ sợ muốn khai sáng từ trước tới nay chợ quỷ bán đấu giá thành giao ghi chép. Phổ kiến song phương đều biết, từ quan điểm của hắn xuất phát, hai người này đều là Hứa Thuần Lương nhân tình. Biểu hiện ra như thế đối chọi gay gắt không chỉ là vì tranh đoạt vật đấu giá, chỉ sợ còn có ăn dấm nguyên nhân, phổ kiến ngầm thán, nếu như đêm nay Hứa Thuần Lương tới liền náo nhiệt, đáng tiếc người này không chịu tới. Phổ kiến cho rằng hai người tiếp tục như vậy tất nhiên là cái ruột đục nước béo cò tràng diện, cuối cùng được lợi chính là chủ sự phương. Hắn nói khẽ với Trần Thiên Phàm nói, lão Trần, nếu không chúng ta ra mặt khuyên nhủ. Trần Thiên Phàm hạ giọng nói, ngươi cũng không phải không hiểu chợ quỷ quy củ. Chúng ta nếu là nhúng tay tương đương cùng Khương gia là địch. Phổ kiến thở dài nói, các nàng ai cũng không phục ai, tiếp tục như vậy đại giới nhưng lớn lắm. Lương Thượng Quân tiếp tục đấu giá, Mặc Hàm nói, 51 triệu. Lương Thượng Quân mừng rỡ không ngậm miệng được, đánh ra giá cả càng cao, bọn hắn thu lợi cũng lại càng lớn, hắn ước gì hai người tiếp tục cạnh vỗ xuống. Tất cả mọi người nhìn qua Hoa Trục Nguyệt chờ mong nàng lại lần nữa ra giá thời điểm. Hoa Trục Nguyệt lại khanh khách nở nụ cười, muội tử, không bằng dạng này, thẻ che ngươi lấy đi,
cái bình về ta, chúng ta chớ vì một chuyện nhỏ đả thương hòa khí, ý của ngươi như nào? Mặc Hàm sửng sốt một chút, vốn cho rằng Hoa Trục Nguyệt muốn cùng mình chém giết đến cùng, nghĩ không ra nàng thế mà chủ động nhượng bộ, đương nhiên nhượng bộ là có điều kiện, Hoa Trục Nguyệt muốn lấy không đi con kia bình Ngọc Xuân Bình. Mặc Hàm đương nhiên có thể không đáp ứng, nếu như nàng không đáp ứng, Hoa Trục Nguyệt khẳng định sẽ tiếp tục cạnh vỗ xuống, cuối cùng kết cuộc như thế nào còn không biết, Mặc Hàm mặc dù tốt thắng nhưng là nàng cũng muốn phân rõ đối thủ là ai, Hoa Trục Nguyệt tuyệt đối có cùng với nàng vật tay thực lực, mà lại Hoa Trục Nguyệt cùng Hứa Thuần Lương quan hệ vô cùng tốt, nếu như nàng cùng Hoa Trục Nguyệt trở mặt thành thù, đoán chừng Hứa Thuần Lương hẳn là sẽ không đứng tại mình bên này. Mặc Hàm cho rằng Hoa Trục Nguyệt đại khái suất là bị Hứa Thuần Lương ủy thác mà đến. Phản chính tự mình chân chính mục tiêu cũng không phải Bình Ngọc Xuân Bình, cùng Hoa Trục Nguyệt tranh cái lưỡng bại câu thương, không bằng nhượng bộ một bước. Mặc Hàm gật đầu nói, cái bình về ngươi. Vừa rồi nàng tại Bình Ngọc Xuân Bình đấu giá quá trình bên trong bầy Hoa Trục Nguyệt một đạo, hiện tại Hoa Trục Nguyệt lấy phương pháp giống nhau đánh trả, bất quá còn tốt song phương kịp thời đạt thành ăn ý, cũng tìm về riêng phần mình mặt mũi. Hoa Trục Nguyệt chẳng khác gì là dùng 23 triệu đạt được hai con sứ thanh hoa Bình Ngọc Xuân Bình. Mặc Hàm thì dùng 51 triệu giá cả mua thất truyền đã lâu hoàng đế ngoại kinh, cũng coi là đâu đã vào đấy. Đám người mong đợi ngươi tranh ta đoạt cạnh tranh chàng cảnh cuối cùng vẫn là không có trình diễn, khó tránh khỏi có chút thất vọng, ngoại trừ cạnh tranh thành công tam phương bên ngoài, cái khác không cho phép ai có thể đều lựa chọn lần lượt rút lui. Phổ Kiến cùng Trần Thiên Phàm nhìn thấy Hoa Trục Nguyệt thành công đập đến hai con bình sứ cũng liền yên lòng, Phổ Kiến phi thường rõ ràng Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt quan hệ. Hoa Trục Nguyệt vỗ xuống cùng Hứa Thuần Lương vỗ xuống không sai biệt lắm. Hoa Trục Nguyệt cùng Hứa Thuần Lương trước đi công việc giao dịch thủ tục thời điểm, Mặc Hàm mấy người đi kiểm tra cái khác thẻ tre, thư từ mặc dù chỉ có 712 chi, nhưng là bởi vì bảo tồn phương thức duyên cớ cũng tràn đầy dòng dã ba dương. Mặc Hàm một phương tại giao dịch trước đó yêu cầu dần dần kiểm tra thực hư, muốn toàn bộ kiểm tra một lần chỉ sợ phải tốn đi không ít thời gian. Hứa Thuần Lương bên này liền đơn giản rất nhiều. Chỉ cần kiểm tra hai con bình sứ, Hứa Thuần Lương cũng không phải phương diện này chuyên gia, hai con bình sứ nhìn qua cơ hồ giống nhau như đúc, đến tột cùng bên trong có hay không hàng thật hắn cũng làm không rõ ràng. Hoa Trục Nguyệt không mang nhiều như vậy tiền mặt, bất quá nàng lấy khế nhà làm thế chấp, để Lương Thượng Quân ngày mai buổi sáng đi công ty lấy tiền, lấy thân phận của nàng đương nhiên sẽ không trái với điều ước. Hứa Thuần Lương làm bộ kiểm tra hai con bình sứ, dù sao hắn không nhìn ra mau bệnh. Hoa Trục Nguyệt thì nhìn về phía Mặc Hàm, vừa vặn Mặc Hàm cũng đang nhìn nàng, hai người đều hướng đối phương đi đến, đi tới gần, Hoa Trục Nguyệt mỉm cười nói, tạ ơn Mặc tiểu thư tặng cho ta bình sứ. Mặc Hàm lạnh nhạt nói, không cần cảm ơn, cũng không phải thứ gì đáng tiền, đồ dỏm mà thôi. Hoa Trục Nguyệt cười nói, giả làm thật lúc thật cũng giả, đối với chúng ta những người giang hồ này tới nói thật giả một số thời khắc cũng không phải là trọng yếu như vậy. Mặc Hàm ha ha cười nói, Hoa Tổng thật sự là tùy hứng, 23 triệu mua một đôi đồ giỏm. Hoa Trục Nguyệt nói cho ngươi một cái bí mật, là Hứa Thuần Lương ủy thác ta tới, đừng nói 2.000 vạn, liền xem như 2 ức ta cũng sẽ không một chút nhíu mày. Mặc Hàm nghe nàng nói như vậy trong lòng càng khó chịu, cười lạnh nói, Hoa Tổng thật đúng là si tình. Hoa Trục Nguyệt nói, dễ cầu vô giá bảo, khó được hữu tình lang, ngươi còn nhỏ, không đến ta ở độ tuổi này là không hiểu được chân quý. Đúng, ta nghe nói hắn cũng tìm ngươi hỗ trợ. Mặc Hàm nói, hắn tìm nhầm người, ta cùng hắn cũng không có cái này giao tình, lại nói con người của ta xem thường nhất chính là trần trừ nam nhân. Hoa Trục Nguyệt thở dài nói, ngươi đây không cần lo lắng, hắn đối như ngươi loại này không hiểu phong tình tiểu cô nương không có ý đồ. Mặc Hàm nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất, Hoa Trục Nguyệt rõ ràng đang vũ nhục mình, đang định chế giễu lại thời điểm. Hoa Trục Nguyệt ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đang kiểm tra thẻ tre mấy người, hạ giọng nói, những cái kia phá trúc phiến như thế đáng tiền. Mặc Hàm nói, cà rốt cải trắng đều có chỗ yêu. Hoa Trục Nguyệt nói, có biết hay không ta là sao không cùng ngươi cạnh tranh xuống dưới. Mặc Hàm nói, Hoa Tổng sẽ không phải là đau lòng kia bộ phòng ở. Hoa Trục Nguyệt nói, chủ yếu là không thích, ta lại không hiểu y, hoàng đế ngoại kinh đối ta mà nói không dùng được. Mặc Hàm trong lòng run lên, Hoa Trục Nguyệt vậy mà biết nói nội dung phía trên là hoàng đế ngoại kinh, thật đúng là coi thường nàng, bất quá cái này cũng bình thường, Hoa Trục Nguyệt bên người không phải có một vị trung niên học giả sao. Hoa Trục Nguyệt nói, người có hay không nghĩ tới cái này thẻ tre đến từ chiến quốc không giả, nhưng hoàng đế ngoại kinh là khi nào chỗ lấy? Ai có thể phân biệt thẻ tre nội dung là thật hay giả?
Mạc Hàm nhịn không được nói, không ăn được nho đa số đều là chua. Hoa Trục Nguyệt cười nói, khó trách ngươi đối Thuần Lương ôm lấy như thế lớn oán niệm. Mạc Hàm trong hai con ngươi bắn ra âm lãnh sát cơ, Hoa Trục Nguyệt bất phi sở động, hai con ngươi bình tĩnh không lay động, lần này giao phong bên trong nàng hiển nhiên chiếm hết thượng phong. Hứa Thuần Lương đã sắp xếp gọn cái bình, mang theo cái dương đi vào Hoa Trục Nguyệt trước mặt, hướng nàng nói, Hoa Tổng, có thể đi. Hoa Trục Nguyệt hướng Mạc Hàm gật đầu nói, Mạc Tiểu Thư, đi trước một bước, các ngươi chậm rãi kiểm tra. Đảo nhỏ vô danh trên bến tàu đã chuẩn bị xong mấy chiếc cano, những này cano là chuyên môn cung cấp cho cạnh tranh người thành công sử dụng, chủ yếu là ra ngoài an toàn cân nhắc. Hoa Trục Nguyệt cùng Hứa Thuần Lương mặc dù đạt được hai con nguyên thanh hoa bình ngọc xuân bình, nhưng là bọn hắn cũng không tại hiện trường nhìn thấy Tôn Trường Lợi, xem ra người này đêm nay đại khái suất cũng không đến. Hai người leo lên cano, Hoa Trục Nguyệt tướng du thuyền chỗ phương vị giao cho người điều khiển, để hắn lập tức xuất phát đem bọn hắn mang đến mục đích. Hoa Trục Nguyệt từ đầu tới cuối duy trì lấy độ cao cảnh giác, sợ trên đường sinh biến, Hứa Thuần Lương tới gần nàng, dương cánh tay nắm ở eo nhỏ của nàng, mỉm cười nói, người mệt mỏi một buổi tối, tựa ở trên người của ta hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hoa Trục Nguyệt nói, hai cái ban đêm mới đúng. Hai người nhìn lẫn nhau, đồng thời nở nụ cười. Hoa Trục Nguyệt tựa ở Hứa Thuần Lương đầu vai, ngoại trừ bọn hắn chiếc này cano bên ngoài, còn có hai chiếc cano vì bọn họ hộ tống. Nàng bám vào Hứa Thuần Lương bên tai nhỏ giọng nói, ta luôn cảm thấy đêm nay quá mức thuận lợi. Hứa Thuần Lương nói, Mạc Hàm không phải nói cái này hai con cái bình đều là đồ dỏm sao. Hoa Trục Nguyệt nói, nếu như là thật đây này. Hứa Thuần Lương ngáp một cái nói, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hoa Trục Nguyệt cùng Hứa Thuần Lương tại Khương Ngọc Thành thủ hạ hộ tống hạ thuận lợi đi vào du thuyền chỗ hải vực, leo lên du thuyền. Chợ quỷ vào khoảng 3 giờ sáng kết thúc, Mạc Hàm một phương phân biệt thanh lý công việc cũng chuẩn bị kết thúc, người áo đen đi vào Mạc Hàm bên người, thấp giọng nói, hẳn không có vấn đề, người bên kia sự tình xong xuôi. Mạc Hàm gật đầu nói, hết thảy an bài thỏa đáng, hiện tại hẳn là trình diện. Du thuyền ở dưới ánh trăng chậm rãi lái về phía Tân Môn Tân Cảng, mặt trăng từ tầng mây bên trong một lần nữa chui ra, chiếu sáng màu xanh mực mặt biển, chiếu sáng màu trắng thân thuyền. Chuyên chú vào mặt biển tình trạng thuyền trưởng bỗng nhiên sửng sốt một chút, trong tầm mắt của hắn xuất hiện hai cái chấm đen, đỏ lam giao nhau ánh đèn giao thế sáng tắt, rất nhanh bọn hắn nghe được còi cảnh sát thanh âm. Kia là hai chiếc phá sóng mà đến hải quan buôn lậu thuyền, lệ thuộc vào Tân Môn hải quan, có buôn lậu thuyền ẩn hiện địa phương bình thường tất có tình trạng. Thuyền trưởng ngay lập tức đem tình trạng thông báo cho du thuyền chủ nhân, khoảng cách như vậy hạ đã không cách nào đào thoát truy kích của đối phương. Trải qua ngắn ngủi câu thông về sau, du thuyền duy trì vốn có tốc độ tiếp tục hướng phía trước tiến lên, theo khoảng cách song phương tiếp cận, đã có thể rõ ràng nghe được buôn lậu thuyền yêu cầu bọn hắn ngừng thuyền gọi hàng. Hoa Trục Nguyệt ra hiệu thuyền trưởng ngừng thuyền, phối hợp hải quan nhân viên kiểm tra. Hải quan nhân viên tại du thuyền bên trên cẩn thận lục soát một lần, cũng không có tìm được bất luận cái gì khả nghi vật phẩm. Hoa Trục Nguyệt ngồi ở đây bên trong lẳng lặng thưởng thức một ly cà phê, nhìn như yên tĩnh mặt biển kỳ thực sóng ngầm phun trào. Kia hai con nguyên thanh hoa bình ngọc xuân bình nếu như trên thuyền, tất nhiên khó mà trốn qua lần này điều tra, mà Hoa Trục Nguyệt cũng tướng lâm vào một trận phiền phức bên trong, nếu như chỉ là đồ dỏm, đại khái là hữu kinh vô hiểm, nhưng nếu như cái này hai con nguyên thanh hoa bình ngọc xuân bình có một con là đồ thật, như vậy nàng sẽ thành lân chính đường vụ trộm lớn nhất người hiềm nghi. Hoa Trục Nguyệt từ vỗ xuống bình ngọc xuân bình một khắc kia trở đi liền dự cảm về đến trình sẽ không quá bình. Hứa Thuần Lương trên một điểm này cùng nàng bảo trì nhất trí, bọn hắn cũng nghĩ kỹ ứng đối phương án. Tại buôn lậu thuyền xuất hiện về sau, Hứa Thuần Lương mang theo hai con bình sứ sớm chui vào dưới nước, chờ đến hải quan nhân viên rời đi, vững tin an toàn về sau, Hoa Trục Nguyệt cho ra tín hiệu, hắn phương mới một lần nữa nổi lên đến trên mặt biển, cả cái quá trình cuối cùng gần nửa giờ, mà lại tại không có phủ lặn trang bị tình huống dưới. Hải quan nhân viên không có đạt được kết quả mong muốn, chỉ có thể cho du thuyền cho đi. Húc Nhật Đông Thăng, Hoàng Võng Lân chuẩn bị rời đi lân chính đường tiến về bệnh viện, vừa mới lên xe, Hoa Trục Nguyệt cùng Hứa Thuần Lương đã đến. Hai người đều là một đêm chưa ngủ, bất quá tinh thần sung mãn, Hứa Thuần Lương nói, tam gia. Hoàng Võng Lân đẩy cửa xe ra đi xuống, Thuần Lương, Hoa Tổng, sớm như vậy. Hứa Thuần Lương cười nói, Hoa Tổng mang đến hai dạng đồ vật nghĩ ngài hỗ trợ giám định một chút. Hoàng Võng Lân nói, ta đang chuẩn bị đi bệnh viện. Nếu không chờ ngày mai lại nói.
hắn hiện tại bây giờ không có dạng này tâm cảnh. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta tới đều tới, Tam gia vẫn là cho chúng ta một cái cơ hội đi. Nhớ tới Hứa Thuần Lương vì chính mình làm qua hết thảy, Hoàng Vọng Lân tự nhiên không tốt làm mất mặt hắn, gật đầu nói, đồ vật mang đến. Hứa Thuần Lương nói, mang đến, bất quá nơi này giống như không tiện. Hoàng Vọng Lân đành phải nhẫn nại tính tình đem bọn hắn dẫn tới thư phòng của mình, Hứa Thuần Lương tướng một cái cặp da đặt ở trên bàn làm việc của hắn. Hoa Trục Nguyệt mỉm cười nói, Tam gia, người vẫn là giúp đỡ trưởng trưởng nhãn. Hoàng Vọng Lân mở ra cặp da, để lộ được ở phía trên vải mềm, khi hắn nhìn thấy bên trong hai con nguyên thanh hoa bình ngọc xuân bình thời điểm, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Cái này, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là đồ giỏm, nhưng là lấy nhãn lực của hắn cũng không nhìn ra tì vết, kéo ra ngăn kéo, đeo lên thủ sáo, từ bên trong lấy ra phía bên phải một con bình sứ, từ miệng bình đến đáy bình, từ trên xuống dưới tỉ mỉ nhìn một lần, tay của hắn bắt đầu khẽ run lên. Hắn dám đoán chắc, cái này bình ngọc xuân bình chính là Lân Chính Đường mất trộm một con kia. Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, từ Hoàng Vọng Lân phản ứng đã đánh giá ra cái này bình sứ hẳn là thật. Hoàng Vọng Lân cẩn thận tướng cái này bình sứ buông xuống, lại cầm lên một cái khác, lần này nhìn đến thời gian càng lâu. Hứa Thuần Lương thầm nghĩ, nếu như vừa rồi đây chẳng qua là thật, cái này một con hẳn là cao phẳng đồ giỏm, phản chính tự mình là nhìn không ra. Hoàng Vọng Lân dám thưởng hoàn tất lại cẩn thận tướng bình sứ thả lại, đem cặp da khép lại, lúc này nét mặt của hắn đã khôi phục bình tĩnh, Hoa Tổng, cái này hai con bình sứ ngài là từ chỗ nào được đến. Tại Hoàng Vọng Lân trước mặt Hoa Trục Nguyệt cũng không có cần thiết giấu giếm, thực không dám giấu giếm, đây là ta cùng Thuần Lương tối hôm qua đi tham gia chợ quỷ đấu giá đoạt được. Hoàng Vọng Lân nhẹ gật đầu. Hứa Thuần Lương nói, Tam gia, theo người ý kiến, là thật là giả. Hoàng Vọng Lân nói, cái này nguyên thanh hoa bình ngọc xuân bình nguyên bản là một đôi, năm đó ta một lần vô tình đạt được một trong số đó, những năm này ta cũng vẫn luôn tại nghĩ trăm phương ngàn kế tìm về một cái khác, cũng một cắm thẳng có đạt được ước muốn, trước đó không lâu còn đem một cái khác làm mất rồi. Hoa Trục Nguyệt mỉm cười nói, Tam gia, đó chính là nói cái này hai con nguyên thanh hoa bình ngọc xuân bình toàn đều là thật rồi. Hoàng Vọng Lân nói, không tệ, mặc dù nhìn thấy mình mất đi bảo bối đang ở trước mắt, nhưng Hoàng Vọng Lân cũng không thể biểu hiện được quá khích động, hắn phi thường rõ ràng, Hoa Trục Nguyệt vỗ xuống cái này hai con cái bình tất nhiên hao tốn cái giá cực lớn, coi như hắn bình ngọc xuân bình là bị người trộm đi, nhưng là người ta cũng là bỏ ra chân kim bạch ngân. Hoa Trục Nguyệt nói, có Tam gia câu nói này ta an tâm, cái này hai con cái bình người hảo hảo thu về. Hoàng Vọng Lân ngạc nhiên nhìn qua Hoa Trục Nguyệt, hắn làm sao cũng không nghĩ đến Hoa Trục Nguyệt sẽ thống khoái như vậy liền đem cái bình trả lại cho mình. Hơn nữa còn tặng kèm một con. Cái này tại sao có thể? Hoa Trục Nguyệt cười nói, ta đối đồ cổ nhất khiếu bất thông, lần này cũng là Thuần Lương tìm ta hỗ trợ, may mắn không có nhục sứ mệnh. Hoàng Vọng Lân nói, ta đây cũng không thể thu. Hứa Thuần Lương nói, Tam gia, ngài nếu là không thu, thứ này chúng ta cũng không dám giữ lại, cũng không phải đưa cho người, Hoa Tổng vì hai thứ đồ này bỏ ra 23 triệu, tiền này ngài đến cho nàng. Hoàng Vọng Lân lớn tiếng nói, không được. Hắn cái này một cuống họng đem Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt đều cho cả mộng, làm sao? Hoàng Tam gia nghe được bỏ tiền liền thịt đau rồi. Hoàng Vọng Lân nói, các ngươi không hiểu rõ cái này nguyên thanh hoa giá cả, chỉ cần một hiện đang đấu giá hành tình liền chí ít 300 triệu, hai cái góp thành một đôi, giá trị gấp bội cũng không chỉ, ta biết các ngươi là thật tâm cho ta giúp bận bịu, nhưng ta nếu là cứ như vậy nhận, há có thể an tâm. 5.000 vạn, nói đến ta còn là chiếm đại tiện nghi. Hứa Thuần Lương nói, Tam gia, chúng ta cũng không phải hai đạo con buôn, Hoa Tổng cũng không thiếu tiền, tiền hẳn là ít chính là nhiều ít, về sau ta còn có chuyện tìm ngài già hỗ trợ. Hoàng Vọng Lân nghe hắn nói như vậy, trong lòng lập tức minh bạch, nặng nặng gật đầu nói, Thuần Lương, ngươi chỉ cần mở miệng, ta kiệt lực mà làm. Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt từ biệt Hoàng Vọng Lân rời đi Lân Chính Đường. Hứa Thuần Lương thương cảm Hoa Trục Nguyệt một đêm chưa ngủ, chủ động gánh chịu điều khiển trách nhiệm. Hoa Trục Nguyệt lười biếng tựa ở đầu vai của hắn, ngươi a, đánh cho một tay tính toán. Hứa Thuần Lương nói, lời này bắt đầu nói từ đâu? Hoa Trục Nguyệt nói, ngươi để Hoàng Tam gia thiếu như thế lớn một cái nhân tình, mục đích là để hắn toàn lực ủng hộ Hạ Hầu Mộc Lan leo lên môn chủ chi vị đi. Hứa Thuần Lương cười nói, ở trước mặt ngươi ta không chỗ che thân, đơn giản chính là không mảnh vải che thân. Hoa Trục Nguyệt khanh khách nở nụ cười,
là ta quá ngu, bận trước bận sau đến cuối cùng vẫn là tiểu tình nhân của ngươi. Hứa Thuần Lương nói, Trục Nguyệt, lời ấy khác biệt, vì ngươi ta xông pha khói lửa muôn lần chết không chối từ. Hoa Trục Nguyệt uể oải nhắm mắt lại, lừa đảo, ngươi nhớ kỹ cho ta, đã gạt ta liền hảo hảo gạt ta cả một đời, nếu để cho ta cảm giác ngày nào ngươi đột nhiên lạnh nhạt ta, ta cũng không tha cho ngươi. Hứa Thuần Lương nói, muốn cho ta buông tha ngươi, nằm mơ. Hoa Trục Nguyệt cái này mộng làm rất dài, nàng nhưng không có Hứa Thuần Lương như vậy hơn người tinh lực, về đến trong nhà tắm rửa một cái liền đi ngủ. Hứa Thuần Lương vốn định bồi tiếp nàng ngủ ngon giấc, thuận tiện khao một chút Hoa Trục Nguyệt tối hôm qua vất vả, nhưng Tần Chính Dương một chiếc điện thoại đem hắn gọi vào Đông Châu chú kinh bản. Tần Chính Dương lần này là cùng đi Uông Kiến Minh cùng đi kinh thành họp, hắn biết Hứa Thuần Lương tới kinh thành. Gọi điện thoại gọi là Hứa Thuần Lương giữa trưa cùng đi chú kinh bạn ăn cơm. Lãnh đạo cấp trên triệu hoán Hứa Thuần Lương không tiện cự tuyệt, lại thêm hắn ở kinh thành mấy món sự tình đã cơ bản xử lý hoàn tất, hiện tại tâm tình không tệ. Tối hôm qua mặc dù một đêm chưa ngủ, có thể đối Hứa Thuần Lương loại này tiến vào tiên thiên cảnh giới người căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn là thần thái sáng láng, chiều khí phồn thịnh. Đi qua phó quốc dân tại chú kinh bạn gánh nhâm phó chủ nhiệm thời điểm. Hứa Thuần Lương thường xuyên vào xem, từ khi Phó Quốc Dân từ chức, Hứa Thuần Lương mấy lần đến Kinh Đô ở tại Hoa Trục Nguyệt cổ phần khống chế tinh thần tử cửa hàng, trên cơ bản cùng chú kinh bạn bên kia đoạn mất liên lạc, tự nhiên cũng rất ít chú ý chú kinh bạn sự tình. Hiện tại Đông Châu chú kinh bạn cùng đi qua biến hóa không lớn, chủ nhiệm vẫn là Tiễn Ái Quân, hắn nguyên vốn đã muốn triệu hồi Đông Châu công việc, nhưng Uông Kiến Minh tiền nhiệm sau quyết định để hắn tiếp tục lưu nhiệm. Đi qua phó chủ nhiệm Tần Tân Lập cũng là tướng chú kinh bạn xem như một cái quá độ tính đơn vị, suy nghĩ hốn cái một năm nửa năm lại về Đông Châu, hiện tại bởi vì Uông Kiến Minh duy trì vốn có tổ chức kết cấu quyết định, cũng chỉ có thể đối diện tại cái này trên cương vị về hưu hiện thực. Đông Châu tiệm cơm ngược lại là đổi một vị quản lý, đi qua quản lý Lý Ngọc Mai rời chức, hiện tại quản lý Khương Linh Linh muốn trẻ tuổi nhiều lắm, nàng quá khứ là Đông Châu một chiêu quản lý đại sảnh, Lý Ngọc Mai rời chức về sau. Nàng bị chọn bên trong đến phụ trách Đông Châu tiệm cơm quản lý. Hứa Thuần Lương đi vào Đông Châu cơm cửa tiệm thời điểm, nhìn thấy một vị chừng 30 đầy đặn thiếu phụ tiến lên đón, nhiệt tình chào mời nói, Hứa chủ nhiệm, ngài đã tới, ta là Khương Linh Linh. Hứa Thuần Lương cùng với nàng nắm tay, Khương Linh Linh dáng người rất cao, hình thể cũng rất đầy đặn, khí chất được cho không tệ. Khương quản lý ngươi tốt, người gọi ta tiểu Khương đi, Khương Linh Linh trà đại phương đáp lại nói. Hứa Thuần Lương cười nói, ta còn là bảo ngươi Khương tỷ đi, lộ ra thân thiết. Khương Linh Linh cười nói, tốt, Hứa chủ nhiệm, người đi trước gian phòng ngồi, Uông thư ký lập tức tới ngay. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, cái này lập tức liền là không xác định, bình thường tới nói lãnh đạo nhiều nhất chính là đúng giờ, tuyệt không có khả năng tới trước. Khương Linh Linh là Hứa Thuần Lương dẫn đường, đem hắn đưa đến bành tổ sảnh, chú kinh bạn phó chủ nhiệm Tần Tân Lập đã tới trước. Một người ngồi ở chỗ đó nhàm chán chơi điện thoại di động. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương tiến đến, Tần Tân Lập do dự một chút, vẫn là đứng dậy, hắn đi qua sở dĩ từ du lịch cục trưởng vị trí bên trên xuống tới, cũng không phải là bởi vì ba cục hợp nhất, mà là bởi vì Nguy Sơn đảo suối nước nóng sự tình kiện, kẻ cầm đầu chính là Hứa Thuần Lương. Chính là bởi vì đây, Tần Tân Lập một mực nhìn Hứa Thuần Lương không vừa mắt. Nhưng vật đổi sao rời, Tần Tân Lập đã tiếp nhận nước sông ngày một rút xuống hiện thực. Mà Hứa Thuần Lương rất được Uông Kiến Minh tín nhiệm, tuổi còn trẻ đã cầm xuống chính khoa, lại thêm hắn tại chú kinh bạn lâu, cũng nghe nói Hứa Thuần Lương không ít tin tức, minh bạch Hứa Thuần Lương dạng này trương dương tính cách có thể tại bên trong thể chế xuôi gió xuôi nước chủ nếu là bởi vì hắn có Diệp gia bối cảnh. Tần Tân Lập bất chi bất giác đã buông xuống đối Hứa Thuần Lương địch ý, chỉ là hắn cũng không biết hôm nay Hứa Thuần Lương cũng sẽ tới, cho nên nhìn thấy Hứa Thuần Lương đột nhiên xuất hiện, khó tránh khỏi cảm thấy có chút đột nhiên. Bất quá Tần mới lập vẫn là cấp tốc phản ứng lại, đứng dậy cười nghênh đón, tiểu Hứa, tới a. Đổi thành đi qua hắn là không thể nào như thế chủ động. Hứa Thuần Lương cũng nở nụ cười, đi qua cùng Tần Tân Lập nắm tay, Tần chủ nhiệm, vẫn là kinh thành khí hậu nuôi người a, ngài là càng ngày càng trẻ. Tần Tân Lập cười ha ha, cầm Hứa Thuần Lương tay lung lay, ngươi cũng đừng mang ta ra đùa giỡn, kinh thành cho dù tốt cũng không bằng quê quán tốt. Không nói gạt ngươi, ta nhất thích ứng vẫn là Đông Châu thời tiết. Bên ngoài truyền đến Uông Kiến Minh thanh âm, làm sao? Nhớ nhà á. Tần Tân Lập lời nói mới rồi trùng hợp bị lãnh đạo nghe được, Tần Tân Lập tranh thủ thời gian buông ra Hứa Thuần Lương tay, cười nghênh đón, Uông thư ký, muốn nói không giống như là lừa gạt người, ta người một nhà đều tại Đông Châu,
hiện tại vừa có thời gian liền trở về, bất quá người yên tâm, ta sẽ không chậm trễ bản chức công việc. Cùng đi Uông Kiến Minh đến đây tiễn Ái Quân nói, lão Tần vừa thêm một cái bảo bối cháu trai, hắn là nghĩ cháu trai. Tần Tân Lập không muốn ở lại chú kinh bạn, tiễn Ái Quân cũng không thích hắn, Tần Tân Lập mặc dù là phó chức, nhưng hắn cũng là chính sự cấp bậc, tuổi tác so tiễn Ái Quân lớn, bình thường cũng không thế nào mua tiễn Ái Quân chướng, tiễn Ái Quân bắt hắn cũng không có nhiều biện pháp, ước gì nhanh lên đem tôn này lão Phật ra cho đưa tiễn. Uông Kiến Minh cười nói, lão Tần A, lại làm 2 năm, sau đó liền chân thật trở về chiếu cố cháu trai. Tần Tân Lập nhẹ gật đầu, trong lòng thầm than, Uông Kiến Minh là không có ý định để cho mình trở về, chủ yếu là trở về cũng không có phù hợp hắn địa phương, hắn cấp bậc chính sử, ban đầu là bởi vì ba cục hợp nhất, thành lập văn lữ cục bị đá ra, để hắn trở về nếu là an bài hắn một cái phó chức, hắn không có cam lòng, chức vị chính đã không có lỗ hổng, ngoại phóng chú kinh bạn dưỡng lão, ngoại trừ rời nhà xa một chút, bình thường cũng là tiêu diêu tự tại. Hứa Thuần Lương cũng đi theo Uông Kiến Minh lên tiếng chào hỏi. Uông Kiến Minh nói, tiểu tử ngươi không hảo hảo ở tại Đông Châu làm bản chức công việc chạy kinh thành tới làm gì? Hứa Thuần Lương nói, học tập A, ta trên cơ bản mỗi cái quý đều muốn đi qua một chuyến tập bên trong học tập, trước mắt ta ngay tại ra sức học hành Europa Thương học viện quản lý học thạc sĩ. Uông Kiến Minh không khách khí chút nào vạch, nước to lớn. Hứa Thuần Lương nói, nước to lớn cũng là quốc gia thừa nhận. Tần Chính Dương một bên giúp đỡ nói chuyện, chỉ từ kiên trì học tập phương diện này, tiểu Hứa liền đã vượt qua 90% cán bộ trẻ tuổi. Tiễn Ái Quân đi theo gật đầu, tiểu Hứa những năm này kiên trì học tập ta là mắt thấy tới, nghĩ không ra nhanh như vậy cũng đã là thạc sĩ sinh. Kỳ thật hắn thực tình có chút buồn bực, con hàng này đi qua không phải học bản khoa sao. Trước sau cũng chính là hơn 2 năm, thế mà đọc thạc sĩ, cái này trình độ cũng quá mẹ nó nước, quay đầu ta phải tìm hắn lấy thỉnh kinh, ta cũng phải nước cái thạc sĩ, dù sao ta ở kinh thành thuận tiện a. Uông Kiến Minh đến, Tiễn Ái Quân để Khương Linh Linh đi an bài mang thức ăn lên. Uông Kiến Minh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, chờ một chút. Hứa Thuần Lương trong lòng có chút kỳ quái, xem ra hôm nay còn có khách nhân khác. Tiễn Ái Quân minh bạch Uông Kiến Minh ý tứ, đi ra ngoài lại gọi một cú điện thoại, trở về thời điểm nói cho Uông Kiến Minh, còn phải đợi nửa giờ. Uông Kiến Minh biểu thị chờ khách người tới lại đến đồ ăn, đám người bồi tiếp Uông thư ký uống trà nói chuyện phiếm. Ước chừng qua nửa giờ, Uông Kiến Minh lần này chủ mời khách nhân Phó Quốc Dân khoan thai tới chậm. Hứa Thuần Lương mơ hồ đoán được là Phó Quốc Dân, bất quá hắn đoán không ra Uông Kiến Minh tại sao muốn mời cái này đã từ chức trước Đông Châu Văn Lữ Cục Cục trưởng. Một đoạn thời gian không gặp, Phó Quốc Dân rõ ràng phúc hậu, hắn gần nhất đồ nướng sinh ý làm tốt lắm, còn tại Đông Thành mở nhà chi nhánh, bởi vì cái gọi là tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Phó Quốc Dân vừa vào cửa tựu liên tiếp thật có lỗi, không có ý tứ các vị, ta vừa mới cùng nhà cung cấp hàng kết khoản, cho nên đến chậm, Uông thư ký, ngài tốt, thật sự là không có ý tứ. Uông Kiến Minh đứng dậy cùng Phó Quốc Dân nắm tay, lão phó, là ta mạo muội, đột nhiên đưa ra mời, đều không có cho ngươi thời gian chuẩn bị. Phó Quốc Dân nói, không có gì có thể chuẩn bị, vừa vặn hôm nay nên cho người ta tính tiền. Đám người nhập tọa, Uông Kiến Minh mời Phó Quốc Dân tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Kỳ thật hiện tại Phó Quốc Dân đã không có hành chính cấp bậc, chính là phổ thông lão bách tính một cái, chính vì vậy, hắn ngược lại rộng rãi. Phó Quốc Dân cùng đang ngồi trên cơ bản đều rất quen, quán đồ nướng liền mở tại chú kinh bạn đằng sau đầu kia trên đường, bình thường chú kinh bạn nhân viên công tác cũng không ít vào xem việc buôn bán của hắn. Hứa Thuần Lương cùng Phó Quốc Dân liếc mắt nhìn nhau, hai người đều lộ ra ấm áp ý cười, Hứa Thuần Lương rất vui mừng có thể nhìn thấy Phó Quốc Dân một lần nữa tìm về lòng tin. Tại xử lý đồ nướng trước đó, Phó Quốc Dân trạng thái tinh thần một lần để cho người ta lo lắng. Uống vài chén rượu về sau, Uông Kiến Minh nói ra lần này mời Phó Quốc Dân nguyên nhân, là bởi vì hắn ngẫu nhiên thấy được Phó Quốc Dân tại đảm nhiệm Đông Châu Văn Lữ Cục trưởng trong lúc đó, nói lên Đông Châu Văn Lữ quy hoạch thư, kia phần quy hoạch thư tương đương kỹ càng, cùng Uông Kiến Minh rất nhiều ý nghĩ không mưu mà hợp. Cùng lãnh đạo cùng nhau ăn cơm, nhất định phải phân rõ lớn nhỏ vương. Hay nói như Hứa Thuần Lương cũng toàn bộ hành trình bảo trì điệu thấp. Phó Quốc Dân nói rõ chi tiết mình ý nghĩ ban đầu, lúc trước hắn vừa mới trở thành Đông Châu Văn Lữ Cục trưởng thời điểm, cũng là hùng tâm vạn trượng, nghĩ tại mình nhiệm kỳ bên trong tướng Đông Châu Văn Lữ phát triển, nhưng tại Đông Châu đổ nướng dẫn dắt thời gian ngắn du lịch nhiệt độ về sau, liền liên tiếp tao ngộ nguy cơ. Trận kia từ đổ nướng thành đưa tới nguy cơ trực tiếp đưa đến hắn từ chức,
hiện tại phó quốc dân đã từ thung lũng chạy ra, cũng chỉ có hắn mới rõ ràng quá trình này gian khổ và thống khổ. Uông Kiến Minh thử thăm dò hỏi thăm phó quốc dân còn nguyện ý hay không là Đông Châu ra một phần lực. Phó quốc dân cười trả lời, mình bây giờ mở Đông Châu đồ nướng chính là đối Đông Châu văn hóa tuyên dương, thông qua cố gắng của hắn, Đông Châu đồ nướng ở Kinh Thành cũng có chút danh tiếng. Phó quốc dân nếu như nguyện ý, Uông Kiến Minh khẳng định sẽ cho hắn một cái cố vấn loại hình chức vị, nhưng là lần trước trọng đại ngăn trở đã để phó quốc dân đối thể chế triệt để thất vọng, không quan một thân nhẹ, hiện tại hắn đồ nướng sinh ý phát triển không ngừng, còn có nhiều thời gian hơn làm bạn lão bà nhi tử, hắn không có khả năng lại quay đầu, cũng không muốn tiếp nhận áp lực như vậy. Buổi trưa yến tan cuộc về sau, Hứa Thuần Lương lại bị Uông Kiến Minh gọi vào gian phòng của hắn. Trong phòng có chút nóng, Uông Kiến Minh đi tướng cửa sổ mở ra, để Hứa Thuần Lương tùy tiện ngồi. Hứa Thuần Lương ở trên ghế salon ngồi xuống. Uông Kiến Minh nói, ngươi lần này tới kinh nhìn thấy Diệp lão không có. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, gặp. Uông Kiến Minh rót hai chén trà, trong đó một chén đưa cho hắn. Hứa Thuần Lương nắm ra thụ sủng nhược kinh bộ dáng, đứng dậy hai tay tiếp nhận. Hai người ngồi xuống về sau, Uông Kiến Minh nhấp một ngụm trà nói, Diệp lão thân thể như thế nào? Cứng rắn đây, Hứa Thuần Lương trong lòng có chút buồn bực, Uông Kiến Minh rõ ràng là tại thông qua mình hỏi thăm Diệp lão tình trạng, kỳ thật bằng hai nhà bọn họ quan hệ, Uông Kiến Minh hoàn toàn có thể mình tự mình đến nhà bái phỏng, cần gì phải tuân hỏi mình. Vậy là tốt rồi, Uông Kiến Minh nói xong thở dài nói, gia gia của ta rất lo lắng Diệp lão, từ khi Diệp thúc thúc sau khi qua đời. Diệp lão liền thâm cư không ra ngoài, hẹn gặp mặt hắn hắn cũng không chịu, thậm chí liền điện thoại đều không muốn tiếp. Hứa Thuần Lương cảm thán nói, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đối với hắn đả kích thật sự là quá lớn. Uông Kiến Minh nói, ta lần này tới, gia gia cho ta một cái nhiệm vụ, để cho ta đi Diệp gia thăm viếng một chút Diệp lão, ta càng nghĩ, vẫn là để ngươi trước cho lão nhân gia ông ta lên tiếng kêu gọi tương đối thỏa đáng. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, chỉ bằng các ngươi hai nhà quan hệ, người hoàn toàn có thể trực tiếp đến nhà bái phỏng, coi như muốn tìm cái người trung gian liên hệ, ta cũng không phải người chọn lựa thích hợp nhất, người liên hệ Diệp Thanh Nhã chính là, khó nói hắn đã tìm Diệp Thanh Nhã, bị Diệp Thanh Nhã cự tuyệt. Uông Kiến Minh để cho mình ra mặt, hẳn là cảm thấy hắn là lãnh đạo của mình, đã mở miệng, mình liền không tiện cự tuyệt. Sớm biết như thế, vừa rồi hắn hỏi Diệp lão thân thể như thế nào thời điểm, nên nói gần nhất không thế nào. Không nghĩ tới Uông Kiến Minh tra hỏi sao còn giữ cái này phục bút, dù sao làm lãnh đạo sáo lộ sâu. Hứa Thuần Lương hoàn toàn chính xác không dễ làm một bác mặt mũi của hắn, cười nói, vậy ta phải hỏi một chút Thanh Nhã tỷ. Uông Kiến Minh cũng nở nụ cười, được, ngươi ngay ở chỗ này gọi cho nàng, ta tại kinh nhật trình sắp xếp rất chặt, cũng chính là hôm nay có chút nhàn rỗi. Hứa Thuần Lương thầm than, cái này Uông Kiến Minh thật đúng là từng bước ép sát. Thế là ở ngay trước mặt hắn cho Diệp Thanh Nhã gọi điện thoại. Diệp Thanh Nhã nghe nói Uông Kiến Minh nghĩ đến tiếp Gia Gia, không hề nghĩ ngợi liền nói cho Hứa Thuần Lương, Gia Gia hai ngày này tâm tình không tốt, người nào đều không muốn gặp. Hứa Thuần Lương cũng không nghĩ tới Diệp Thanh Nhã sẽ như vậy không cho Uông Kiến Minh mặt mũi, bất quá hắn chính hy vọng như thế, nếu như Diệp Thanh Nhã đồng ý, Uông Kiến Minh 89 phần 10 muốn lôi kéo mình cùng đi, cứ như vậy mình cũng tránh khỏi bị hắn lợi dụng. Hứa Thuần Lương tướng Diệp Thanh Nhã trả lời chắc chắn thuật lại cho Uông Kiến Minh, Uông Kiến Minh cũng không có miễn cưỡng, thở dài nói, chỉ có thể chờ đợi về sau có cơ hội lại nói. Hứa Thuần Lương nhưng từ bên trong nhìn ra một chút ảo diệu, nguyên bản hắn coi là Diệp lão bởi vì Diệp Sương Nguyên ngoài ý muốn bỏ mình cùng Kiều lão sinh ra rất sâu ngăn cách, hiện tại xem ra Diệp lão cùng Uông lão quan hệ cũng sinh ra vi diệu biến hóa. Diệp Thanh Nhã sở dĩ không chút do dự cự tuyệt Uông Kiến Minh tiến đến bái phỏng yêu cầu. Chứng minh hai nhà quan hệ cũng không còn lúc trước. Kỳ thật chuyện này cũng không khó lý giải, trước đây không lâu, Uông Chính Đạo phụ tử bởi vì dùng Diệp Thanh Nhã thư họa tặng người trả lại cho nàng mang đến phiền toái không nhỏ. Uông Kiến Minh hỏi Hứa Thuần Lương khi nào trở về, Hứa Thuần Lương biểu thị ngày mai liền đi. Hứa Thuần Lương rời đi Uông Kiến Minh gian phòng, lại đi Tần Chính Dương nơi đó nói một tiếng. Hứa Thuần Lương có chút hiếu kỳ Tần Chính Dương là làm sao biết mình ở Kinh Thành. Tần Chính Dương kỳ thật cũng không biết Hứa Thuần Lương ở Kinh Thành, là Uông Kiến Minh nói ra để hắn hô Hứa Thuần Lương tới dùng cơm, hắn mới biết được Hứa Thuần Lương cũng tới Kinh Thành. Hứa Thuần Lương về suy nghĩ một chút, hẳn là tại Diệp Thanh Nhã phòng làm việc ngẫu nhiên gặp Uông Kiến Thành, hắn đem mình ở Kinh Thành sự tình nói cho Uông Kiến Minh. Tần Chính Dương đưa Hứa Thuần Lương đi bãi đỗ xe thời điểm,
Hứa Thuần Lương thấy được một cỗ kinh bài Maybach lái tới, hắn một chút liền nhận ra chiếc xe này là Kiều Như Long. Hứa Thuần Lương cùng Kiều Như Long cũng có đoạn thời gian không có đã từng quen biết, chính suy nghĩ ở chỗ này gặp gỡ có phải hay không hẳn là chào hỏi. Maybach sau khi dừng lại, lái xe xuống tới tranh thủ thời gian nhanh nhẹn mà đem xe cửa cho kéo ra, từ bên trong xe bước xuống lại là một vị khí chất thanh tú văn tĩnh mỹ lệ nữ tử. Mai Như Tuyết hẳn là không nghĩ tới lại ở chỗ này cùng Hứa Thuần Lương gặp nhau, nàng đối lần này gặp gỡ bất ngờ khuyết thiếu chuẩn bị tâm tư đầy đủ, rõ ràng sửng sốt một chút, biểu lộ cũng có vẻ hơi mất tự nhiên. Tần Chính Dương nhìn thấy Mai Như Tuyết, lập tức hướng Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua, làm Mai Như Tuyết đã từng đồng sự, Hứa Thuần Lương bằng hữu, trên cơ bản đều biết hai người bọn họ ở giữa đã từng cố sự. Tần Chính Dương vẫn là trước nghênh đón tiếp lấy, hô, Mai Bí Thư. Mai Như Tuyết ánh mắt rơi vào Tần Chính Dương trên thân, nàng cười nói, Tần Thư Ký, Uông Thư Ký ở đây sao? Tần Chính Dương nhẹ gật đầu, tại, ta cái này mang người đi qua. Mai Như Tuyết không phải là không muốn cùng Hứa Thuần Lương chào hỏi, mà là nàng thận trọng để nàng cảm thấy đầu tiên phóng ra bước này không phải là chính mình. Hứa Thuần Lương suy nghĩ một chút vẫn là chủ động hướng nàng đi tới, trùng hợp như vậy à. Gọi Mai Bí Thư quá sinh phân. Gọi Tiểu Tuyết lại sợ Tần Chính Dương cho rằng bọn họ tình cũ phục nhiên, cho nên dứt khoát miễn đi xưng hô, dù sao Mai Như Tuyết biết mình tại nói chuyện với nàng. Tần Chính Dương nghe được hắn nói chuyện, hướng Mai Như Tuyết cười cười, sau đó hướng Hứa Thuần Lương cười nói, các người trước trò chuyện, ta đi lên cùng Uông Thư Ký nói một tiếng. Mai Như Tuyết nói, ta cùng ngươi cùng tiến lên đi. Nàng nói xong hướng Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, là ngay thẳng vừa vặn, ngươi cũng ở chỗ này. Hứa Thuần Lương lắc đầu, ta lần này đến kinh không phải là vì công sự. Mai Như Tuyết nhẹ gật đầu, lưu ý đến Hứa Thuần Lương hắc một chút, bất quá càng thêm tinh thần, trong lòng cảm thấy vui mừng đồng thời lại có chút không hiểu mất mát cảm giác, xem ra hai người chia tay đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh vang, nhưng có thể tự mình trong lòng hắn chưa hề đều không có có nhiều địa vị trọng yếu. Mai Như Tuyết nói, Uông Thư Ký tìm ta có việc, ta đi trước, chúng ta có cơ hội trò chuyện tiếp. Hứa Thuần Lương nói, được, vậy ngươi. Hai người công thức tính nói lời khách khí, một bên Tần Chính Dương cảm giác mình tồn tại có chút dư thừa, cho rằng bọn họ ở giữa sở dĩ dùng khách khí như vậy phương thức giao lưu hoàn toàn là bởi vì chính mình người ngoài này ở đây nguyên nhân. Từ góc độ của hắn đến xem, Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết các mặt đều là cực kỳ xứng, bọn hắn không thể tiến tới cùng nhau thật sự là có chút tiếc nuối. Hứa Thuần Lương đưa mắt nhìn Mai Như Tuyết rời đi, chuẩn bị đi ra ngoài gọi xe thời điểm, may bách cửa sổ xe rơi xuống. Kiều Như Long có chút khuôn mặt tái nhợt ra hiện ở trước mặt của hắn, đi nơi nào? Ta đưa ngươi. Bởi vì cửa sổ xe tự ẩn công năng vô cùng tốt, vừa rồi Hứa Thuần Lương chú ý lực cũng đều tại Mai Như Tuyết trên thân, thế mà không có phát hiện hắn tồn tại. Hứa Thuần Lương cười cười nói, không cần khách khí, ta đón xe. Kiều Như Long nói, lên đây đi, ta vừa vặn có chuyện nói cho ngươi. Hứa Thuần Lương chỉ là không muốn cùng Kiều gia người phát sinh quá nhiều liên hệ. Cũng không có nghĩa là hắn sợ hãi Kiều Như Long, mở cửa xe ngồi xuống. Kiều Như Long nói, người đi nơi nào? Cân nhắc đến Kiều Như Long cảm thụ, Hứa Thuần Lương vẫn là không có trực tiếp đem Diệp Thanh Nhã phòng làm việc địa chỉ báo ra đến, để lái xe trước tiên đem hắn đưa đi Hoa Trục Nguyệt nơi đó. Kiều Như Long nói, muội muội ta sự tình ngươi hẳn phải biết. Hứa Thuần Lương cười nói, chúc mừng, chúc mừng. Kiều Như Long lạnh nhạt nói, cũng không có gì có thể chúc mừng. Ta muốn nói cũng không phải công tác của nàng vấn đề. Hắn đưa cho Hứa Thuần Lương một bình nước. Hứa Thuần Lương không có nhận, tạ ơn, ta không cần. Kiều Như Long nói, ta hy nhìn các ngươi tốt hợp tốt tán, về sau tận lực không muốn cho nàng tạo thành bối rối. Hứa Thuần Lương nhiều hứng thú nhìn qua Kiều Như Long, Kiều Tổng, người lo lắng có chút dư thừa. Kiều Như Long cười nói, ta biết mình không nên nói, nhưng ta dù sao cũng là làm ca ca, quan tâm muội muội cũng là nên. Ngươi đừng chê ta lắm miệng. Hứa Thuần Lương nói, có trách nhiệm tâm là chuyện tốt, nhưng trách nhiệm cùng năng lực bình thường là ngang nhau, ngươi nói có đúng hay không? Kiều Như Long nụ cười trên mặt ngưng kết, Hứa Thuần Lương rõ ràng đang tố khổ hắn năng lực không được, hết lần này tới lần khác Kiều Như Long còn không tốt phản bác, Hứa Thuần Lương hỗ trợ cứu ra Tề Sảng cùng nhi tử luôn luôn sự thật, hắn không cách nào phủ nhận, tại cái này phương diện hắn thiếu Hứa Thuần Lương một cái rất lớn ân tình. Kiều Như Long trầm mặc xuống, trong xe bầu không khí tại trong yên lặng trở nên có chút xấu hổ, qua một hồi lâu, Kiều Như Long mới nói, Tiểu Hứa, ta đối với ngươi người cũng không có bất kỳ cái gì thành kiến,
Tương phản, ta còn không phải thường cảm kích ngươi, thưởng thức ngươi, chỉ là chúng ta gia đình như vậy xuất thân quyết định, chúng ta làm bất cứ chuyện gì nhất định phải cân nhắc toàn diện, ngươi hẳn là có thể minh bạch đi. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, minh bạch, kỳ thật ta cảm thấy xuất thân tại các ngươi như thế gia đình cũng rất bất hạnh. Kiều Như Long rất ít nghe được người khác đánh giá như thế xuất thân của hắn, bất quá hắn cũng không có cảm thấy bị vũ nhục, ngược lại cảm thấy Hứa Thuần Lương câu nói này đánh trúng tâm khảm của hắn, hắn cố nặn ra vẻ tươi cười, các nhà đều có quyển kinh khó đọc. Hứa Thuần Lương nhớ tới một sự kiện, hắn từ trong điện thoại di động tìm tới tấm kia có thể là thông huệ hòa thượng ảnh gia đình đưa cho Kiều Như Long, Kiều Tổng, ngươi có biết hay không trên tấm ảnh người? Hắn thấy, nếu như trên tấm ảnh người là Kiều Viễn Sơn, như vậy Kiều Như Long hẳn là nhận biết, dù sao Mai Như Tuyết ra đời thời điểm Kiều Như Long đã ký sự. Kiều Như Long xích lại gần màn hình nhìn thoáng qua, biểu lộ cũng không có biến hóa quá lớn, lắc đầu, không biết. Hứa Thuần Lương trong lòng khẽ giật mình, hắn thế mà liền cha ruột cũng không nhận ra. Không có khả năng, chẳng lẽ cái này trên tấm ảnh căn bản cũng không phải là Kiều Viễn Sơn. Cái này có thể giải thích vì sao mẹ nuôi cũng không thể nhận ra thông huệ hòa thượng. Nhưng nếu như không phải Kiều Viễn Sơn, cầm niếc hòa thượng tướng ảnh chụp giấu ở vại gạo bên trong lại là nguyên nhân gì? Đương nhiên kia không bài trừ Kiều Như Long cố ý ngụy trang khả năng, nhưng là Kiều Như Long tu vi hẳn là không đạt được loại tình trạng này. Hứa Thuần Lương lúc xuống xe hướng Kiều Như Long một giọng nói tạ ơn. Kiều Như Long miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, tựa hồ còn có lời muốn nói, nhưng là muốn nói lại thôi. Đưa mắt nhìn Hứa Thuần Lương thân ảnh đi xa, Kiều Như Long để lái xe đưa mình đi một nhà tư nhân câu lạc bộ, mỗi đến chủ nhật hắn cùng mấy người bằng hữu đều sẽ tới nơi này tiêu khiển, tăng cường tình cảm đồng thời còn có thể liên hệ một chút tiêu hơi thở. Kiều Như Long đến thời điểm, phát hiện Uông Kiến Thành cũng tại, Uông Kiến Thành đối với hắn vẫn là tương đối tôn trọng, đứng dậy kêu một tiếng Long ca. Kiều Như Long cười khoát tay áo, sau khi ngồi xuống, có người hỏi Kiều Như Long gần nhất tại xử lý cái gì sinh ý. Kiều Như Long từ hoa đầu từ trước đã là công khai bí mật. Kiều Như Long nói, gần nhất chủ yếu là ở nhà nghỉ ngơi, điều dưỡng thân thể là tiền vốn làm cách mạng. Một đám người đều đi theo gật đầu, dù sao Kiều Như Long tình huống thân thể tất cả mọi người rõ ràng, nhưng là hắn từ hoa đầu từ trước nội tình cũng không ít người biết, thân thể nguyên nhân chẳng qua là một cái đường hoàng lấy cớ thôi. Uông Kiến Thành mời Kiều Như Long đi tư phiếm vài câu, hai người cùng đi sân thượng. Phục vụ viên đưa tới rượu nước sau rời đi, Uông Kiến Thành căn dặn không nên quấy rầy bọn hắn. Tại tế thế chữa bệnh đầu tư công ty hữu hạn sự tình bên trên, Kiều Như Long vẫn còn có chút thua thiệt Uông Kiến Thành, không nói tiếng nào tướng cổ phần chuyển nhượng cho Xích Đạo vốn liếng. Uông Kiến Thành đến bây giờ trong tay một thành cổ phần đều không có có chuyển nhượng ra ngoài, không phải hắn không muốn chuyển, mà là không người tiếp bàn. Xích Đạo vốn liếng một phương hướng về phía hắn cùng Uông Kiến Minh quan hệ cũng nghĩ đem hắn cột vào trên một cái thuyền. Kiều Như Long chủ động nhắc tới chuyện này, Kiến Thành, Trường Hưng bệnh viện bên kia ngươi còn có cổ phần sao? Uông Kiến Thành gật đầu nói, lúc đầu ta cũng nghĩ chuyển ra ngoài, nhưng trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp tiếp bàn người, gần nhất Trường Hưng bệnh viện tình trạng thế mà chuyển tốt, ta cùng Xích Đạo vốn liếng bên kia hợp tác cũng coi như du nhanh. Kiều Như Long nói, vậy là tốt rồi. Uông Kiến Thành nói, Như Long ca, người không cần lo lắng cho ta. Kiều Như Long nói, kỳ thật ta lúc đầu cũng không muốn bị loại, mà là gặp một chút phiền toái. Uông Kiến Thành gật đầu nói, minh bạch. Kiều Như Long nói, ta nghe nói người tại Đông Châu Trung Hàn sản nghiệp vườn ném không ít tiền. Uông Kiến Thành nói, ta rất xem trọng hạng mục này. Kiều Như Long trong lòng thầm nghĩ, nếu như không phải Uông Kiến Minh tại Đông Châu chủ chính, Nhạc Tinh cũng sẽ không đầu tư nhiều tiền như vậy. Đồng lý, cũng là nguyên nhân này Nhạc Tinh mới lựa chọn cùng Uông Chính Đạo phụ tử hợp tác. Như Long ca, người gần nhất có cái gì kế hoạch? Kiều Như Long lắc đầu nói, thân thể ta không tốt, nghĩ kỹ tốt tính dưỡng một đoạn thời gian. Ta nghe nói Tiểu Tuyết đi Đông Châu Tân Hồ Tân Khu. Kiều Như Long cố ý nói, Kiến Minh ca nói cho người biết. Uông Kiến Thành phủ nhận nói, hắn xưa nay không xách chuyện công tác, ta là nghe những người khác nói, đúng, Tiểu Tuyết lựa chọn về Đông Châu có phải hay không có cái gì tình kết. Kiều Như Long nghe xong liền biết hắn muốn nói cái gì. Lạnh nhạt cười nói, người cảm thấy nàng là vì Hứa Thuần Lương mới trở về. Uông Kiến Thành nói, không phải đâu, nàng lại không phải là không có lựa chọn tốt hơn. Kiều Như Long nói, người không hiểu rõ nàng, nếu như nàng đối Hứa Thuần Lương còn có tình cảm, nàng khẳng định chọn né tránh. Đã trở về liền tránh không được sẽ chạm mặt,
Tiểu Tuyết nhất định làm xong đầy đủ chuẩn bị tư tưởng, ta tướng tin nàng có thể xử lý tốt. Uông Kiến Thành nói, người thật giống như đối Hứa Thuần Lương không ăn ý, người này tại đối phó phương diện nữ nhân rất có một bộ. Kiều Như Long uống một hớp, trong lòng thầm nghĩ, Uông Kiến Thành ở trước mặt mình nói những này đến tột cùng là có ý gì. Đi qua Kiều Uông hai nhà ngược lại là cố ý thúc đẩy hắn cùng muội muội thông gia, đáng tiếc hai người đối lẫn nhau đều không cảm giác bốc lên, về sau Kiều Như Long mới biết được, Uông Kiến Thành trong lòng chân chính thích lại là mình vợ trước Diệp Thanh Nhã. Kiều Như Long mặc dù không có tại Uông Kiến Thành trước mặt biểu lộ qua, nhưng trong lòng vẫn còn có chút khó chịu, mặc dù Diệp Thanh Nhã cùng Uông Kiến Thành không có gì, nhưng là hắn nghĩ cũng là đối với mình thật to bất kính. Hiện tại Kiều Như Long cùng Diệp Thanh Nhã đã ly hôn, lẫn nhau đều là tự do thân, Kiều Như Long cũng không có quyền can thiệp Diệp Thanh Nhã chuyện tình cảm, bất quá hắn vẫn không hy vọng Uông Kiến Thành cùng Diệp Thanh Nhã tiến tới cùng nhau, cái này lớn khái là nam nhân lòng ham chiếm hữu quấy phá. Kiều Như Long nói, ta cùng Hứa Thuần Lương liền bằng hữu cũng không tính, hắn là ai ta không quan tâm. Uông Kiến Thành thở dài nói, có chuyện ta lúc đầu không muốn nói, lo lắng ngươi cảm thấy ta nhiều chuyện, nhưng ta càng nghĩ, chuyện này ngươi cũng hẳn phải biết, ngươi biết Hứa Thuần Lương đến kinh trong lúc đó ngủ ở chỗ nào sao. Kiều Như Long bị hắn hỏi được trong lòng cảm giác nặng nề, mặt ngoài vẫn giả ra điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, Đông Châu chú kinh bạn vẫn là khách sạn. Uông Kiến Thành lắc đầu nói, ta ngày đó đi Thanh Nhã tỷ phòng làm việc bái phỏng, không nghĩ tới hắn tại. Kiều Như Long trong lòng thầm nghĩ, ngươi có thể đi bái phỏng, Hứa Thuần Lương một dạng có thể đi bái phỏng, dù sao hắn là Diệp Thanh Nhã em kết nghĩa. Bất quá nhớ tới Uông Kiến Thành vừa rồi tra hỏi, trong lòng lập tức cảm thấy không thoải mái, người Uông Kiến Thành có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói là Hứa Thuần Lương ở tại Diệp Thanh Nhã chỗ nào? Uông Kiến Thành nói, Hứa Thuần Lương đến kinh trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở tại Thanh Nhã tỷ phòng làm việc. Kiều Như Long nói, nàng nơi đó nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Hứa Thuần Lương ở vài ngày cũng không có gì. Uông Kiến Thành nói, Như Long ca, người hẳn là minh bạch ta ý tứ, Thanh Nhã tỷ là như thế nào người, chúng ta đều rõ ràng, ta liền sợ nàng đem Hứa Thuần Lương xem như thân đệ đệ nhìn, nhưng Hứa Thuần Lương cũng không nghĩ như vậy. Kiều Như Long nội tâm đã là cực kỳ khó chịu. Nhưng là mặt ngoài vẫn là mây trôi nước chảy, Kiến Thành, ta cùng Diệp Thanh Nhã quan hệ ngươi hẳn là rõ ràng, nàng cùng người nào kết giao là tự do của nàng, ta không có quyền can thiệp. Uông Kiến Thành nói, Như Long ca, các ngươi dù sao cũng là vợ chồng một trận, nhắc nhở nàng một chút cũng là nên. Kiều Như Long nói, ngươi quan tâm như vậy nàng, vì cái gì không trực tiếp đi nhắc nhở nàng. Uông Kiến Thành thở dài nói, ngươi cũng không phải không biết, Thanh Nhã tỷ hiện tại đối ta có chút bài xích. Kiều Như Long vỗ vỗ Uông Kiến Thành bả vai nói, Kiến Thành, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng chuyện của nàng ta thật không dễ chịu hỏi. Hứa Thuần Lương không có đi Hoa Trục Nguyệt nơi đó, mà là gọi xe đi Diệp Thanh Nhã phòng làm việc, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ngày mai rời đi, hắn cho Diệp Thanh Nhã gọi điện thoại, nói cho nàng ngày mai mình muốn trở về Đông Châu sự tình. Diệp Thanh Nhã hỏi hắn vé xe mua xong chưa, ngày mai mình có thể tiễn hắn đi đường sắt cao tốc đứng. Hứa Thuần Lương để nàng đừng phiền toái, lần này dựng bằng hữu xe cùng một chỗ trở về, sáng sớm ngày mai liền đi. Diệp Thanh Nhã biểu thị mình quay đầu đi làm việc thất một chuyến, có một số việc muốn nói với hắn. Qua chừng một giờ, Diệp Thanh Nhã mới đến, Diệp lão ủy thác nàng mang một chút lễ vật cho Hứa Trường Thiện. Hứa Thuần Lương nói, ta lần này tới vội vàng đều không cho ra ra mang lễ vật. Diệp Thanh Nhã nói, ngươi có thể tới nhiều bồi bồi hắn liền tốt. Hứa Thuần Lương nói, ngươi yên tâm, ta về sau sẽ thường xuyên tới. Diệp Thanh Nhã nói, thường xuyên là lúc nào? Hứa Thuần Lương không chịu được nở nụ cười, xem ra nghĩ mình tới không chỉ là Diệp lão. Diệp Thanh Nhã có chút ngượng ngùng, ngươi cũng chính là thuận miệng nói một chút. Hứa Thuần Lương nói, con người của ta từ trước đến nay nói là làm, ta tháng sau còn phải đến tập trung huấn luyện, lần này tới là vì Hoàng Tam gia sự tình. Diệp Thanh Nhã nói, đúng rồi. Ta nghe nói Hoàng Tam gia mất đi Nguyên Thanh Hoa đã tìm trở về. Hứa Thuần Lương nghĩ minh bạch giả hồ đồ nói, thật. Vậy liền quá tốt rồi, Hoàng Tam gia người tốt có hảo báo. Diệp Thanh Nhã nói, ta còn tưởng rằng là ngươi giúp hắn tìm trở về. Hứa Thuần Lương nói, ta nào có bản lãnh lớn như vậy. Có, dù sao ta cảm thấy ngươi không gì làm không được. Diệp Thanh Nhã nói đến đây chợt nhớ tới cái gì, Thuần Lương. Người để ta vẽ ra chân dung có không có kết quả. Hứa Thuần Lương lắc đầu. Diệp Thanh Nhã nói, ta lại vẽ lên một chương, vẽ thời điểm,
không khéo bị Gia Gia thấy được. Hắn nhìn chằm chằm chân dung nhìn trong chốc lát, ta cố ý hỏi hắn có phải hay không gặp qua trên bức họa người. Hứa Thuần Lương trong lòng giật mình, thông huệ chân dung thế mà để Kiều lão thấy được, hắn vốn không muốn Diệp Thanh Nhã tham gia chuyện này, cho nên nhắc nhở nàng đừng nhắc lại Độ Vân tự phát sinh sự tình, nhưng đã bị Kiều lão nhìn thấy, chắc hẳn từ nơi sâu xa tự có chú định. Gia Gia nói thế nào? Diệp Thanh Nhã nói, hắn không nhận ra, còn hỏi ta họa đến là ai? Hứa Thuần Lương thầm nghĩ, nếu như thông huệ hòa thượng chính là Kiều Viễn Sơn, như vậy Diệp lão không có khả năng không biết a. Sớm nhất hắn trước đi hỏi mẹ nuôi Lâm Tư Cẩn, sau đó là Kiều Như Long, hiện tại là Diệp lão cũng nhìn thấy, cái này ba người cùng Kiều Viễn Sơn quan hệ đều không phải bình thường, nhưng ba người đều nói không biết thông huệ hòa thượng. Nếu như nói một người giả dạng làm không biết có khả năng, nhưng ba người đồng thời đều nói không biết, kia chuyện này liền kỳ quái. Diệp Thanh Nhã nói, ngươi tại trên vách đá nhìn thấy những chữ kia có lẽ lúc đầu ý tứ cũng không phải là ngươi nghĩ bộ dáng. Hứa Thuần Lương nói, ngươi nói là ta đoán sai rồi. Diệp Thanh Nhã nói, có lẽ thông huệ đại sư cùng Kiều Viễn Sơn căn bản cũng không phải là cùng là một người. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng chỉ là dựa vào phía trên chữ phỏng đoán, xem ra suy đoán của ta có sai. Trong lòng của hắn lại không phải như vậy nghĩ, trên đời làm sao có chuyện trùng hợp như vậy. Mai Tích Tình cùng Uông Chính Đạo danh tự mình sẽ không nhận lầm. Diệp Thanh Nhã nói, không quản bọn hắn có phải là cùng một người hay không. Hy vọng bọn họ hai người bình an liền tốt. Hứa Thuần Lương nói, ta vừa rồi đi Đông Châu chú kinh bạn gặp được Mai Như Tuyết. Diệp Thanh Nhã nói, nàng là Đông Châu Tân Hồ Tân Khu người phụ trách, đi chú kinh bạn cũng rất bình thường, chờ nàng về Đông Châu công việc, các ngươi cơ hội gặp mặt khẳng định sẽ càng nhiều. Đúng, cái này lần gặp gỡ có cái gì cảm thụ? Hứa Thuần Lương cười nói, cái gì cảm thụ? Diệp Thanh Nhã nói, ý của ta là, người đối nàng còn có cảm giác hay không? Nếu có, ta có thể giúp các ngươi tác hợp một chút. Hứa Thuần Lương nói, không sợ ngươi chê cười, chúng ta đã biến thành người xa lạ. Diệp Thanh Nhã nói, chia tay cũng có thể làm bằng hữu a. Hứa Thuần Lương hỏi ngược một câu, ngươi cảm thấy khả năng sao? Diệp Thanh Nhã trầm mặc xuống, nàng cùng Kiều Như Long chính là một cái có sẵn ví dụ, hai người sau khi chia tay như không cần thiết căn bản sẽ không liên hệ, từ từ phụ thân ngoài ý muốn bỏ mình về sau. Hai nhà ở giữa càng là sinh ra rất sâu ngăn cách. Diệp Thanh Nhã bắt đầu cũng không hiểu, về sau nghe nói, phụ thân công việc biến động cùng Kiều lão có chút quan hệ, cho nên Gia Gia mới có thể xa lánh Kiều lão. Hứa Thuần Lương phát giác được câu hỏi của mình để Diệp Thanh Nhã cảm xúc nhận lấy ảnh hưởng, tranh thủ thời gian nói tránh đi, ngươi ăn cơm chưa? Ta biết phụ cận đây có nhà quán cơm nhỏ mùi vị không tệ. Diệp Thanh Nhã lắc đầu nói, không ăn, ta liền ghé thăm ngươi một chút. Chờ một lúc còn phải về nhà bồi Gia Gia. Hứa Thuần Lương nói, cũng tốt. Diệp Thanh Nhã giơ tay lên túi, ta đi trước. Hứa Thuần Lương đưa nàng đi ra ngoài, Diệp Thanh Nhã mở cửa phòng thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện đứng ở cửa Kiều Như Long, hắn đang chuẩn bị đè xuống chuông cửa. Kiều Như Long cũng không có dự liệu được cửa đột nhiên mở, bất quá hắn cấp tốc điều chỉnh biểu lộ, nhìn trước mắt Diệp Thanh Nhã cùng Hứa Thuần Lương, Kiều Như Long gạt ra một tia cứng rắn tiếu dung, trùng hợp như vậy. Diệp Thanh Nhã có chút kỳ quái mà nhìn xem hắn, từ khi hai người ly hôn về sau, Kiều Như Long thậm chí liền điện thoại đều rất ít đánh, hôm nay thế mà chủ động đến nhà. Ngươi tới làm gì? Diệp Thanh Nhã tra hỏi mang theo có chút bất mãn. Hứa Thuần Lương cười nói, hôm nay đã là lần thứ hai gặp được Kiều Tổng. Nếu như nói lần đầu tiên là trùng hợp còn nói còn nghe được, cái này lần thứ hai khẳng định là có nguyên nhân. Kiều Như Long nói, không có chuyện gì, chính là đi ngang qua thuận tiện nhìn lại nhìn. Diệp Thanh Nhã nói, không có ý tứ, ta còn có việc chuẩn bị đi ra ngoài. Kiều Như Long nhẹ gật đầu, vậy thì tốt, ta hôm nào lại đến. Diệp Thanh Nhã nói, không cần, công việc này thất ta dự định chuyển nhượng ra ngoài, người lần sau đến chủ nhân khả năng đã đổi. Kiều Như Long nói, thật muốn chuyển nhượng không bằng cân nhắc chuyển cho ta, năm đó ta mua xuống căn này phòng làm việc thời điểm, nhìn chúng chính là chỗ này náo bên trong lấy tĩnh vị trí. Hắn đang nhắc nhở Diệp Thanh Nhã. Công việc này thất cũng là năm đó hắn xuất tiền mua. Diệp Thanh Nhã vẫn chưa trả lời, Hứa Thuần Lương nói chuyện, Thanh Nhã tỷ đã quyết định chuyển nhường cho ta, không có ý tứ, Kiều Tổng, đoạt người trước. Kiều Như Long nhẹ gật đầu, trong lòng càng cảm giác khó chịu, mặc dù hắn cùng Diệp Thanh Nhã hôn nhân tồn tục trong lúc đó cũng không quan trọng tình yêu, mà dù sao Diệp Thanh Nhã là hắn vợ trước, đi qua làm sao chưa bao giờ thấy qua nàng đối với mình như thế giữ gìn cùng quan tâm.
Trong khoảng thời gian này, Kiều Như Long bắt đầu nghĩ lại mình vì sao đi cho tới hôm nay một bước này, hắn bắt đầu ý thức được sự nghiệp của mình cùng hôn nhân nhưng thật ra là cùng một nhịp thở, Kiều gia cùng Diệp gia thông gia là đôi bên cùng có lợi. Lúc đầu hắn hoàn toàn có thể tại hai nhà duy trì dưới tại sự nghiệp bên trên hát vang tiến mạnh, nhưng hắn lại lựa chọn một đầu trải rộng bụi gai đường nhỏ. Tề Sảng là một cô gái tốt, đối với hắn cũng ôn nhu đầy đủ, còn cho hắn sinh cái nhi tử bảo bối, nhưng là Tề Sảng không đảm đương nổi một cái tốt thê tử, đây là Tề Sảng xuất thân cùng bối cảnh quyết định. Hắn không có khả năng mang theo một cái con gái tư sinh bối cảnh nữ nhân xuất hiện tại đặc hữu vòng tầng bên trong, mà lại nữ nhân này phụ thân còn có màu xám bối cảnh. Kiều Như Long vốn cho là mình có thể trưởng khống hết thảy, nhưng kết quả là hắn cái này cái té ngã đến không thể bảo là không thảm trọng, càng làm cho hắn buồn bực là, hôn nhân của hắn vỡ tan đưa đến gia gia cùng Diệp lão ở giữa ngăn cách, gần nhất một đoạn thời gian, Kiều Như Long cơ hồ chưa từng gặp qua gia gia khuôn mặt tươi cười. Mặc dù Gia Gia không muốn cùng hắn câu thông, thế nhưng là hắn biết ở trong đó nhất định có Diệp lão nguyên nhân. Kiều Như Long nói, Thanh Nhã, ta muốn theo ngươi đơn độc nói chuyện. Diệp Thanh Nhã hơi kinh ngạc nhìn qua Kiều Như Long. Kiều Như Long nói bổ sung, rất trọng yếu. Hứa Thuần Lương tình cảnh hiện tại ít nhiều có chút xấu hổ, dù sao Kiều Như Long cùng Diệp Thanh Nhã quá khứ là quan hệ vợ chồng. Diệp Thanh Nhã nghĩ nghĩ, hướng Kiều Như Long nói, chuyển sang nơi khác đi. Lại hướng Hứa Thuần Lương nói, ngươi đi trong xe chờ ta một hồi, ta còn có việc tìm ngươi. Diệp Thanh Nhã đã nói, Hứa Thuần Lương cũng chỉ có thể gật đầu, Thành, ta đi trong xe chờ ngươi, có phiền phức điện thoại cho ta. Kiều Như Long đối Hứa Thuần Lương câu nói này phi thường khó chịu, cái gì gọi là có phiền phức? Ta giống như là tìm Diệp Thanh Nhã phiền phức người sao? Rõ ràng liền đứng tại làm việc trong phòng cổng, Diệp Thanh Nhã nhất định phải lại tìm một chỗ. Rõ ràng là không muốn cùng hắn đơn độc ở chung. Diệp Thanh Nhã đề nghị đi phụ cận quán trà, Kiều Như Long phát hiện Diệp Thanh Nhã bắt đầu có chủ kiến, đi qua vô luận lớn nhỏ sự tình trên cơ bản đều là hắn tại an bài. Ngồi xuống về sau, Kiều Như Long cầm lấy trà đơn, Diệp Thanh Nhã nói, không cần phiền toái như vậy, pha một bình điền hồng đi. Kiều Như Long nhẹ gật đầu, dù sao mục đích hôm nay cũng không phải là vì uống trà. Diệp Thanh Nhã giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Nói khẽ, Kiều Tổng, có lời gì cứ việc nói, Thuần Lương còn đang chờ ta không thể trì hoãn quá lâu. Kiều Như Long trong lòng một loại khó tả tư vị tại lan tràn, nàng gọi mình là Kiều Tổng, lại gọi Hứa Thuần Lương là Thuần Lương, trong lòng nàng chính mình cái này đã từng cộng đồng sinh hoạt qua chồng trước còn không bằng một cái mới vừa biết không nhiều lâu em kết nghĩa trọng yếu. Kiều Như Long nhắc nhở mình không muốn ghen ghét, dù sao hắn không có yêu Diệp Thanh Nhã, hai người cũng đã ly hôn. Diệp Thanh Nhã hiện tại vô luận lựa chọn ai hắn đều không có quyền hỏi đến, nhưng đạo lý ai cũng rõ ràng. Nội tâm cũng rất khó bình hoành. Kiều Như Long miễn cưỡng cười cười, Thanh Nhã, chúng ta mặc dù ly hôn, mà dù sao vợ chồng một trận, ta nghĩ chúng ta chỉ ít còn có thể làm bằng hữu a. Diệp Thanh Nhã lắc đầu, Kiều Tổng, ta kết giao bằng hữu rất kén chọn loại bỏ, người cùng ta không có thể trở thành bằng hữu. Ta biết, ta có lỗi với ngươi, người hận ta cũng là nên. Diệp Thanh Nhã cười nhạt một tiếng, ta không hận ngươi, nếu như ta có yêu ngươi, ta có lẽ sẽ hận, nhưng chúng ta đều rõ ràng, hôn nhân của chúng ta điểm xuất phát là cái gì, ta đối với ngươi không có yêu, hận tự nhiên không thể nào đàm lên. Kiều Như Long cho rằng Diệp Thanh Nhã cố ý dùng loại những lời này kích thích mình, hắn tin tưởng Diệp Thanh Nhã đi qua đối với mình là thích, thậm chí là sùng bái, Thanh Nhã, ngươi không nên nói như vậy, ta biết ta cho ngươi tạo thành rất lớn tổn thương. Ngươi là nghe không hiểu. Vẫn là không cách nào tiếp nhận hiện thực. Kiều Như Long, ta đã từng đem ngươi trở thành một vị hảo đại ca, hy vọng có thể cùng ngươi trở thành hảo bằng hữu, nhưng là đối ngươi chưa bao giờ có cái gọi là tình yêu, ta đối ngươi không có cảm giác nào, ta đối hôn nhân cũng không có bất kỳ cái gì chờ mong, ta lúc đầu gả cho ngươi chính là muốn làm Diệp gia nữ nhi ngoan, không muốn làm trái với trưởng bối ý kiến, ngươi cũng giống vậy, hôn nhân của chúng ta từ vừa mới bắt đầu chính là cái sai lầm. Kiều Như Long dùng sức nhếch lên bờ môi, nội tâm phảng phất bị người từng đao thọc đi vào, hắn không nghĩ tới Diệp Thanh Nhã sẽ nói như vậy, mình ở trong mắt nàng đơn giản chính là cái người xa lạ. Diệp Thanh Nhã nâng chén trà lên, phẩm hớp trà nói, vô luận ngươi hôm nay tìm ta muốn nói cái gì, ta hy vọng về sau tận lực vẫn là không muốn gặp mặt, ta không muốn thương tổn bất luận kẻ nào, ta cũng không muốn người khác cho ta bình tĩnh sinh hoạt tạo thành bối rối. Kiều Như Long nói, ta không nghĩ tới tổn thương ngươi. Diệp Thanh Nhã hờ hững nhìn qua Kiều Như Long nói, người này rất tự phụ,
ngươi vừa rồi lời nói này chính là cho là ta nhất định sẽ bị ngươi thương hại, sau đó ngươi liền có thể chuyện đương nhiên hướng ta xin lỗi, ta coi là phát sinh nhiều chuyện như vậy, ngươi hẳn là sẽ trở nên thành thục một chút, nhưng ta phát hiện ngươi nhìn vấn đề vẫn như thế phiến diệt, ngươi không tổn thương được ta, cuộc sống riêng tư của ngươi tổn thương đến là gia đình của ta, là người nhà của ta mặt mũi, ta và ngươi ly hôn về sau. Ngươi ta ở giữa làm kết thúc, ngươi rốt cuộc không tổn thương được người nhà của ta, ngươi chỗ có thể tổn thương chỉ có các ngươi Kiều gia, ta hy vọng ngươi thanh tỉnh một chút, về sau không muốn như thế tự tư. Kiều Như Long biểu lộ hiển đến mức dị thường xấu hổ, Diệp Thanh Nhã thanh tỉnh càng làm nổi bật lên hắn hồ đồ, hắn cảm thấy trước nay chưa từng có phiền muộn, liền hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ Diệp Thanh Nhã cũng có thể giáo huấn mình. Kiều Như Long nói, đúng, ta hồ đồ, ta tự tư, ta so ra kém ngươi thanh cao. Thanh cao đến để cho người ta ở đến phòng làm việc của ngươi bên trong, người đây không sợ ngoại giới nhàn thoại, người đây không sợ tổn thương nhà các ngươi mặt mũi. Diệp Thanh Nhã không có chút nào sinh khí, bình tĩnh nhìn qua Kiều Như Long nói, ngươi quả nhiên không có chút nào hiểu ta, ta cùng Hứa Thuần Lương như thế nào ở chung, phòng không đến bất luận cái gì người đến khoa tay múa chân, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Không quan hệ, ngươi vui lòng nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào. Hắn căn bản đang lợi dụng ngươi. Hắn đang lợi dụng các ngươi Diệp gia. Kiều Như Long có chút thẹn quá thành giận, Uông Kiến Thành không có nói sai, Diệp Thanh Nhã cùng Hứa Thuần Lương khẳng định có vấn đề. Diệp Thanh Nhã mỉm cười nói, người sống trên đời ai cũng tránh không được bị người lợi dụng, chỉ bất quá muốn chia chủ động cùng bị động hai chồng, nếu như Thuần Lương muốn lợi dụng ta, ta cam tâm bị hắn lợi dụng, câu trả lời này ngươi hài lòng hay không ý? Kiều Như Long trợn mắt hốc mồm, đây là hắn nhận biết Diệp Thanh Nhã sao? Đến tột cùng là nàng bị tình cảm làm choáng váng đầu óc vẫn là Hứa Thuần Lương cho nàng hạ cổ. Diệp Thanh Nhã giơ tay lên biểu nhìn đồng hồ. Kiều Như Long nói, Thanh Nhã, ngươi hẳn phải biết hắn cùng Tiểu Tuyết sự tình, lúc trước hắn một lòng muốn thông qua truy cầu Tiểu Tuyết hoàn thành giai tầng nhảy vào, may mắn Tiểu Tuyết kịp thời khám phá động cơ của hắn, chủ động đưa ra cùng hắn phân tay, hắn thấy không hy vọng, vậy mà đánh lên chủ ý của ngươi. Đổi thành bình thường Kiều Như Long có lẽ sẽ không nói lời như vậy. Nhưng Diệp Thanh Nhã thái độ làm cho hắn triệt để phá phòng, hắn đối Hứa Thuần Lương sinh ra trước chỗ chưa có căm hận. Diệp Thanh Nhã ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, Kiều Như Long ngươi không muốn hủy đi ta đối với ngươi sau cùng vẻ tôn kính, trước hôm nay, ta cho rằng ngươi chí ít vẫn là một cái cầm được thì cũng buông được nam nhân, nhưng hiện tại xem ra, ngươi liền là một cái tiểu nhân. Kiều Như Long nội tâm bỗng nhiên co quắp một chút, Diệp Thanh Nhã vậy mà dùng dạng này chữ đến vũ nhục chính mình. Diệp Thanh Nhã không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục Hứa Thuần Lương, nàng lạnh lùng nói, ngươi làm sự tình quen thuộc tại từ góc độ của mình xuất phát, ngươi khinh thường tại hiểu rõ người chung quanh, thậm chí bao gồm người nhà của ngươi, Tiểu Tuyết sở dĩ tuyển chọn cùng Hứa Thuần Lương chia tay là bởi vì đến từ gia đình áp lực, ở trong đó cũng bao quát ngươi, Thuần Lương chưa hề nghĩ tới muốn từ các ngươi Kiều gia lấy được lấy vật gì. Hắn sở dĩ không có miễn cưỡng, là không muốn Tiểu Tuyết khó xử, kỳ thật ngươi không phải thường rõ ràng. Tiểu Tuyết đến bây giờ cũng không thể buông hắn xuống, trong lòng nàng Thuần Lương địa vị muốn hơn xa ngươi. Ngươi hồ thuyết, tại Diệp Thanh Nhã trong trí nhớ Kiều Như Long rất ít biểu hiện ra thất thố như vậy, cái này cũng đã chứng minh hắn bị chính mình nói trúng chỗ đau, Diệp Thanh Nhã trong ánh mắt toát ra có chút đồng tình, buông tha mình đi. Kiều Như Long sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, Diệp Thanh Nhã lời nói này đưa tới hắn cực độ khó chịu, nội tâm của hắn chỗ sâu kiệt lực kháng cự, tim của hắn đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Tựa hồ viên này được từ hắn trái tim của người ta ý đồ tránh ra khỏi thân thể của hắn khống chế. Đông, 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 đông. Hắn cảm giác được rõ ràng trái tim tại đụng chạm lấy ngực của mình bích, Kiều Như Long không thể không đưa tay phải ra dùng sức che ngực. Diệp Thanh Nhã nhìn thấy bộ dáng của hắn, không khỏi tần lên lông mày, ngươi không thoải mái. Ta giúp ngươi đánh. Kiều Như Long lắc đầu, không cần, ta nghỉ ngơi một chút liền tốt. Từ Diệp Thanh Nhã vẻ mặt hắn cũng không tìm kiếm được mình muốn loại kia quan tâm, xem ra chính mình trong lòng nàng quả thật liền bằng hữu bình thường đều tính không lên. Kiều Như Long dần dần bình phục xuống tới, ý thức được giữa hai người đối thoại tiếp tục cũng không có có bất kỳ ý nghĩa gì, chủ động đưa ra cáo từ. Kiều Như Long vốn muốn đi tính tiền, nhưng Diệp Thanh Nhã biểu thị nàng mời, Kiều Như Long càng phát ra cảm giác được Diệp Thanh Nhã thay đổi, trở nên tự lập lại chủ động. Nhìn thấy Diệp Thanh Nhã trở về, Hứa Thuần Lương như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, Diệp Thanh Nhã mở cửa xe tiến vào trong xe, áy náy cười nói, không có ý tứ, vừa rồi để ngươi lúng túng. Hứa Thuần Lương nói, ta không có cảm thấy xấu hổ, hắn không có làm khó ngươi đi.
Diệp Thanh Nhã lắc đầu, chính là tùy tiện phiếm vài câu. Hứa Thuần Lương không có tiếp tục hướng xuống hỏi, chủ động đưa Diệp Thanh Nhã về nhà, Diệp Thanh Nhã cũng không có tiếp tục nói đi xuống. Đoạn đường này bọn hắn ai cũng không nói gì, Hứa Thuần Lương tướng Diệp Thanh Nhã đưa đến cửa đại viện, Diệp Thanh Nhã mới nhớ tới chiếc xe này là mình, lẽ ra mình tiễn hắn mới đúng, trên đường mình trong đầu rối bời, không phải là bởi vì Kiều Như Long, mà là bởi vì những chuyện khác. Hứa Thuần Lương tại ven đường lâm thời dừng xe xong cười nói, Thanh Nhã tỷ, ta hôm nay liền không tiến vào. Đi nơi nào, ta đưa ngươi. Hứa Thuần Lương lắc đầu nói, không cần, chúng ta đưa tới đưa đi, lúc nào là cái đầu a, ngươi trở về bồi ra ra đi, ta cảm giác hắn gần nhất trạng thái không tốt. Diệp Thanh Nhã nhẹ gật đầu, xuống xe đi vị trí lái, Hứa Thuần Lương đứng tại bên cạnh xe hướng nàng phất tay tạm biệt, Diệp Thanh Nhã lại quay cửa sổ xe xuống. Thuần Lương, ta dự định tướng phòng làm việc chuyển đi ra. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, người ước định một chút giá cả, ta mua lại. Người muốn là ưa thích, ta tặng cho ngươi. Hứa Thuần Lương lắc đầu, vậy cũng không được, người khác biết không phải nói ta ăn bám. Diệp Thanh Nhã nở nụ cười, lập tức ý thức được hiện tại cười có chút không ổn, cũng không biết hẳn là như thế nào đáp lại hắn, cuối cùng chỉ nói một câu ta trở về, lái xe vội vàng rời đi. Hứa Thuần Lương chuẩn bị đón xe thời điểm, Hoa Trục Nguyệt gọi điện thoại tới nói cho hắn biết ngày mai không có cách nào cùng hắn cùng một chỗ về Đông Châu, chủ yếu là bên này có cái hạng mục lớn cần, nàng để Hứa Thuần Lương có thể lái xe của mình qua đi. Hứa Thuần Lương lười nhác lái xe, để Hoa Trục Nguyệt một mực bận bịu chính sự, mình mua trương đường sắt cao tốc phiếu trở về cũng được. Bên này vừa cúp điện thoại, Tần Chính Dương bên kia liền đánh tới, hắn ngữ khí lộ ra khẩn trương. Nói cho Hứa Thuần Lương Đông Châu tàu điện ngầm số 5 tuyến bị lâm thời kêu dừng, còn có một cái chuyện rất nghiêm trọng, đó chính là Đông Châu cục dân chính gần đây loạn tượng bị người đâm đến phía trên, dân chính hệ thống người phụ trách định ngày hẹn Uông Kiến Minh, đối Đông Châu dân chính tốt khoe xấu che hành vi tiến hành phê bình. Hứa Thuần Lương cho rằng những đại sự này không liên quan tới mình, dù sao mình tại cục dân chính cũng chỉ là một cái nho nhỏ khoa cấp, còn nhập không được đại lãnh đạo pháp nhãn. Tần Chính Dương để Hứa Thuần Lương nhiều một chút cảnh giác, Uông Kiến Minh trước mắt ngay tại giảm tai ủy tiếp tiền nhiệm Chu thư ký, hai người nói chuyện thời gian rất lâu, hắn có loại dự cảm, lần này nói chuyện cũng sẽ không vui sướng. Hứa Thuần Lương đứng tại ven đường nghe thời điểm, một cỗ màu lót đen chữ viết nhầm màu đen xe tăng 500 ở bên cạnh hắn dừng lại, Hứa Thuần Lương luôn cảm thấy bên trong có người đang nhìn trộm mình, cúp điện thoại, xích lại gần hướng trong xe nhìn. Cửa sổ xe rơi xuống. Lại là hắn lão mụ Phùng Minh Quân. Hứa Thuần Lương hướng biển số xe lại liếc mắt nhìn, xe này là nhân viên ngoại giao sử dụng biển số xe. Phùng Minh Quân tức giận nói, lên xe. Hứa Thuần Lương kéo ra phụ xe muốn ngồi đi vào, Phùng Minh Quân nói, đằng sau. Hứa Thuần Lương đành phải ngoan ngoãn về phía sau ngồi xuống, con mắt quan sát một chút chung quanh. Phùng Minh Quân lái xe hướng mặt trước chạy tới, nhìn cái gì vậy? Hứa Thuần Lương nói. Ta nhìn bên trong có súng không có. Phùng Minh Quân nói, đối phó người ta còn muốn dùng thương A. Hứa Thuần Lương cười nói, hai mẹ con không đến mức, người nếu là thật muốn diệt ta, ta cam đoan đánh không hoàn thủ mắng không nói lại. Phùng Minh Quân nói, đến cùng làm cán bộ, nói chuyện đều theo tới không giống. Hứa Thuần Lương nói, người biệt hàn sầm ta, liền một nho nhỏ khoa cấp, không tính là cái gì cán bộ. Ta còn tưởng rằng ngươi bị hết thảy trước mắt choáng váng đầu óc nữa nha, nguyên lai còn duy trì nhất định thanh tỉnh. Hứa Thuần Lương nói, người đây là dự định mang ta đi chỗ nào? Phùng Minh Quân nói, bớt nói nhảm. Hứa Thuần Lương hai tay khoanh đặt ở trên đùi, cực kỳ giống một cái nhu thuận học sinh tiểu học. Phùng Minh Quân tướng xe ngừng đến một tòa cao ốc trong bãi đỗ xe, sau đó để Hứa Thuần Lương xuống xe, mang theo hắn tiến vào thang máy, ngồi thang máy thẳng tới tầng cao nhất. Hứa Thuần Lương đi theo Phùng Minh Quân sau lưng đi vào mái nhà, phát hiện nơi này ở vào Kinh Bắc, đứng tại mái nhà có thể quan sát cái này tòa cổ xưa khổng lồ thành thị. Phùng Minh Quân từ áo khoác bên trong móc ra một hộp khói, Hứa Thuần Lương hảo tâm nhắc nhở, hút thuốc có hại cho sức khỏe. Bất quá hắn vẫn là trước tiên móc ra bật lửa giúp lão mụ đốt. Phùng Minh Quân hít một hơi thuốc lá nói, cho lãnh đạo đốt thuốc quen thuộc. Đã hình thành phản xạ có điều kiện rồi. Hứa Thuần Lương vui tươi hớn hở thu hồi bật lửa, hiểu con không ai bằng mẹ. Phùng Minh Quân nói, ta nhưng không có chút nào hiểu rõ ngươi. Đừng nói như vậy, nhi thần có cái gì làm không đến địa phương mẫu hậu một mực phê bình. Phùng Minh Quân nhìn không được bật cười, ngươi cái miệng này. Nàng gõ gõ khói bụi nói,
có suy nghĩ hay không qua ra nước ngoài học? Hứa Thuần Lương nao nao, lập tức suy nghĩ Phùng Minh Quân động cơ, ta hiện tại học tập tại Europa Thương Học Viện, không xuất ngoại một giảng cầm văn bằng. Phùng Minh Quân nói, ngươi cũng đừng xách cái kia gà rừng đại học, ngươi còn trẻ, xuất ngoại học tập đối với ngươi mà nói là một cái khó được tăng lên cơ hội, nếu như ngươi có ý nghĩ này, ta có thể giúp ngươi an bài. Hứa Thuần Lương nói, ta có công việc, không có tiền đồ, hỗn thể chế cũng phải nói bối cảnh, đừng tưởng rằng có Diệp gia ủng hộ ngươi liền có thể một bước lên mây, cha ngươi có vấn đề, ngươi chú định đi không được quá xa. Phùng Minh Quân lời nói đến mức phi thường ngay thẳng, Hứa Thuần Lương nói, không thể nào, hắn có vấn đề ở đâu ra ta. Phùng Minh Quân tức giận đến nhấc chân chiếu vào Hứa Thuần Lương đá tới, Hứa Thuần Lương không có tránh, Phùng Minh Quân một cước này cũng vô dụng lực, chịu xong một cước này, Hứa Thuần Lương lại cười đùa tí từng nói, người đừng nóng giận a, kỳ thật ta cũng hoài nghi, ta cùng hắn không hề giống a, dù sao ta biết hai ta là thân. Phùng Minh Quân cười mắng, làm sao không giống, một dạng hỗn trướng. Hứa Thuần Lương nói, ta không thích nước ngoài, sự nghiệp của ta vừa mới cất bước, mà lại ta đi ra ra làm sao bây giờ. Phùng Minh Quân nói, ta đi qua nhắc nhở qua ngươi, có một số việc ngươi tốt nhất đừng tham gia. Hứa Thuần Lương nói, ta có chút không hiểu ý của ngài. Phùng Minh Quân nói, ít cho ta nghĩ minh bạch giả hồ đồ, Kiều gia, Diệp gia, Uông gia, bọn hắn ba nhà quan hệ rắc rối khó gỡ rắc rối phức tạp, người coi như có bản lãnh đi nữa cũng đừng đi tranh đoạt vũng nước đục này. Hứa Thuần Lương nói, người có phải hay không nghe nói cái gì rồi? Phùng Minh Quân nói, người nói phương diện kia, là người cùng Hạ Hầu Mộc Lan không rõ ràng vẫn là cùng Hoa Trục Nguyệt mập mờ dây dưa. Vẫn là cùng Tô Tình nha đầu kia mắt đi mày lại. Hay là cùng Mai Như Tuyết tình cũ tái phát. Hứa Thuần Lương nói, người quản được có phải hay không có chút chiều rộng, ta không có kết hôn, với ai lui tới là tự do của ta. Phùng Minh Quân nói, ta không có ý định quản ngươi, ta cũng không quản được ngươi, nhưng ngươi biết rất rõ ràng những nữ hài tử này bối cảnh, ngươi còn khắp nơi lưu tình, ngươi có suy nghĩ hay không qua hậu quả. Hứa Thuần Lương nói, đương nhiên cân nhắc qua, cùng lắm thì ta cả một đời không kết hôn. Phùng Minh Quân chỉ vào Hứa Thuần Lương cái mũi mắng, không chịu trách nhiệm đồ vật, người cùng Hứa Gia Hiên đơn giản giống nhau như đúc. Hứa Thuần Lương thở dài nói, tỉnh táo, xem ra trong lòng ngươi vẫn là không bỏ xuống được lão Hứa. Phùng Minh Quân nói, đánh rắm, hắn chết ta cũng sẽ không nhìn nhiều. Hứa Thuần Lương nói, người đừng nóng vội a, hai mẹ con chúng ta tâm bình khí hòa hảo hảo nói chuyện, người đến tột cùng đang lo lắng cái gì, rõ ràng nói ra. Ta nói đến còn chưa đủ minh bạch, ngươi ít cho ta giả ngu. Hứa Thuần Lương nói, ngài là lo lắng ta bị người lợi dụng. Phùng Minh Quân nói, đừng tưởng rằng mình đủ thông minh, mặt ngươi đúng cũng không phải người bình thường, mỗi một cái đều là đa mưu túc trí cao nhân, mà lại giữa bọn hắn ân oán chúng ta ngoại nhân tội gì đi nhúng tay. Hứa Thuần Lương nói, ta không có nhúng tay a. Ngươi nhận Diệp lão đường ông nội nuôi tại trong mắt người khác đã đợi cùng với đứng đội, chuyện này ta tạm không nói đến. Người cùng Thanh Nhã hiện tại là quan hệ như thế nào? Hứa Thuần Lương nở nụ cười, người lượn quanh nửa ngày phần cong, nguyên lai tại chỗ này đợi lấy ta đây. Không tệ, Thanh Nhã là ta cháu gái, ta không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Phùng Minh Quân sở dĩ nói như vậy là bởi vì nàng từ nhỏ ở Lâm gia lớn lên, cùng Lâm Tư Cẩn càng là tình như tỉ muội. Hứa Thuần Lương nói, vậy ngài liền cho phép người khác khi dễ ta. Phùng Minh Quân trịnh trọng nói, tiểu tử, có ít người là không được trêu chọc, Thanh Nhã không chỉ là Diệp gia mặt mũi, nàng vẫn là Kiều gia mặt mũi, mặc dù nàng cùng Kiều Như Long ly hôn, nhưng là cũng không có nghĩa là nàng cùng Kiều gia liền triệt để đoạn tuyệt quan hệ, Kiều gia cùng Diệp gia hiện tại ngăn cách rất sâu, ngươi vì sao tiến vào dân chính hệ thống, ngươi trong lòng mình hẳn là minh bạch, thượng vị giả đấu tranh mặt ngoài mây trôi nước chảy không đánh mà thắng, nhưng ngươi muốn minh bạch một sự kiện. Thượng vị giả là dẫm lên vai của người khác thậm chí thi cốt từng bước một đi lên. Hứa Thuần Lương không nói chuyện, lời của mẫu thân xuất phát từ nội tâm cũng tất cả đều là hiện thực. Phùng Minh Quân nói, người tại cơ sở, có một số việc ngươi không nhìn thấy, Diệp Sương Nguyên vì sao từ phát cải ủy rời đi? Lão Chu tại sao lại thượng vị? Kiều Như Long vì sao lại làm đến bây giờ tình trạng? Uông Kiến Minh chủ chính Đông Châu phía sau đẩy tay là ai? Ở trong đó tồn tại nhiều ít đánh cờ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hứa Thuần Lương nói, ta chỉ là một cái địa cấp thành phố khoa cấp cán bộ, những chuyện này không thuộc quyền quản lý của ta. Phùng Minh Quân thở dài nói, ngươi minh bạch liền tốt, ta có loại dự cảm,
gần nhất sẽ có lớn chuyện phát sinh, người lựa chọn tốt nhất chính là rời xa không phải là. Hứa Thuần Lương nói, yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Phùng Minh quân tướng khói vê diệt, hai mắt nhìn qua phương xa chân trời mênh mông hoàng hôn, nói khẽ, người biết người mẹ nuôi vì sao muốn cùng Diệp Sương Nguyên ly hôn sao? Hứa Thuần Lương nói, tựa như là bởi vì nàng không đồng ý Thanh Nhã tỷ cùng Kiều Như Long hôn sự. Phùng Minh quân lắc đầu, bởi vì Lâm gia không muốn Kiều Diệp hai nhà liên hợp, Tư Cẩn mẫu nữ kỳ thật đều là lợi ích chính trị vật hy sinh. Hứa Thuần Lương thầm than, kiên cường như Lâm Tư Cẩn cũng không thể không tại hiện thực trước mặt cúi đầu, hắn nhớ tới một sự kiện, mẫu thân có lẽ đối Kiều Viễn Sơn sự tình có chút hiểu rõ, cố gắng nhận biết người này cũng có khả năng, hắn tìm ra tấm hình kia đưa cho Phùng Minh quân nhìn. Phùng Minh quân nhìn thấy ảnh chụp về sau cũng là mặt mũi tràn đầy mê hoặc, ta không biết. Hứa Thuần Lương cũng không muốn vòng vo, trực tiếp hỏi, người nhìn người này là Kiều Viễn Sơn sao? Phùng Minh quân lắc đầu nói, không phải. Hứa Thuần Lương trong lòng ngạc nhiên, mẫu thân hẳn là sẽ không lừa hắn, kể từ cùng Diệp Thanh Nhã tiến về Độ Vân tự phát hiện những cái kia xốc xếch khắc đá về sau, hắn liền hoài nghi Thông Huệ Hòa Thượng chính là Kiều Viễn Sơn, có thể hỏi thăm mấy cái năm đó gặp qua Kiều Viễn Sơn người đều nói không phải, nhìn đến hoài nghi của mình phương hướng sai. Nhưng nếu như Thông Huệ Hòa Thượng không phải Kiều Viễn Sơn, những cái kia trong huyệt động khắc đá lại nên giải thích như thế nào? Phùng Minh Quân nói, ngươi vì cái gì đối Kiều Viễn Sơn sự tình cảm thấy hứng thú? Hứa Thuần Lương nói, ta hoài nghi người này chính là Kiều Viễn Sơn. Phùng Minh Quân lại lần nữa cầm qua điện thoại di động của hắn xác nhận một chút, lắc đầu nói, không phải. Hứa Thuần Lương nói, nữ nhân này người có hay không thấy qua? Phùng Minh Quân nói, ta cùng Kiều Viễn Sơn không quen, nữ nhân này càng là chưa hề đều chưa từng gặp qua, ngươi nên không phải hoài nghi cô gái này là Mai Như Tuyết a. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, thật sự là hắn có ý nghĩ như vậy. Phùng Minh Quân nói, ta gặp qua Mai Như Tuyết khi còn bé dáng vẻ, cái này ảnh chụp tuyệt không phải nàng. Hứa Thuần Lương hiện tại cũng dao động, có lẽ Thông Huệ cùng Kiều Viễn Sơn hoàn toàn chính là hai người, năm đó Kiều Viễn Sơn đến cùng vì sao lại rời nhà trốn đi. Phùng Minh Quân lạnh nhạt cười nói, ai nói hắn là rời nhà trốn đi. Chẳng qua là Kiều gia đối ngoại thuyết pháp thôi, ta chỉ nghe nói Kiều Viễn Sơn năm đó chính vào lên cao kỳ, nhưng đột nhiên bị cha xảy ra vấn đề này không chỉ là sinh hoạt tác phong, còn có dính líu bán ích lợi quốc gia. Hứa Thuần Lương thầm nghĩ khó trách a, nếu như chỉ là sinh hoạt vấn đề tác phong, lấy Kiều gia hùng hậu thực lực hẳn là có thể đem chuyện này đè xuống, nhưng là cái sau chính là thể chế đại kỵ. Vô luận người bối cảnh như thế nào, một khi cha thực quyết không đường lùi. Phùng Minh Quân nói, ta cũng chỉ là nghe nói, tình huống thật đến tột cùng như thế nào ta cũng không có điều tra qua, Thuần Lương, Tiêu Diêu tự tại qua cuộc sống của mình chính là, người khác phân tranh ngươi sao lại cần tham gia. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, nhớ kỹ. Phùng Minh Quân nói, ta gần nhất có ngoại phái công việc, sẽ ra ngoài một đoạn thời gian rất dài, ngươi không muốn ra quốc học tập, ta cũng không thể miễn cưỡng ngươi. Hứa Thuần Lương nói, đi chỗ nào đều phải chú ý an toàn, các ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, cao nguy hiểm công việc có thể không đi vẫn là tận lực chớ đi. Phùng Minh Quân bởi vì nhi tử quan tâm mà cảm thấy ấm áp, được rồi, ngươi chiếu cố tốt mình là được, ta sự tình không cần ngươi lo lắng. Nàng phi thường rõ ràng nhi tử câu nói này cũng không phải là hướng về phía tự mình một người nói. Hứa Thuần Lương cười nói, ta đã là người trưởng thành, coi như gặp được phiền phức ta cũng có năng lực giải quyết. Chỗ lấy các ngươi cứ yên tâm. Phùng Minh Quân đưa tay bưng lấy mặt của con trai, dùng sức nhéo nhéo, nàng mím môi, muốn nói cái gì, nhưng rốt cục vẫn là khống chế được, nói khẽ, kỳ thật chúng ta chỉ muốn ngươi làm người bình thường. Hứa Thuần Lương nói, ta chính là người bình thường. Phùng Minh Quân nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt của hắn, tiểu tử, ngươi lừa gạt qua bao nhiêu nữ nhân. Hứa Thuần Lương nói, kia không gọi lừa gạt, đều là lưỡng tình tương duyệt. Phùng Minh Quân hung hăng vặn chặt lỗ tai của hắn, hỗn đản đồ chơi. Kiều Như Long cho tới bây giờ cảm xúc đều không có bình phục lại, về đến nhà, hắn đầu tiên đi tìm muội muội. Mai Như Tuyết ngay tại thu thập, nàng cuối tuần liền muốn đi trước Đông Châu trình diện. Nhìn thấy Kiều Như Long sắc mặt khó coi như vậy, đầu tiên nghĩ đến vẫn là thân thể của hắn. Ca, người sắc mặt làm sao khó coi như vậy, thế nào, có phải hay không thân thể không thoải mái? Kiều Như Long lắc đầu trên ghế ngồi xuống, người đây là. Mai Như Tuyết nói, ta cuối tuần liền đi trình diện, cho nên sớm thu thập một chút. Kiều Như Long ồ một tiếng, thấp giọng nói, đi Đông Châu. Mai Như Tuyết nói, ngươi không phải đã sớm biết,
nàng tiếp tục thu thập đồ vật của mình. Kiều Như Long nói, ta gặp được Hứa Thuần Lương. Mai Như Tuyết bình tĩnh nói, tại Đông Châu chú kinh bạn đi. Ca ca đưa mình đi chú kinh bạn, khẳng định thấy được Hứa Thuần Lương, về phần bọn hắn có hay không tự mình nói chuyện phiếm Mai Như Tuyết cũng không rõ ràng, nàng cũng không có chủ động đi hỏi, hiện tại đại ca đã nói ra liền chứng minh giữa bọn hắn hẳn là có giao lưu. Kiều Như Long nói, ta còn tưởng rằng hắn ở tại chú kinh bạn, có thể hỏi qua mới biết được, trong khoảng thời gian này hắn một mực ở tại Diệp Thanh Nhã phòng làm việc. Mai Như Tuyết rõ ràng dừng lại một chút, bất quá nàng rất nhanh liền tiếp tục thu thập, nói khẽ, hắn là Thanh Nhã tỷ em kết nghĩa, cái này rất bình thường. Kiều Như Long nói, nhưng ta nghe nói có như vậy điểm không bình thường. Mai Như Tuyết để quyển sách trên tay xuống, chuyển hướng Kiều Như Long, ca, người cùng Thanh Nhã tỷ đã ly hôn, các người đã không tồn tại hôn nhân quan hệ, nàng muốn cùng người nào kết giao là tự do của nàng, người không có quyền làm liên quan. Kiều Như Long nói, ta không phải muốn làm liên quan nàng, nàng cùng người nào kết giao đều được, nhưng là duy chỉ có không thể cùng Hứa Thuần Lương. Mai Như Tuyết yên lặng xoay người sang chỗ khác, không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng mấp máy khóe môi, nàng kỳ thật cũng có phát giác, bởi vì Diệp Thanh Nhã tại cùng nàng lúc gặp mặt cho tới Hứa Thuần Lương lơ đãng toát ra biểu lộ, Mai Như Tuyết chỉ là không muốn đi nghĩ lại, lặng lẽ nhắc nhở mình cùng Hứa Thuần Lương ở giữa cố sự đã kết thúc. Kiều Như Long nói, người so với ai khác đều rõ ràng Hứa Thuần Lương làm người, hắn căn bản chính là đang lợi dụng Diệp Thanh Nhã, hắn hy vọng thông qua Diệp Thanh Nhã đạt tới leo lên Diệp gia mục đích, tựa như lúc trước hắn đối ngươi đồng dạng. Không giống, Mai Như Tuyết tức giận xoay người lại, thanh tịnh trong con người bắn ra phẫn nộ quang mang. Kiều Như Long nói, làm sao không giống, hắn từ vừa mới bắt đầu tiếp cận ngươi liền ôm lấy mục đích. Đủ rồi, Mai Như Tuyết âm thanh đánh gãy ca ca. Kiều Như Long ngạc nhiên nhìn qua muội muội, trong ký ức của hắn, muội muội chưa hề đều là tôn trọng mình, nàng làm sao đột nhiên biến thành cái dạng này. Mai Như Tuyết nói, ca, ngươi thay đổi, qua đi lòng dạ của ngươi không phải như thế, ta cùng Hứa Thuần Lương ở giữa không có trong tưởng tượng của ngươi phức tạp như vậy, chúng ta sở dĩ chia tay cũng không phải là bởi vì tình cảm bên trên xuất hiện hỏi đề. Hứa Thuần Lương không nợ chúng ta Kiều gia, càng không nợ ngươi. Kiều Như Long trái tim lại lần nữa ra tốc nhảy lên. Hắn cảm thấy cổ họng phát khô, không ngừng làm lấy nuốt động tác, hai tay của hắn cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Ta chỉ là quan tâm ngươi. Liền chính hắn đều cảm thấy câu nói này không có bất kỳ cái gì sức thuyết phục. Mai Như Tuyết nói, ca, ngươi không cần lo lắng cho ta hoàn toàn có thể xử lý tốt chính mình sự tình. Ta đi Đông Châu không phải là vì Hứa Thuần Lương, người cả một đời không có khả năng chỉ vì tình cảm còn sống. Kiều Như Long muốn dùng cười đến hóa giải thời khắc này xấu hổ đáng tiếc hắn cười không nổi. Mai Như Tuyết nói, chúng ta đều rõ ràng ra tiếc nuối lớn nhất là cái gì, ta khả năng làm không tốt, nhưng là ta không muốn lão nhân gia ông ta thất vọng. Kiều Như Long nhảy lên kịch liệt trái tim tướng nhiệt huyết đều đè ép đến trên mặt của hắn, lời của muội muội như cùng một căn đâm thật sâu đâm vào trong lòng của hắn, hắn cho rằng là tại ám chỉ mình, Kiều Như Long hét lớn, là ta để ra thất vọng. Là ta cho Kiều gia hổ thẹn, nhưng là không tới phiên ngươi để giáo huấn ta, đừng quên, ngươi họ Mai. Mai Như Tuyết một gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên không có chút huyết sắc nào, nàng dùng sức cắn môi. Kiều Như Long thốt ra câu nói này nói xong, lập tức hối hận, trước mắt là muội muội của hắn a, mặc dù không phải một mẹ sinh ra, nhưng hắn một mực yêu thương che chở cô muội muội này, chưa hề ở trước mặt nói qua một câu nặng lời nói. Lại càng không cần phải nói dạng này trực tiếp mở ra vết sẹo của nàng. Mai Như Tuyết không nói gì thêm, chỉ lại yên lặng đi ra ngoài phòng, Kiều Như Long đuổi theo, Tiểu Tuyết, ngươi nghe ta giải thích. Mai Như Tuyết phảng phất giống như không nghe thấy bước nhanh đi xuống cầu thang, Kiều Như Long truy đi ra bên ngoài, nhìn thấy dưới lầu trong phòng khách chính đang xem báo ra, lập tức bỏ đi tiếp tục đuổi suy nghĩ. Mai Như Tuyết nhìn thấy ra, bước chân lập tức chậm lại. Đi vào ra bên người lên tiếng chào hỏi, ra. Kiều lão nói, ra ngoài a. Mai Như Tuyết nói, ra ngoài đi một chút. Kiều lão đứng dậy, trong nhà ở lâu, cảm thấy trong lòng buồn bực đến hoảng, đi, cùng một chỗ đi dạo. Mai Như Tuyết đành phải gật đầu. Hai người cùng đi ra bên ngoài, dọc theo đại viện đường nhỏ đi hướng phía sau công viên nhỏ, Kiều lão nhìn thấy trên đường lẻ tẻ lá rụng nhẹ giọng cảm thán nói, lại là cuối thu a. Mai Như Tuyết nói, thời tiết chuyển lạnh, ngài muốn bao nhiêu chú ý thân thể, ta ngày mai sẽ phải đi Đông Châu. Kiều lão nói, Uông Kiến Minh có phải hay không tới kinh thành. Mai Như Tuyết nhẹ gật đầu,
ta xế chiều đi gặp qua hắn, hắn còn để cho ta thay ân cần thăm hỏi ngài đâu, lần này ngày khác trình sắp xếp thật chặt, cho nên bận quá không có thời gian tới tiếp ngài. Kiều lão lạnh nhạt nói, tùy duyên đi. Mai Như Tuyết từ lời của Gia Gia bên trong mơ hồ phát giác được có chút không vui thành phần, nàng phi thường rõ ràng tại Uông Kiến Minh chủ chính Đông Châu trong chuyện này Gia Gia là giúp qua một chút. Bất quá Uông Kiến Minh lần này tới kinh hoàn toàn chính xác muốn ứng đối phiền phức không ít, Mai Như Tuyết hôm nay tiến về chú kinh bạn, hắn cho tới một chút, Mai Như Tuyết cho rằng Uông Kiến Minh lần này tới kinh chính là vì tìm xin giúp đỡ giải quyết vấn đề. Kiều lão nhìn qua phương xa trời chiều nói khẽ, Như Long vừa mới tìm ngươi làm gì? Không có gì, Mai Như Tuyết tự nhiên không dám đem bọn hắn trò chuyện chi tiết nói cho Gia Gia. Kiều lão thở dài nói, hắn thay đổi, từ khi làm xong giải phẫu, trở nên để cho ta càng ngày càng lạ lẫm. Tiểu Tuyết, ta nghe qua một cái thuyết pháp, rất nhiều người đang tiếp thụ ghép tim về sau, tính cách sẽ phát sinh cải biến, ngươi nói chuyện như vậy sẽ không phát sinh ở trên người hắn. Mai Như Tuyết nghĩ nghĩ, ca ca gần nhất biến hóa thật không nhỏ. Nhưng là giống như không thể đơn thuần tướng tất cả biến hóa đều quy tội ghép tim nguyên nhân. Kiều Như Long đoạn thời gian gần nhất kinh lịch quá nhiều chuyện, đối với bất kỳ người nào tới nói đều được xưng tụng là nhân sinh thay đổi rất nhanh, tính tình bên trên phát sinh một chút biến hóa cũng đúng là bình thường, Mai Như Tuyết có thể lý giải, nhưng là nàng không thể nào hiểu được từ trước đến nay yêu thương ca ca của mình vừa rồi thế mà miệng ra ác ngôn, mặc dù là thốt ra mà ra, nhưng vẫn cho thấy hắn sâu trong đáy lòng cũng không coi nàng là thành Kiều gia người. Có lẽ chỉ là cho rằng nàng là phụ thân tư sinh nữ thôi. Mai Như Tuyết nói, thân thể thương tích khôi phục dễ dàng, nhưng tâm lý thương tích khôi phục cần một đoạn thời gian rất dài, lần này ngăn trở đối đại ca thật sự mà nói là quá nặng nề. Kiều lão nói, mỗi người đều phải là hành vi của mình phụ trách. Mai Như Tuyết nhẹ gật đầu, Gia Gia, ta nghe Thanh Nhã tỷ nói, Diệp Gia Gia gần đây thân thể không tốt lắm. Kiều lão mím môi một cái, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Trong lòng của hắn khổ a. Mai Như Tuyết biết hai nhà sinh ra rất sâu ngăn cách, có mấy lời nàng không tiện hỏi. Kiều lão nói, hai chúng ta hơn nửa đời người giao tình, nghĩ không ra đến già thế mà mỗi người một ngả. Mai Như Tuyết nhỏ giọng nói, tìm một cơ hội nói chuyện, đem hiểu lầm giải thích rõ ràng. Kiều lão lắc đầu nói, giải thích không rõ, Sương Nguyên rời đi phát cải ủy sự tình người khác hỏi qua ý kiến của ta, ta lúc ấy nếu như giúp hắn nói một câu. Có lẽ hắn liền sẽ không đi giảm tai ủy, cũng sẽ không phát sinh cử châu trận kia ngoài ý muốn. Mai Như Tuyết nói, ngài đã lui, chuyện này cũng không thể quy tội đến người của ngài bên trên. Kiều lão nói, Sương Nguyên cùng Sương Tuyền hai đứa bé này là ta nhìn lớn lên, ta đối bọn hắn cũng có tình cảm, lão Diệp người này yêu quý mặt mũi, làm người chính trực, kiên quyết không chịu lợi dụng tự thân ảnh hưởng trợ giúp tử nữ, kỳ thật a, nâng hiền không tránh thân, chỉ cần hài tử có năng lực. Giúp một chút bọn hắn lại như thế nào? Sương Tuyền có thể điều nhiệm Nghê Hồng là ta mở miệng, bởi vì ca của ngươi cùng Thanh Nhã sự tình, chúng ta Kiều gia thiếu Diệp gia, ta nhất định phải có chỗ biểu thị, để lão Diệp nhìn thấy thành ý của ta. Những sự tình này Mai Như Tuyết đều biết, nhưng là đã đi qua Gia Gia chưa hề ở trước mặt nàng nói lên, hiện tại chủ động nhắc tới những sự tình này đủ để chứng minh cùng Diệp gia quan hệ chuyển biến xấu đối Gia Gia đả kích chi lớn. Kiều lão nói, Sương Nguyên sở dĩ từ phát cải ủy rời, là bởi vì hắn trong công tác xuất hiện sai lầm, Đông Châu tàu điện ngầm lún sự kiện yết kỳ một vài vấn đề, những vấn đề này phải có người nhận gánh trách nhiệm, người khác muốn động đến hắn nhất định phải trưng cầu ý kiến của ta, dù sao năm đó là ta đề cử hắn. Mai Như Tuyết thầm nghĩ chuyện này thật đúng là không thể trách Gia Gia, đương nhiên nếu như Gia Gia kiên trì giữ gìn Diệp Sương Nguyên, có lẽ chuyện về sau liền sẽ không phát sinh, nhưng là Kiều Như Long cùng Diệp Thanh Nhã ly hôn về sau. Kiều gia tại kinh tế bên trên tiến hành đền bù, Gia Gia lại trợ giúp Diệp Sương Tuyền điều nhiệm Nghê Hồng, bình thường tới nói đã là không ai nợ ai. Kiều lão nói, lão Diệp trong lòng khẳng định là trách ta. Mai Như Tuyết nói, Diệp Gia Gia vì cái gì mình không chịu nói. Kiều lão nói, hắn cả một đời đều là cái dạng kia, đến chết vẫn sĩ diện, bất quá chuyện này ta khó từ tội lỗi, bởi vì ban sơ quyết định để Sương Nguyên tiến về hoa đầu, ta cho rằng có chỗ không ổn. Mai Như Tuyết nội tâm khẽ giật mình, nàng không có ngẩng đầu nhìn Gia Gia, chân chính mấu chốt nguyên lai ở chỗ này, Diệp Sương Nguyên nếu như tiến về hoa đầu, lấy hắn cấp bậc tất nhiên thay thế Vương Tư Hiên, trở thành hoa đầu người cầm lái, nếu như thật sự là như thế, liền sẽ ngăn cản đại ca đường đi tới trước. Kiều lão đối tôn nữ nói ra lời nói này về sau, trong lòng đè ép thật lâu phiền muộn giảm nhẹ đi nhiều, Tiểu Tuyết, ngươi sẽ không cảm thấy Gia Gia tư tâm quá nặng. Mai Như Tuyết nói,
đi giảm tai ủy là ý của ngài sao? Kiều lão lắc đầu, ta làm sao có thể đưa ra đề nghị như vậy? Mai Như Tuyết phi thường rõ ràng, đến gia gia loại này cấp bậc, nếu như hắn không ra mặt giữ gìn, đối người khác tới nói liền mang ý nghĩa ngầm đồng ý, cho nên Diệp Sương Nguyên sẽ rời đi phát cải ủy. Nếu như hết thảy chỉ là trong công tác điều động cũng không có gì, Diệp Kiều hai nhà cũng sẽ không phát triển cho tới hôm nay loại tình trạng này, nhưng Diệp Sương Nguyên hết lần này tới lần khác tại mới công việc trên cương vị bị gặp ngoài ý muốn. Không ai có thể đối với nhi tử chết thờ ơ, nhất là Diệp lão nhân vật như vậy, hắn mặc dù rời khỏi hồi lâu, nhưng là hắn vẫn có tương đương lực ảnh hưởng, Chu thư ký có thể bị một lần nữa bắt đầu dùng tiến vào giảm tai ủy liền là hắn làm ra tác dụng. Ngoại giới bởi vậy từng có rất nhiều truyền ngôn, đa số đều cho rằng Diệp lão đối dân chính người phụ trách Đàm Tân Dân bất mãn, kỳ thật Diệp lão chân chính bất mãn người là lão hữu của hắn Kiều lão. Mai Như Tuyết nói, ra ra, người vì cái gì để cho ta đi Đông Châu? Mai Như Tuyết cũng không phải là chủ động lựa chọn tiến về Đông Châu, mà là ý của Gia Gia, nàng đối với cái này cảm giác sâu sắc không giải, lúc trước rời đi Đông Châu là bởi vì trong nhà muốn cho nàng rời xa Hứa Thuần Lương, nhưng bây giờ Gia Gia nhưng lại làm ra dạng này an bài, cái này chẳng phải là trước sau mâu thuẫn, chẳng lẽ bọn hắn không sợ mình cùng Hứa Thuần Lương tình cũ phục nhiên? Kiều lão mỉm cười nói, tự nhiên là tiền đồ của ngươi suy nghĩ, Đông Châu thành lập Tân Hồ Tân Khu, đối ngươi là cơ hội rất tốt. Bản thân ngươi ngay tại chỗ rèn luyện qua, đối nơi đó tình huống hết sức quen thuộc, mà lại Uông Kiến Minh cũng nhất định sẽ chiếu cố ngươi. Mai Như Tuyết luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy, chẳng lẽ bởi vì chuyện của đại ca, Gia Gia đã đem gia tộc toàn bộ hy vọng ký thác vào trên người mình. Trong nội tâm nàng kỳ thật từ đầu đến cuối có cái không nghĩ ra địa phương, Gia Gia vì cái gì không có để nàng sửa họ, vẫn làm cho nàng theo họ mẹ, nghe nói là bởi vì bác gái Vương Tư Tề nguyên nhân, nhưng là nếu như Gia Gia kiên trì. Bác gái là không dám có bất kỳ ý kiến phản đối, chẳng lẽ Gia Gia cũng cùng đại ca một dạng tại sâu trong đáy lòng từ đầu đến cuối không có tướng mình xem như Kiều Gia một phần tử. Mai Như Tuyết nói, Gia Gia, người yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Kiều lão dừng bước lại, nhìn qua ánh mắt của nàng có chút phức tạp, không cần cho mình áp lực quá lớn, thuận theo tự nhiên là tốt. Hứa Thuần Lương sáng sớm hôm sau liền rời đi kinh thành, người còn tại trên xe lửa. Cục dân chính phó cục trưởng Tương Kỳ Dũng liền gọi điện thoại tới, để hắn nắm chặt thời gian đi làm lại, gần nhất cục dân chính sự tình nhiều lắm, làm đến hắn đáp ứng không xuể. Hứa Thuần Lương cười cùng Tương Kỳ Dũng mở lên trò đùa, Tương Cục, trong đám nhiều người như vậy, làm sao lại không phải ta không thể. Người đem những người khác động viên a. Tương Kỳ Dũng nói, thật đúng là không phải ngươi không thể, ta nói thật cho ngươi biết, xảy ra chuyện, Tần Ngọc Kiều bị mang đi ngươi biết không? Hứa Thuần Lương thật không biết chuyện này, nàng không phải đã từ chức. Cùng cục dân chính không quan hệ rồi. Làm sao không quan hệ? Hiện tại là thu được về tính sổ sách, ta đoán chừng lần này có người muốn không may. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cảm thấy ai muốn không may? Tương Kỳ Dũng nói, trong điện thoại không tiện nói, ngươi chừng nào thì trở về. Hứa Thuần Lương đem đường sắt cao tốc đến thời gian đứng nói, Tương Kỳ Dũng ngựa bên trên biểu thị muốn đích thân đi qua đón hắn. Hứa Thuần Lương để Tương Kỳ Dũng đừng phiền toái, xe của hắn liền đặt ở nhà ga bãi đỗ xe, chờ đến Đông Châu trước không trở về nhà trực tiếp đi đơn vị tìm hắn. Hứa Thuần Lương hạ đường sắt cao tốc, đi vào bãi đỗ xe tìm tới xe của mình, còn chưa kịp mở cửa xe, liền có hai cái mặc kiểu áo tôn trung sơn, biểu lộ nghiêm túc nam tử đi vào trước mặt hắn, một người trong đó nói, Hứa Thuần Lương đồng chí. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, là ta. Chúng ta là kiểm tra kỷ luật. Có chút tình huống cần muốn tìm ngươi xác minh một chút, hy vọng ngươi có thể phối hợp. Hai người sáng ra bản thân chứng kiện. Hứa Thuần Lương trong lòng hơi hồi hộp một chút, mình giống như không có vấn đề gì chứ. Tìm ta xác minh cái gì? Bất quá để nhóm này người tìm tới khẳng định không có chuyện tốt. Hứa Thuần Lương nhớ tới vừa rồi Tương Kỳ Dũng cú điện thoại kia, đoán chừng cùng Tần Ngọc Kiều sự tình có quan hệ. Hứa Thuần Lương cười nói, phối hợp, ta vui lòng phối hợp. Vậy phiền phức ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi, trong đó dáng lùn trung niên nhân kéo ra bên cạnh một cỗ Passat cửa xe. Hứa Thuần Lương chỉ xe của mình, ta có xe. Dáng lùn trung niên nhân nói, ta đề nghị ngươi vẫn là bên trên xe của chúng ta. Hứa Thuần Lương vui vẻ, ta ngừng một ngày 50, phí đỗ xe ngươi giúp ta giao nộp a. Người cao cái kia nói, chờ hiểu rõ xong tình huống, chúng ta sẽ đưa ngươi trở về. Hứa Thuần Lương bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, thành, vậy ta trước gọi điện thoại cùng trong nhà nói một tiếng.
Hắn vừa móc ra điện thoại, người cao vị kia liền vươn tay ra, không có ý tứ, tình huống giải trước đó điện thoại di động của ngươi tạm thời giao cho ta đảm bảo. Hứa Thuần Lương nhếch miệng nở nụ cười, ta nói hai vị đây là coi ta là thành người hiềm nghi phạm tội rồi. Thấp trung niên nhân cười nói, Hứa khoa trưởng, đừng hiểu lầm, ngươi cấp bậc nếu là phạm tội mà còn chưa tới phiên chúng ta tìm ngươi. Hứa Thuần Lương nhất thời lại không phản bác được, người ta là nói mình cấp bậc không đủ, xem ra liền là đơn thuần tìm hiểu tình huống. Đi theo hai người lên xe, bất quá phương hướng cũng không phải là chạy trong thành phố đi, Hứa Thuần Lương rất nhanh liền phát giác được đi hướng không đúng, ho khan một tiếng hướng một bên trung niên nhân nói, đồng chí, các ngươi đây là mang ta đi chỗ nào? Trung niên nhân cười nói, chớ khẩn trương, tìm thích hợp nói chuyện địa phương, bình thường tới nói đều là sự cấp trở lên cán bộ mới có thể hưởng thụ được đãi ngộ. Hứa Thuần Lương có chút hít giễu cợt nói, xem ra ta còn phải cảm ơn các ngươi đi. Không khách khí. Hứa Thuần Lương thật là có chút bó tay rồi. Ô tô đi vào Đông Châu Nam Giao già trường đảng nhà khách, từ khi mới trường đảng bắt đầu dùng về sau, nơi này liền cơ bản để đó không dùng, nghe nói gần đây cánh đồng sẽ bị đấu giá, bất quá tạm thời còn duy trì vận doanh, hai năm này trên cơ bản đều biến thành cùng một chút làm trái kỳ cán bộ tâm sự giao lưu địa phương. Hứa Thuần Lương bị mời đến trong đó một gian phòng làm việc, trung niên nhân mời hắn ngồi xuống, cười tủm tỉm tự giới thiệu mình, Hứa khoa trưởng, ngươi chớ khẩn trương. Lần này liền là đơn thuần tìm ngươi hiểu rõ một chút tình huống, trước giới thiệu một hạ mình, ta họ La, ngươi gọi ta Lão La cũng được, gọi ta La Khoa Trưởng cũng được. Hứa Thuần Lương nói, ta phải bảo ngươi La Khoa Trưởng A, dù sao chúng ta là tại giải quyết việc chung. Lão La tại Hứa Thuần Lương đối diện ngồi xuống, móc ra một hộp khói nói, hút thuốc sao? Hứa Thuần Lương lắc đầu, sẽ không, ngươi cũng đừng rút, ta phiền nhất hai tay khói. Lão La nói, ngươi vẫn là chiều theo một chút, ta người này nghiện thuốc đặc biệt lớn, nhỏ phó, ngươi mở cửa sổ ra. Người cao nhỏ phó đem cửa sổ đều mở ra, Hứa Thuần Lương lưu ý đến phía bên ngoài cửa sổ lắp đặt phòng trộm cửa sổ, cố ý nói, an phòng biện pháp đủ nghiêm mật a. Lão La ăn ngay nói thật, nơi này là lầu 7, chủ yếu là phòng ngừa có ít người sợ tội nhảy lầu. Hứa Thuần Lương cười ha hả, Lão La cũng cười theo, hắn rút ra một điếu thuốc nhóm lửa, hít hai cái nói. Ngươi cùng Tần Ngọc Kiều rất quen à? Hứa Thuần Lương nói, không tính là quen, ta đi cục dân chính không có mấy ngày nàng liền từ chức. Nàng từ chức có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi cái này đều chỗ nào nghe được tin tức? Ta cùng với nàng gặp nhau không nhiều, ta đi cục dân chính trước đó cũng không nhận ra hắn. Không phải đâu, theo chúng ta hiểu đến tình huống, tại dân chính bệnh viện nàng còn trước mặt mọi người chỉ chứng ngươi đùa giỡn qua nàng. Hứa Thuần Lương nhìn qua Lão La, ta nói Lão La, ngươi nói chuyện đến phụ trách nhiệm, liền ta cái này tướng mạo tuổi tác, ta sẽ đùa giỡn một cái tuổi 40 lão nương môn. Tần Ngọc Kiều mặc dù tuổi tác lớn chút, nhưng trưởng tướng cũng không tệ lắm. Đó là ngươi cho rằng, nàng là các ngươi loại này trung lão niên nam nhân yêu nhất, nhưng nàng không phải ta đồ ăn, ngươi không thể cưỡng ép đem sở thích của mình gắn ở trên đầu của ta. Một bên cùng đi nhỏ phó nhịn không được phù một tiếng bật cười. Lão La hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ghét bỏ con hàng này không đủ nghiêm túc. Hứa Thuần Lương ngược lại lai kình, nhỏ phó đồng chí, ngươi cảm thấy Tần Ngọc Kiều dáng dấp xem được không? Nhỏ phó không biết trả lời thế nào, chỉ có thể nhìn về phía Lão La, hắn cảm thấy đẹp mắt, nhưng là Hứa Thuần Lương nói không sai, Tần Ngọc Kiều dù sao lớn tuổi, lại xinh đẹp cũng không sánh bằng tươi non tiểu cô nương. Lão La có chút buồn bực gõ bàn một cái nói, ngươi chút nghiêm túc. Hiện tại là chúng ta tìm ngươi tìm hiểu tình huống, không phải ngươi hỏi chúng ta. Hứa Thuần Lương nói, ngươi hỏi ta vấn đề tổng phải tôn trọng sự thật đi, ngươi bằng lương tâm nói, liền ta cái này tướng mạo khí chất, ta sẽ đùa giỡn nàng. Lão La đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhỏ phó tâm lĩnh thần hội thả một đoạn ngắn ghi âm. Ghi âm là Tần Ngọc Kiều thanh âm. Ta sở dĩ từ chức là bởi vì Hứa Thuần Lương trong phòng đùa bỡn ta phi lễ ta. Kia ngươi lúc đó vì cái gì không chỉ chứng hắn, tại sao muốn phủ nhận, thanh âm này là Lão La. Bởi vì hắn uy hiếp ta, hắn dùng ảnh chụp cùng video uy hiếp ta. Cái gì ảnh chụp video? Ta không biết, các ngươi đến hỏi hắn, hắn đều tồn trong điện thoại. Lão La cùng nhỏ phó hai ánh mắt lực uy hiếp 10 phần trừng mắt Hứa Thuần Lương, ý đồ lợi dụng phương thức như vậy đánh tâm lý của hắn phòng tuyến. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, nàng nói cái gì chính là cái đó. Điện thoại di động ta đâu?
vừa rồi hắn đưa di động giao cho nhỏ phó. Nhỏ phó nói, ngươi vẫn là chủ động bàn giao đi, cái gì video cùng ảnh chụp. Ai cùng ai? Hứa Thuần Lương biến sắc, phong mang tất lộ nói, bàn giao cái gì? Ta là phạm pháp vẫn là loạn kỷ rồi. Các ngươi không trải qua ta cho phép liền dám lật nhìn điện thoại di động của ta, đã xâm phạm ta tư ẩn quyền. Nhỏ phó Minh Hiển bị Hứa Thuần Lương khí thế trấn trụ, có chút bất an nhìn qua lão La dù sao kinh nghiệm phong phú, hắn cười nói, Hứa khoa trưởng, ngươi khẩn trương cái gì? Không ai động điện thoại di động của ngươi, đương nhiên nếu như ngươi kiên trì không phối hợp, không bài trừ chúng ta tại thu hoạch được lãnh đạo trao quyền tình huống dưới tìm kiếm bộ môn kỹ thuật trợ giúp. Hắn lời nói này nói đến giọt nước không lọt, chúng ta trước mắt không động đậy đại biểu về sau bất động, động cũng là lãnh đạo đồng ý, cùng chúng ta người không quan hệ. Hứa Thuần Lương nói, ta quay đầu còn có việc đi làm, có lời gì mau nói, đừng chậm trễ thời gian của ta. Nhỏ phó nói, ta đề nghị ngươi vẫn là mau chóng đem vấn đề nói rõ ràng, không muốn trong lòng còn có may mắn, nếu như chúng ta không có chứng cứ cũng sẽ không đem ngươi mời tới nơi này. Hứa Thuần Lương nói, cùng ta chơi tâm lý chiến, đem chứng cứ lấy ra a. Lão La nói, Hứa Thuần Lương, ngươi có phải hay không đã sớm biết Vương Đồng An vấn đề tác phong? Bắt lấy nhược điểm của hắn đối với hắn tiến hành áp chế, từ đó thu hoạch được hắn đối ủng hộ của ngươi cùng trợ giúp. Hứa Thuần Lương nhìn qua Lão La, trong lòng đã hiểu, Vương Đồng An cùng Tần Ngọc Kiều sự tình đã bị người cho chọc ra tới, mình sở dĩ bị mang hộ mang vào, 8-9 phần 10 là đôi cẩu nam nữ này đem mình cho cắn. Lão La thêm lên một điếu thuốc, nói đi, ngươi cũng từ Vương Đồng An kia lấy được cái nào chút chỗ tốt. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, ngươi cảm thấy Vương Đồng An có thể cho ta chỗ tốt gì? Lão La nói, tỉ như để ngươi phụ trách mới nhà tang lễ kiến thiết, tỉ như dân chính bệnh viện đối ngoại cho mướn. Hứa Thuần Lương đánh gãy hắn nói, ngươi nói chuyện đến phụ trách nhiệm. Ta đương nhiên sẽ phụ trách nhiệm. Hứa Thuần Lương nói, thỉnh giáo một chút, ngươi bây giờ cấp bậc là. Lão La nói, phó phòng. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, khó trách a, người cấp bậc còn không cách nào hiểu rõ lãnh đạo bố cục, ta là từ cục vệ sinh điều đi cục dân chính, thời gian không lâu, người biết là vị nào lãnh đạo đem ta cho điều tới sao? Lão La sửng sốt một chút, người này rõ ràng đang nhắc nhở mình hắn có chỗ dựa. Hứa Thuần Lương nói, nếu như ngươi không rõ ràng, có thể đi tổ chức phương diện điều tra một chút, nếu như ngươi vẫn không rõ sở có thể trực tiếp đi tìm Uông Kiến Minh bí thư. Lão La cho rằng Hứa Thuần Lương là cố ý khiêng ra Uông Kiến Minh chiêu bài đến chấn nhiếp mình, hắn hít một hơi thuốc lá nói, ngươi đừng đi theo ta một bộ này, ta khuyên ngươi nhận rõ hiện thực, nhìn thẳng vào tự thân vấn đề, hảo hảo phối hợp bọn ta điều tra công việc còn có thể thu hoạch được từ nhẹ xử lý cơ hội, không phải bất luận kẻ nào đều không gánh nổi ngươi. Hắn cũng tại hướng Hứa Thuần Lương trong lòng tạo áp lực. Hứa Thuần Lương một bộ thái độ thờ ơ. Lão La lời đã nói cũng kha khá rồi, đứng lên nói. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, nghĩ thông suốt có thể dùng cú điện thoại kia tìm ta, bên cạnh có dãy số. Hắn chỉ trên tủ đầu giường nội tuyến điện thoại, Lão La cùng nhỏ phó một trước một sau ra cửa, Hứa Thuần Lương nghe được bọn hắn tướng cửa phòng khóa trái thanh âm, khinh thường cười cười, hắn phi thường rõ ràng chính mình vấn đề không nghiêm trọng, Lão La chỉ là nói chuyện giật gân, không dùng đến quá lâu hẳn là liền sẽ còn mình tự do. Hứa Thuần Lương dứt khoát lên giường nghỉ ngơi. Đại khái qua một giờ. Lão La qua tới mở cửa, biểu lộ rõ ràng hiền lành rất nhiều, Hứa khoa trưởng, ngươi có thể đi về. Hứa Thuần Lương có chút kỳ quái nhìn qua hắn, cái này để cho ta trở về. Ta còn tưởng rằng muốn ở một đoạn thời gian đâu, hôm nay ta liền không đi, ngươi giúp ta chuẩn bị vài món thức ăn, 4 đồ ăn một chén canh là được, ta vừa vặn điều cả điều chỉnh. Lão La nói, Hứa khoa trưởng, chuyện của ngươi đã điều tra rõ ràng, hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm. Hứa Thuần Lương nói, ngươi để cho ta tới liền đến, để cho ta đi thì đi a. Không được, ngươi phải đem Vu Hãm ta người cho ta làm tới, ta muốn cùng bọn hắn đối chất nhau. Lão La trong lòng thầm than, thật sự là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, giờ khóc giờ cười nói, tương cục chờ ngươi ở ngoài đâu. Hứa Thuần Lương nghe nói Tương Kỳ Dũng tới, cũng liền không có tiếp tục làm khó hắn, đứng dậy đi ra ngoài, nhỏ phó cầm điện thoại di động cùng hành lý chờ ở bên ngoài lấy hắn đâu. Hứa Thuần Lương đưa di động nhận lấy, hung hăng tiếp cận nhỏ phó con mắt nói, động điện thoại di động ta không. Nhỏ phó chột dạ lắc đầu, Hứa Thuần Lương giải tỏa về sau nhìn một chút điện thoại chưa nhận, trong đó có mấy cái đều là Tương Kỳ Dũng, Hứa Thuần Lương hướng mặt ngoài đi, nhỏ phó mang theo hành lý của hắn túi ở phía sau đi theo, nghiễm nhưng biến thành của hắn tiểu tùy tùng.
Hứa khoa trưởng, người bao. Hứa Thuần Lương không có phản ứng hắn, tiếp tục đi lên phía trước, vừa đi vừa cho nhà gọi điện thoại Hướng Gia Gia báo âm thanh bình an, biểu thị mình có chút công sự xử lý, đêm nay tạm thời không quay về. Hắn chủ yếu là lo lắng cái này sự kiện dư sóng gió, vạn nhất bị kiểm tra kỷ luật nhân viên lại tìm về đến trong nhà sẽ không tốt. Kỳ thật khả năng này đã không lớn, đã người ta đưa di động còn đưa hắn, trả lại hắn tự do, liền chứng minh vấn đề không lớn. Tương Kỳ Dũng cùng một vị kiểm tra kỷ luật người phụ trách đứng ở trong sân vui tươi hớn hở trò chuyện cái gì, nhìn thấy Hứa Thuần Lương ra, Tương Kỳ Dũng cười nói, Thuần Lương, người không biên lai nhận vị chạy nơi này lười nhắc tới. Hứa Thuần Lương nói, là phó chủ nhiệm không cần mời ta qua tới uống trà ăn cơm, thịnh tình không thể chối từ a. Lão La chậm rãi theo tới rồi, hướng Tương Kỳ Dũng cười nói, Tương Cục, người ta đưa cho ngài tới, của về chủ cũ. Tương Kỳ Dũng không có phản ứng hắn, hướng một bên người phụ trách Lý cùng thầm nghĩ, Lý Thư Ký, các ngươi hiện tại không theo sáo lộ ra bài, chuyện này nếu là truyền đến Uông Thư Ký nơi đó, chúng ta nhưng đều không tiện bàn giao a. Lý Nồng Tâm ngượng ngập chê cười nói, hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm, mời Hứa khoa trưởng tới mục đích đúng là trả lại hắn một cái trong sạch. Hứa Thuần Lương nói, Lý Thư Ký, ý của ngài là ta cùng Tần Ngọc Kiều sự tình không quan hệ rồi à? Lý Nồng Tâm cười nói, đương nhiên không quan hệ, Hứa khoa trưởng, làm trễ nải ngươi quý giá thời gian thực sự không có ý tứ, hy vọng ngươi có thể thông cảm một chút, công việc của chúng ta tính chất quyết định phát hiện khả nghi vấn đề nhất định phải điều tra rõ ràng, nhất định phải căn cứ đối đảng đối quốc gia, vẫn là đối ngươi độ cao phụ trách thái độ. Hứa Thuần Lương còn muốn nói điều gì, Tương Kỳ Dũng giành nói. Vậy hôm nay trước hết dạng này, tiểu Hứa chúng ta đi thôi. Hứa Thuần Lương đành phải tạm thời coi như thôi, từ nhỏ phó trong tay tiếp nhận hành lý của mình túi, lên Tương Kỳ Dũng xe. Sau khi lên xe, Hiếu Kỳ nói, Tương Cục, người làm sao biết ta ở chỗ này? Tương Kỳ Dũng nói, đầu tiên là Tần Ngọc Kiều bị khống chế, nàng khai ra Vương Đồng An có nhiều vấn đề, Vương Đồng An bị song quy, ta đoán chừng chuyện này 8-9 phần 10 sẽ liên lụy đến ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ta không có vấn đề. Tương Kỳ Dũng cười nói, biết, nhưng là bất kể ngươi có vấn đề hay không, kiểm tra kỷ luật phương diện làm việc nguyên tắc chính là như vậy, bọn hắn khẳng định sẽ tìm ngươi điều tra, ta vừa gọi điện thoại cho ngươi không người nghe liền đoán chừng khả năng ngươi bị bọn hắn cho tiệt hồ, cho nên ta cho Uông Thư Ký gọi điện thoại. Hứa Thuần Lương thế mới biết mình nhanh như vậy liền được thả ra nguyên nhân căn bản vẫn là Uông Kiến Minh, Tương Cục vất vả. Tương Kỳ Dũng thở dài nói, không tính là vất vả, bất quá lần này rối bời, Uông Thư Ký nguyên lai có ý tứ là cục dân chính gần nhất phát sinh một hệ liệt vấn đề tốt nhất đừng mở rộng ảnh hưởng, nhưng có người hết lần này tới lần khác muốn chế tạo vấn đề, Vương Đồng An cùng Tần Ngọc Kiều quan hệ trong thành phố đã sớm nắm giữ, cũng xin phép qua Uông Thư Ký cũng không định hiện tại liền xử lý hắn. Hứa Thuần Lương minh bạch Uông Kiến Minh ý nghĩ, Đông Châu cục dân chính đoạn thời gian gần nhất hắc liệu nhiều lần ra, Phó Cục trưởng Tống Tân Vũ vừa thua tiền. Người đứng đầu Vương Đồng An bê bối nếu như lại tuôn ra, như vậy đối toàn bộ Đông Châu dân chính danh dự đơn giản là có tính chất hủy diệt đả kích, Uông Kiến Minh nhưng không muốn bởi vì việc này trở thành cả nước chú mục tiêu điểm. Vương Đồng An là sinh hoạt vấn đề tác phong, cũng không liên quan đến vấn đề kinh tế, đây cũng là Uông Kiến Minh tướng cái này sự tình tạm thời ép một đoạn thời gian nguyên nhân. Uông Kiến Minh không muốn động, nhưng là chuyện này vẫn là bị người hữu tâm lật ra ra, chứng minh có người nghĩ đối với chuyện này chế tạo văn chương. Muốn thông qua chuyện này cho Uông Kiến Minh khó coi. Hứa Thuần Lương nói, sự tình sẽ hướng phương hướng nào phát triển. Tương Kỳ Dũng nói, Vương Đồng An khẳng định xong, Tần Ngọc Kiều hiện tại một mực chắc chắn Vương Đồng An lợi dụng chức quyền khiến cho nàng đi vào khuôn khổ, còn báo cáo ngươi nắm giữ bọn hắn hắc liệu, lợi dụng trên tay âm video vật liệu áp chế Vương Đồng An cho ngươi chỗ tốt. Hứa Thuần Lương nói, này nương môn thật không phải người tốt, thế mà hướng trên người của ta dội nước bẩn. Tương Kỳ Dũng đạo, trên tay ngươi đến cùng có hay không hai người bọn họ video? Hứa Thuần Lương lắc đầu, không có. Tương Kỳ Dũng trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi mạnh miệng, hắn vừa tới cục dân chính liền phát giác được Vương Đồng An tại các mặt đều lực chống đỡ Hứa Thuần Lương, nếu như không phải bị Hứa Thuần Lương bắt được cái chuôi mới là lạ. Hứa Thuần Lương để Tương Kỳ Dũng đem hắn đưa đi đường sắt cao tốc đứng bãi đỗ xe, mở xe của mình ra. Hứa Thuần Lương đem xe đứng tại cục dân chính. Tiến về văn phòng thời điểm, nhìn thấy bí thư Trương Tùng chính mang theo mấy người tiến hành vệ sinh kiểm tra, theo Vương Đồng An bị song quy, Trương Tùng rõ ràng trở nên sinh động, hắn giống như hồ thấy được một tia hy vọng, dù sao hiện tại Đông Châu cục dân chính danh tiếng đã ngã xuống đáy cốc,
Tương Kỳ Dũng trước mắt chỉ là chủ trì công tác phó cục trưởng, trong thời gian ngắn thăng nhiệm chức vị chính hy vọng cũng không lớn. Liên cục dân chính hiện hữu những cán bộ này bên trong, có tư cách nhất tiếp nhận Vương Đồng An chức vị vẫn là Trương Tùng. Trương Tùng vấn đề ở chỗ hắn là tiền nhiệm người đứng đầu thư ký, từ đầu đến cuối không chiếm được Uông Kiến Minh trọng dụng, không nhưng cũng sẽ không từ khu công nghệ cao người đứng đầu trên ghế ngồi đi vào cục dân chính làm cái hữu danh vô thực bí thư. Hứa Thuần Lương trải qua thời điểm chủ động cùng Trương Tùng lên tiếng chào hỏi, Trương Tùng cười nói, tiểu Hứa, trở về. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, Trương thư ký tự mình kiểm tra đâu. Trương Tùng đạo, đây không phải vệ sinh văn minh nguyệt nha, chúng ta tiến hành một chút phân công, ta dẫn người giám sát một chút. Hứa Thuần Lương đạo, ngài bận rộn, ta về văn phòng sửa sang một chút vật liệu. Trương Tùng đạo, đúng rồi, Vương cục sự tình ngươi có nghe nói không? Hứa Thuần Lương cười nói, ta vừa tới, cái gì cũng không biết, Vương cục thế nào. Trương Tùng thở dài nói, để nói sau, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú chờ một lúc đến phòng làm việc của ta tâm sự. Hứa Thuần Lương một chút hứng thú đều không có, đoán chừng Trương Tùng hiện tại là cao hứng nhất một cái, Vương Đồng An bị song quy, để hắn thấy được hy vọng, bất quá Tương Kỳ Dũng là Uông Kiến Minh một tay để bạt lên, Uông Kiến Minh vừa mới khiến cho hắn chủ trì công việc. Luôn không khả năng cải biến suy nghĩ một lần nữa bắt đầu dùng Trương Tùng đi. Hứa Thuần Lương trở lại văn phòng vừa mới ngồi xuống, dân chính bệnh viện viện trưởng Ngô Sĩ Kỳ liền đến tìm hắn. Hai ngày trước Ngô Sĩ Kỳ liền bị kiểm tra kỷ luật nhân viên kêu lên nói chuyện, chủ yếu là thông qua hắn hiểu rõ Tần Ngọc Kiều vấn đề. Ngô Sĩ Kỳ mặc dù không có bị tra xảy ra vấn đề gì, nhưng nội tâm của hắn từ đầu đến cuối không nỡ. Hôm nay chuyên môn đến trong đám tìm hiểu tin tức, nghe nói Hứa Thuần Lương trở về. Lập tức tới ngay tìm hắn hỏi một chút tình huống. Ngô Sĩ Kỳ đạo, Hứa chủ nhiệm, ta nghe nói Vương cục bị song quy. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, có chuyện này. Ngô Sĩ Kỳ đạo, có nghiêm trọng không? Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi thật giống như có chút bất an a, ngươi cùng hắn không có cái gì lui tới a. Ngô Sĩ Kỳ tranh thủ thời gian lắc đầu, không có không có, ta đi qua ngược lại là nghĩ, nhưng ta không đủ trình độ a. Hứa Thuần Lương đạo, kia cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Ngô Sĩ Kỳ đạo, Tần Ngọc Kiều cũng bị khống chế. Hứa Thuần Lương nhìn ra hắn chân chính lo lắng chính là chuyện này, Tần Ngọc Kiều đảm nhiệm dân chính bệnh viện viện trưởng trong lúc đó, Ngô Sĩ Kỳ là trợ thủ của nàng, giúp đỡ Tần Ngọc Kiều đã làm nhiều lần sự tình, hắn là lo lắng bị Tần Ngọc Kiều liên lụy vào đi. Hứa Thuần Lương đạo, có liên hệ với ngươi sao? Ngô Sĩ Kỳ lắc đầu, ta làm việc có chừng mực. Hứa Thuần Lương đạo, kia chẳng phải kết. Ngô Sĩ Kỳ quay người phòng nghỉ cửa nhìn một chút, từ hắn tứ chi động tác, Hứa Thuần Lương liền đoán được hắn có thì thầm muốn nói, cười nói, yên tâm đi, ta gian phòng kia không có giám sát. Ngô Sĩ Kỳ đạo, Hứa chủ nhiệm, hiện tại tất cả mọi người nói Vương cục sự tình là bị người báo cáo. Hứa Thuần Lương đạo, bình thường a. Rất nhiều người nói là người báo cáo. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, cái này mẹ nó ai truyền lời đồn. Ta báo cáo Vương Đồng An. Hắn đối ta lại không chỗ hại, mà lại ta báo cáo hắn, kiểm tra kỷ luật nhân viên sẽ còn tìm ta. Không có sự tình, ta cùng Vương cục quan hệ cũng không tệ lắm, hắn là bị Tần Ngọc Kiều khai ra tới. Ngô Sĩ Kỳ đạo, nhưng Tần Ngọc Kiều đem hắn khai ra đến đối với mình lại có chỗ tốt gì? Hứa Thuần Lương đạo, loại chuyện này cùng chúng ta không quan hệ, không cần thiết truy vấn ngọn nguồn, cùng bát quái những việc này. Không nếu muốn làm sao đem bệnh viện làm tốt. Ngô Sĩ Kỳ liên tục gật đầu, hắn cũng cảm thấy Hứa Thuần Lương báo cáo Vương Đồng An không hợp logic, nhưng bên ngoài đều đang đồn, hắn cũng có chút dao động. Hứa Thuần Lương điện thoại trên bàn vang lên, Trương Tùng gọi điện thoại tới, để hắn tới tâm sự. Hứa Thuần Lương thật là có chút im lặng, Vương Đồng An bị song quy về sau, Trương Tùng mắt trần có thể thấy hoạt dược, chẳng lẽ hắn thật cho là Vương Đồng An đi hắn còn có cơ hội. Uông Kiến Minh đều đem hắn biên duyến hóa, tại sao khả năng lại dùng hắn? Từ đối với lãnh đạo cấp trên tôn trọng, Hứa Thuần Lương còn là đã đi qua một chuyến, Trương Tùng mời hắn ngồi xuống, đầu tiên để một cái yêu cầu, hắn muốn đổi một gian phòng làm việc. Hứa Thuần Lương hỏi hắn cụ thể ý nghĩ, Trương Tùng cũng không có che giấu, hắn biểu thị muốn Vương Đồng An cái gian phòng kia. Hứa Thuần Lương đạo, Trương thư ký, Vương cục sự tình trước mắt còn không có kết luận, muốn không lại chờ mấy ngày điều chỉnh. Hắn cảm thấy Trương Tùng có chút buồn cười, Vương Đồng An mới bị song quy, ngươi liền nhớ thương người ta làm việc thất, coi như Vương Đồng An không về được, chủ trì công tác là Tương Kỳ Dũng, đây là trong thành phố minh xác qua, giống như cũng không tới phiên ngươi.
Trương Tùng đạo, Vương Đồng An làm trái kỳ tính chất tương đương ác liệt, khẳng định là phải bị miễn chức, làm không tốt sẽ còn bị khai trừ đảng viên, người không cần lo lắng, tranh thủ thời gian an bài giúp ta chuyển đi. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngươi cũng quá không thể chờ đợi, bất quá lấy hắn đối Trương Tùng hiểu rõ, người này cũng không phải là không giữ được bình tĩnh hạng người, chẳng lẽ hắn đã được đến thượng cấp tán thành. Hứa Thuần Lương đạo, được, quay đầu ta giúp ngài an bài một chút. Trương Tùng đạo, tiểu Hứa, ngươi lần này đi kinh thành có hay không thấy qua Chu thư ký? Hứa Thuần Lương biết Trương Tùng sẽ không vô duyên vô cớ nhắc lên Chu thư ký, hắn lắc đầu nói, thời gian vội vàng, mà lại Chu thư ký hiện đang chủ trì giảm tai ủy công việc bề bộn nhiều việc, làm sao có thời giờ tiếp kiến ta à? Trương Tùng cười nói, các ngươi là thân thích à, Đức Minh cùng biểu muội ngươi lúc nào kết hôn? Ta hồng bao đều chuẩn bị xong. Hứa Thuần Lương cảm giác Trương Tùng hôm nay rất không bình thường, lúc trước Chu thư ký rời đi Đông Châu thời điểm, người này liên tục không ngừng cùng Chu thư ký phân rõ giới hạn. Thân là Chu thư ký làm việc rất không chính cống, hiện tại Chu thư ký tại Diệp lão duy trì dưới hoạn lộ một lần nữa lên đường, hắn lại bắt đầu lôi kéo làm quen, Chu thư ký làm sao có thể tha thứ loại người này. Hứa Thuần Lương cười nói, biểu muội ta còn nhỏ, có thể muốn qua mấy năm. Trương Tùng đạo, hai ngày trước ta đi quê quán thăm viếng Chu lão thái thái thân thể cứng rắn, còn chuyên môn nâng lên ngươi. Hắn cùng Chu thư ký là đồng hương. Chuyện này Trương Tùng rất ít chủ động trước mặt người khác đề cập. Tại Hứa Thuần Lương lý giải, Trương Tùng là tại biểu hiện ra hắn cùng Chu gia quan hệ một lần nữa trở nên ấm áp. Trương Tùng người này tâm cơ rất sâu, hắn mỗi một bước đều là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Hứa Thuần Lương bỗng nhiên nghĩ đến một loại nhưng có thể, đó chính là hắn một lần nữa thu được Chu thư ký khẳng định. Dựa theo bình thường logic, Chu thư ký sẽ không tha thứ một cái đã từng phản bội qua hắn người. Loại này nhìn như lấy ơn báo oán hành vi có lẽ ẩn giấu đi càng thêm rộng lớn bố cục. Nếu như coi là thật như thế, Chu thư ký tương đương thông qua phương thức như vậy hướng Uông Kiến Minh phô bày thực lực của hắn, chứng minh hắn vị này tiền nhiệm bí thư tại Đông Châu nơi đó vẫn có được tương đương lực ảnh hưởng, nhất là dân chính lĩnh vực này. Uông Kiến Minh lần này tiến về kinh thành trong đó một cái nguyên nhân chủ yếu chính là vì Đông Châu cục dân chính sự tình, làm Đông Châu đương nhiệm người đứng đầu, thật sự là hắn có khống chế ảnh hưởng xấu hành vi. Cách làm này mặc dù ra phát điểm là vì Đông Châu dân chính danh dự, nhưng là từ một góc khác độ đến xem chính là giám thị bất lực, trừng trị bất lực. Hứa Thuần Lương đạo, Trương thư ký, vừa rồi ta cũng bị kiểm tra kỷ luật nhân viên công tác gọi đi nói chuyện. Trương Tùng đạo, cái này Vương Đồng An thật sự là hại người rất nặng, người yên tâm, người đến dân chính về sau công việc thành tích tất cả mọi người thấy được, nếu như cần, ta cũng có thể ra mặt giúp người chứng minh. Hứa Thuần Lương cười nói, tạ ơn Trương thư ký. Trương Tùng đạo, đúng rồi, ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi, để ta làm đông, người đem Tương Kỳ Dũng đồng chí cũng kêu lên. Hứa Thuần Lương hiện tại đã cơ bản có thể kết luận, Vương Đồng An vị trí trên cơ bản thuộc về Trương Tùng, Tương Kỳ Dũng hẳn là còn không có đạt được tin tức, bên trong thể chế biến hóa chính là đột nhiên như vậy. Tại mình đi kinh thành mấy ngày nay, Đông Châu cục dân chính phát sinh biến hóa long trời lở đất, mà hết thảy này đều là lặng lẽ phát sinh. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu hỏi thăm Trương Tùng cụ thể địa điểm, Trương Tùng nói cho hắn biết ngay tại viện mồ côi nhà ăn. Rời đi Trương Tùng văn phòng, Hứa Thuần Lương đi Tương Kỳ Dũng văn phòng, Tương Kỳ Dũng đang đánh điện thoại, ban ngành liên quan thúc bọn họ mau chóng tướng giả hỏa táng chàng cánh đồng Thanh Không, thổ địa bên trên giao nộp về sau sẽ an bài tương quan đấu giá quá trình. Tương Kỳ Dũng để điện thoại xuống đạo, thật sự là đau đầu, mới nhà tang lễ bắt đầu dùng mới mấy ngày. Trong thành phố liền thúc giục đem già hỏa táng chàng cánh đồng đưa trước đi, nhiều ít phải cho ta nhóm một chút giảm sóc thời gian nha. Hứa Thuần Lương đạo, ta nghe nói không ít người để mắt tới mảnh đất kia. Tương Kỳ Dũng đạo, là không sai, đáng tiếc quá khứ là hỏa táng chàng, ta cũng không tin nơi đó phòng ở có thể bán bên trên giá. Hứa Thuần Lương đạo, Tương Cục, Trương Thư Ký để cho ta thông chi người, ban đêm hắn làm chủ mời ăn cơm. Tương Kỳ Dũng nhíu mày, tức giận nói, không rảnh. Hắn cũng thế, mời ăn cơm không biết sớm thông chi a, lấy vì người khác đều giống như hắn thanh nhàn. Hứa Thuần Lương nhìn Tương Kỳ Dũng không thèm chịu nể mặt mũi dáng vẻ đoán chừng trước mắt hắn đối liên quan đến tự thân tiền đồ vận mệnh biến hóa còn hoàn toàn không biết gì cả, hữu nghị nhắc nhở, ta luôn cảm thấy Trương thư ký biểu hiện có chút khác thường. Tương Kỳ Dũng đạo, bị kích thích thôi, đi qua hắn là khu công nghệ cao đẳng công quan lớn, hiện tại đến chúng ta tòa miếu nhỏ này đến, trong lòng khẳng định không công bằng. Hứa Thuần Lương đạo, ta vừa nghe nói hắn ngay tại tích cực hoạt động. Tương Kỳ Dũng đạo, hoạt động cái gì?
Uông thư ký làm sao có thể dùng hắn? Hứa Thuần Lương cho rằng Tương Kỳ Dũng có chút lơ là bất cẩn, Uông Kiến Minh tại Đông Châu cục dân chính mấy chuyện bên trên xử lý đều không thể để thượng cấp hài lòng, trước mắt tiếp nhận áp lực không nhỏ, Tương Kỳ Dũng có bối cảnh không giả, nhưng là hắn ăn thiệt thòi tại tư lịch quá nhỏ bé, để hắn chủ trì công việc mà không có trực tiếp bổ nhiệm hắn làm Đông Châu cục dân chính cục trưởng liền chứng minh Uông Kiến Minh cân nhắc đến họp bị người chỉ trích. Hứa Thuần Lương nói, người nói Trương thư ký mời khách dụng ý là cái gì? Tương Kỳ Dũng nói, xoát xoát tồn tại cảm thôi, người nói với hắn, ta có sắp xếp. Trong lòng của hắn có chút khó chịu, Trương Tùng mời khách quá đột ngột là trong đó một cái nguyên nhân, còn có một nguyên nhân là khuyết thiếu thành ý, người mời ta không sẽ trực tiếp tới nói một tiếng, gọi điện thoại cũng được, thế mà thông qua Hứa Thuần Lương truyền lời, thật đem mình làm ta lãnh đạo. Hiện tại lãnh đạo chỉ định chủ trì công tác người là ta có được hay không? Hứa Thuần Lương lại đem Trương Tùng đưa ra thay đổi văn phòng yêu cầu nói cho Tương Kỳ Dũng. Tương Kỳ Dũng bị Trương Tùng yêu cầu này cho chọc cười, sự tình mặc dù không lớn, nhưng là tại cái này thời khắc mẫn cảm đưa ra dạng này muốn cầu, Trương Tùng không biết ra ngoài như thế nào ý nghĩ, Tương Kỳ Dũng để Hứa Thuần Lương nhìn xem xử lý, hắn dù sao không tốt công khai phản đối. Hứa Thuần Lương hiện tại cũng vô pháp xác định Trương Tùng nhất định sẽ thượng vị, có cho hay không Trương Tùng mặt mũi là Tương Kỳ Dũng tự do, hắn cũng không tốt nhiều lời. Hứa Thuần Lương mình khẳng định là muốn đi qua, hắn có loại dự cảm. Cục dân chính lại phải biến đổi ngày, không dùng đến mấy ngày Trương Tùng liền sẽ trở thành nơi này tân chủ nhân, không phải thái độ của hắn không sẽ như thế tích cực chủ động. Hứa Thuần Lương liên hệ một chút vẫn ở kinh thành Tần Chính Dương, muốn từ chỗ của hắn tìm hiểu một chút tin tức, Tần Chính Dương đối với cái này cũng không biết rõ tình hình, dù sao Uông thư ký không có đề cập phương diện này sự tình. Hứa Thuần Lương sớm nửa giờ đi viện mồ côi nhà ăn, viện mồ côi viện trưởng Trương Thuận Đạt đã để người chuẩn bị, nhìn thấy Hứa Thuần Lương xe tiến đến. Hắn tự mình dẫn đến chỗ đậu xe, lại chủ động giúp đỡ Hứa Thuần Lương kéo ra cửa xe, Hứa chủ nhiệm, đủ sớm a. Hứa Thuần Lương nói, lãnh đạo mời khách nhất định phải tích cực. Trương Thuận Đạt nói, Trương thư ký không đến đâu, nghe nói đêm nay cục chúng ta bên trong mấy vị lãnh đạo chủ yếu đều muốn đi qua. Hứa Thuần Lương nói, ta không biết a, Trương thư ký không có nói cho ta hắn muốn mời người nào. Hắn chỉ biết là mời Tương Kỳ Dũng, nhưng là Tương Kỳ Dũng không nguyện ý tới. Trương Thuận Đạt nói, thức ăn hôm nay tất cả đều là ta tự mình đi chợ thức ăn mua, gần nhất cục chúng ta đang đứng ở thời buổi rối loạn, ta đi ra ngoài mua thức ăn đều tự mình đạp xích lô, miễn đến người ta nói này nói kia. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, Trương Thuận Đạt là cục dân chính lão nhân, một lần truyền ngôn con hàng này rất có thể thăng nhiệm phó cục, nhưng về sau trong quá trình điều chỉnh cũng chưa từng xuất hiện tên của hắn, hiện tại vẫn là bốn bể yên tĩnh ở tại Phúc Lợi Viện, cách đối nhân xử thế năng lực cũng không phải bình thường. Hứa Thuần Lương cố ý nói, Trương Viện cùng Trương Thư Ký rất quen a. Trương Thuận Đạt đối cái đề tài này cũng không tị hiềm, bạn cũ, chúng ta đều họ Trương, 500 năm trước là một nhà. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, Trương Thuận Đạt mời hắn đi trước bên trong ngồi, trà đều pha tốt, trước mắt chỉ có Hứa Thuần Lương một người tới. Hứa Thuần Lương lưu ý đến dùng đến là nhà ăn lớn thứ hai phòng, cái này căn phòng nhỏ có thể ngồi 12 người, nếu như Trương Tùng tướng cục dân chính chủ yếu cán bộ một mẻ hốt gọn. Đoán chừng cũng có thể ngồi xuống. Trương Thuận Đạt bồi tiếp Hứa Thuần Lương ngồi, lời của hai người đề không thể tránh khỏi đi tới Vương Đồng An sự tình bên trên. Trương Thuận Đạt nói, Vương cục bị song quy sự tình ngươi biết không? Hứa Thuần Lương nói, vừa nghe nói là sinh hoạt vấn đề tác phong. Trương Thuận Đạt thở dài nói, Tần Ngọc Kiều đều từ chức đi, không nghĩ tới chuyện đã qua còn bị lật ra ra. Hiện tại kiểm tra kỷ luật thật sự là càng ngày càng lợi hại, đối làm trái kỷ sự kiện không dễ dàng tha thứ. Hứa Thuần Lương nói, ta nhớ được lần trước chúng ta cùng một chỗ ở chỗ này từng uống rượu, ngồi cùng bàn còn có Tống Tân Vũ. Trương Thuận Đạt nhìn chung quanh một chút cái này căn phòng nhỏ, Hứa Thuần Lương hồi ức xiết để hắn trong lòng có chút cảm giác khó chịu, ngồi cùng bàn mấy người bên trong đã có hai người đều bởi vì làm trái kỷ bị tra, xảy ra chuyện suất có chút quá cao. Hứa Thuần Lương cố ý nói, vẫn là đổi cái gian phòng đi. Trương Thuận Đạt tán đồng Hứa Thuần Lương ý nghĩ, lập tức đem phục vụ viên kêu đến, để bọn hắn đổi được mặt khác gian phòng. Hứa Thuần Lương cho rằng Trương Thuận Đạt cùng Trương Tùng quan hệ hẳn là rất không bình thường, Trương Thuận Đạt vô cùng có khả năng đã lấy được trước tin tức, thay đổi đến căn phòng cách vách lần nữa ngồi xuống, thử dò xét nói, Trương Việt, theo ý ngươi chúng ta cục dân chính lần này sẽ có như thế nào biến động. Trương Thuận Đạt nói, chúng ta đều là nghe lệnh làm việc. Lãnh đạo biến động là chuyện của cấp trên, ai tới chúng ta đều là phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy.
Hứa Thuần Lương cười nói, Trương Viện nhìn thấu triệt, đúng, ngươi cảm thấy tương cục lần này có thể mài chính sao? Trương Thuận Đạt nói, hắn hiện tại chẳng phải đang chủ trì công việc sao, muốn không quay đầu lại các loại Trương thư ký tới ngươi hỏi một chút. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng không tốt hỏi. Trương Thuận Đạt cười nói, có cái gì không tiện hỏi, ngươi cùng Trương thư ký cũng nhận biết không ít năm đi. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, hay là hắn cho Chu thư ký làm thư ký thời điểm, các ngươi lúc nào nhận biết. Trương Thuận Đạt nói, đến có 20 năm, Trương thư ký tới, ta đi tiếp một chút. Hứa Thuần Lương nhìn qua ngoài cửa sổ, một cỗ màu đen A không chạy vào. Hứa Thuần Lương đặt chén trà xuống đi theo Trương Thuận Đạt cùng một chỗ đi ra ngoài đón. Trương Tùng đem xe cùng Hứa Thuần Lương Porsche Cayenne song song đặt, lúc xuống xe hướng Hứa Thuần Lương xe nhiều nhìn thoáng qua, tiểu Hứa, người xe này đủ rêu rao A. Hứa Thuần Lương cười nói, Trương thư ký, xe là của mẹ ta, ta kia chút tiền lương nhưng không đủ sức. Trương Tùng nói, có người có tiền phụ mẫu chính là tốt. Trương Thuận Đạt tới đón qua trong tay hắn cặp công văn, Trương Tùng nói, đến mấy cái rồi. Trương Thuận Đạt nhìn Hứa Thuần Lương một chút, ý tứ phi thường minh xác, trước mắt liền đến Hứa Thuần Lương chính mình. Trương Tùng cười cười nói, xem ra tất cả mọi người không thế nào tích cực a. Hắn đêm nay mời 8 vị khách nhân, ngoại trừ Hứa Thuần Lương những người khác không cho hắn mặt mũi, ở trong đó liền bao quát Tương Kỳ Dũng. Đi vào gian phòng, Trương Tùng nhìn một chút ở giữa kia cái bàn lớn. Trương Thuận Đạt nói, Trương thư ký, nếu không ta cùng phòng bếp nói một tiếng, tận lực đem đồ ăn làm cho tinh xảo chút. Hắn nói đến tương đối uyển chuyển, kỳ thật ý là vạn nhất ngươi mời người cũng không tới, cũng không cần phải bên trên nhiều như vậy đồ ăn, lên cũng là lãng phí. Trương Tùng nói, liền theo vốn có an bài không thay đổi. Hắn đi bàn trà bên cạnh ngồi xuống, tiếp nhận Trương Thuận Đạt đưa tới chén trà, nhấp một ngụm trà nói, đánh bài đều góp không đủ người. Trương Thuận Đạt nói, Trương thư ký muốn đánh bài ta đi tìm Lâm Thời mối nối. Viện mồ côi phương diện này nhân tài dự trữ không ít. Trương Tùng lắc đầu nói, không cần, tiểu Hứa, Tương Kỳ Dũng xác định không tới. Hứa Thuần Lương nói, hắn đêm nay có những an bài khác. Trương Tùng hướng Trương Thuận Đạt nói, Trung Minh Yến bên kia ngươi thông chi sao? Trương Thuận Đạt nói, nàng nói thân thể không thoải mái. Trương Tùng ha ha cười một tiếng nói. Tần Ngọc Kiều là nàng hảo bằng hữu, tâm tình khẳng định nhận lấy ảnh hưởng. Hắn đem để chén trà trong tay xuống, hướng Hứa Thuần Lương cùng Trương Thuận Đạt nhìn thoáng qua nói, thể chế bên trong chính là cái này a hiện thực. Trương Tùng là có tư cách nói câu nói này, năm đó hắn còn tại Chu thư ký bên người làm thư ký thời điểm, Đông Châu to to nhỏ nhỏ cán bộ lãnh đạo ai không được cho hắn mấy phần chút tình mọt, Chu thư ký đi trong tỉnh về sau, hắn đảm nhiệm khu công nghệ cao đảng công quan lớn, cũng hưởng thụ qua một đoạn tiền hô hậu ủng thời gian. Nhìn trước mắt không người cổ động quẫn cảnh, Trương Tùng ở sâu trong nội tâm tự nhiên có chút cảm thán. Trương Tùng có thể lý giải những người này lựa chọn, nhưng là vẫn tránh không được thất lạc. Trương Thuận Đạt hỏi thăm Trương Tùng chừng nào thì bắt đầu, Trương Tùng nhìn một chút thời gian, quyết định đợi thêm một giờ. Tương Kỳ Dũng hoàn toàn chính xác có sắp xếp, tiến về dự tiệc trên đường nhận được một thông điện thoại hướng hắn truyền đạt một cái vô cùng trọng yếu tin tức. Trong thành phố đã quyết định từ Trương Tùng tiếp nhận cục dân chính cục trưởng. Tương Kỳ Dũng bị bất thình lình tin tức khiến cho có chút tinh thần rối loạn, cuối cùng vẫn Trương Tùng thay Vương Đồng An công việc, nói cách khác hiện tại Trương Tùng là cục trưởng bí thư một vai trò, chính mình cái này phó cục trưởng phó thư ký cuối cùng vẫn là không thể thành công thượng vị. Để Tương Kỳ Dũng buồn bực là, hắn trước đây không có đạt được bất cứ tin tức gì, Trương Tùng sự tình là một cái cực kỳ nhân vật có thể tin được hướng hắn lộ ra. Một khi chính thức bổ nhiệm tuyên bố, mình chủ trì công tác quyền lực liền đồng thời kết thúc. Tương Kỳ Dũng cho rằng Uông Kiến Minh đối với chuyện này làm được rất không tử tế, thay đổi xoành xoạch, coi như hắn phải dùng Trương Tùng, ít nhất cũng phải trưng cầu một chút ý kiến của mình. Liên tưởng đến Hứa Thuần Lương cùng mình nói chuyện, Tương Kỳ Dũng ý thức được hết thảy đều có báo hiệu, chẳng lẽ Hứa Thuần Lương cũng sớm đạt được tin tức. Trương Tùng chờ lâu cái này một giờ có dụng ý của hắn. Đêm nay sẽ có quan hệ với hắn tiếp nhận Vương Đồng An vị trí tin tức tuyên bố, ta hôm nay mời ăn cơm không phải lấy bí thư thân phận, mà là lấy cục dân chính tân nhiệm cục trưởng kiêm bí thư thân phận, ta là chính đảng ôm đồm, Đông Châu dân chính hệ thống những người này đến cùng ai tại không nể mặt ta, có gan ngươi nhóm liền kiên trì tới cùng. Phó cục trưởng Trung Minh Yến chậm nửa giờ tới, lý do của nàng là kẹt xe, Trương Tùng cũng không ngại, tới liền tốt, tới liền chứng minh ngươi biết tin tức. Trương Tùng nhìn một chút trên tường không ngừng chuyển động kim dây, nói khẽ, Đông Châu tàu điện ngầm bao trùm khu vực còn chưa đủ,
nếu như ta nhớ không lầm, quy hoạch bên trong số 5 tuyến là trải qua viện mồ côi a. Trương Thuận Đạt nói, đích thật là dạng này, bất quá số 5 tuyến đã kêu dừng. Trương Tùng nói, Đông Châu tàu điện ngầm quy hoạch kiến thiết ta là toàn bộ hành trình tham dự, nếu như không có Chu thư ký năm đó vất vả bôn tẩu cũng không có hôm nay Đông Châu tàu điện ngầm. Hứa Thuần Lương phát giác được Trương Tùng giọng nói chuyện rõ ràng thay đổi, ngữ tốc bắt đầu thả chậm, chữ trong mắt lộ ra tự tin cảm giác ưu việt, xem ra cục dân chính ngày mai là thuộc về hắn. Đổi thành đi qua Trương Tùng là chướng mắt cục dân chính cục trưởng vị trí, nhưng là hiện tại không giống, hắn lúc đầu đã bị vứt bỏ, nhận là tiền đồ của mình một mảnh ảm đạm, nhưng là đột nhiên liền xuất hiện chuyển cơ, trong thành phố quyết định dùng hắn tới thay thế Vương Đồng An, Trương Tùng phi thường rõ ràng, đưa đến mấu chốt tác dụng không phải Uông Kiến Minh, mà là Chu thư ký. Hắn cũng rõ ràng, Chu thư ký sở dĩ xuất thủ tương trợ tuyệt không phải đọc lấy đi qua tình cảm, khả năng còn có hậu thủ, có thể là mình có nhưng giá trị lợi dụng, cho nên mới cho mình một cơ hội. Trương Tùng nhất định phải toàn lực ứng phó đi biểu hiện, một lần nữa chứng thực giá trị của mình. Được thỉnh mời khách nhân lần lượt đến, Cảnh Thanh Tùng, Dương Văn Tính, Ngô Sĩ Kỳ, bọn hắn đều chiếm được tin tức, nhìn thấy lẫn nhau, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, đến trễ dù sao cũng so không đến muốn tốt. Trương Tùng quả nhiên các loại đủ một giờ, Phó Cục trưởng Tương Kỳ Dũng vẫn là không đến. Trương Tùng biết Tương Kỳ Dũng bởi vì làm bối cảnh nguyên nhân không có sợ hãi, có thể đoán được từ giờ trở đi bọn hắn giữa hai người ma sát sẽ không thiếu, nhưng là Trương Tùng vẫn là không có đem Tương Kỳ Dũng để vào mắt, hắn thấy Tương Kỳ Dũng còn không có cùng mình vật tay tư cách, không đủ thành thục, chính trị tu vi còn thiếu rất nhiều. Trương Tùng đứng lên nói, mọi người ngồi vào vị trí đi. Đám người cùng một chỗ mời hắn ngồi thủ vị, Phó Cục trưởng Trung Minh Yến ngồi tại Trương Tùng tay trái, Trương Tùng để Hứa Thuần Lương ngồi ở bên tay phải của mình, ngồi xuống về sau, hắn cười nói, mọi người không cần câu thúc, cũng không cần có cái gì chú ý kỵ, đêm nay bữa cơm này là ta tự móc tiền túi, hô mọi người tới liền là đơn thuần tụ họp một chút, không có bất kỳ cái gì chính trị mục đích. Đám người cười theo, Trung Minh Yến nói, tạ ơn Trương Thư Ký. Trương Thuận Đạt để cho người ta nâng cốc lấy đi vào, đám người lưu ý đến đêm nay dùng lại là Phi Thiên Mao Đài, Trương Tùng sửng sốt một chút, cái này dương rượu cũng không phải là hắn mang tới, tiền nhiệm bắt đầu, quá độ rêu rao là tối kỵ. Trương Thuận Đạt giải thích nói, rượu là Hứa chủ nhiệm vừa mới tài trợ. Trương Tùng nhìn Hứa Thuần Lương một chút, có chút giận trách, tiểu Hứa, là ta mời khách a, sao có thể để ngươi lấy rượu đâu. Hứa Thuần Lương cười nói, người mời ăn cơm ta mời uống rượu, chúng ta quan hệ thế nào, người cũng đừng khách khí với ta. Hiện trường tất cả mọi người nhìn qua Trương Tùng, Hứa Thuần Lương xuất thủ đủ có thể, một dương rượu Mao Đài như thế trắng trợn chuyển tới, đi qua có lẽ không có gì, nhưng bây giờ dù sao cũng là thời kỳ nhạy cảm, loại chuyện này truyền ra ngoài làm không tốt lại muốn thành là tin tức, đương nhiên cái này cũng truyền lại ra một cái minh xác tín hiệu, hai người quan hệ cá nhân hẳn là rất tốt. Trương Tùng nếu là kiên trì không cần chẳng khác nào công khai cự tuyệt Hứa Thuần Lương hảo ý, quan mới tiền nhiệm làm bộ dáng cọc tiêu hàng không cán cũng là hợp tình hợp lý. Nếu như Trương Tùng dùng, liền mang ý nghĩa hắn cùng Hứa Thuần Lương quan hệ rất không đồng nhất, lãnh đạo cũng không phải ai lễ đều thu, nhất là loại này trường hợp công khai, ăn người ta nhu nhược, chưa hề đều là đạo lý này. Hắn phát hiện Hứa Thuần Lương tiểu tử này rất có một bộ, mình kéo hắn vào cuộc, hắn trực tiếp dùng dương mưu xáo lộ chính mình. Trương Tùng gật đầu nói, đã ngươi một mảnh thịnh tình, vậy liền nếm thử. Hứa Thuần Lương chủ động hỗ trợ khui rượu rót rượu, cho Trương Tùng rót rượu thời điểm, Trương Tùng cười tủm tỉm nhìn qua hắn nói, ta cùng tiểu Hứa đi qua liền thường xuyên uống rượu với nhau. Tất cả mọi người nghe rõ hắn muốn truyền lại tin tức, cường điệu cùng Hứa Thuần Lương quan hệ không tầm thường. Trương Thuận Đạt nói, Hứa chủ nhiệm tử lượng tốt. Hứa Thuần Lương cười nói, Trương Viện, người đừng ủng hộ, tử lượng phương diện chúng ta đều không khác mấy, ta liền thắng ở tuổi trẻ. Cảnh Thanh Tùng đi theo cười, nhưng là không nói chuyện, Tần Ngọc Kiều là hắn cô em vợ, hai ngày này hắn cô em vợ xảy ra chuyện, lão bà hắn Tần Ngọc Đình nhắc nhở hắn nhất định phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Đây là hắn ngay từ đầu không có ý định tới nguyên nhân, nhưng về sau lại nhận được tin tức Trương Tùng chính thức đảm nhiệm cục dân chính cục trưởng, hắn lập tức hoảng hồn, suy nghĩ một chút, đến chậm dù sao cũng so không đến muốn tốt, cho nên vội vàng chạy tới. Kỳ thật được thỉnh mời những người này hơn phân nửa đều cùng Cảnh Thanh Tùng, đi qua đều cho rằng Trương Tùng là bị lưu vong biên duyến hóa, mà lại trong thành phố đều đã minh xác qua là Tương Kỳ Dũng chủ trì công việc. Trương Tùng vị này bí thư liền là kẻ điếc lỗ tai bài trí, chẳng ai ngờ rằng người này thế mà bị một lần nữa bắt đầu dùng.
nghĩa địa công cộng quản lý chỗ người phụ trách Dương Văn Tĩnh nói, Trương thư ký, Hứa chủ nhiệm, các người thật sự là quá khách khí, kỳ thật ta đã sớm nghĩ mời Trương thư ký ăn cơm, gần nhất trong nhà nhiều chuyện, một mực không tìm được thích hợp thời gian, dạng này, cuối tuần để ta làm đông là Trương thư ký đón tiếp. Trương Tùng cười nói, ai mời còn không phải như vậy, bất quá ta gần nhất cũng thật là bận, chuyện trong cục liền đủ ta chịu, tiểu Hứa mời ta nhiều lần, ta đều bận quá không có thời gian. Câu nói này lại lần nữa biểu lộ hắn cùng Hứa Thuần Lương không giống quan hệ. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ thôn, Trương Tùng người này xáo lộ thật đúng là không ít, hắn hiện tại công khai cùng mình lôi kéo làm quen, dụng ý rất rõ ràng chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết quan hệ bọn hắn rất tốt. Trước mắt Trương Tùng mặc dù đạt được một cái cơ hội, nhưng là hắn tại Đông Châu đương nhiệm cấp lãnh đạo bên trong cũng không được sủng ái, lâu dài đến xem phát triển không gian y nguyên có hạn. Hứa Thuần Lương mặc dù không biết Trương Tùng thượng vị nguyên nhân thực sự, nhưng là có một chút hắn có thể kết luận, Trương Tùng cùng Tương Kỳ Dũng ở giữa phân tranh sẽ không thiếu, lấy Tương Kỳ Dũng loại kia tự cao tự đại tính cách, hắn không thiếu được muốn cùng Trương Tùng tách ra vật tay. Trương Tùng cái này chức vị chính cũng không tốt làm, dù sao Tương Kỳ Dũng bối cảnh đặt ở chỗ đó. Hứa Thuần Lương căn bản không quan tâm Trương Tùng nghĩ làm cái gì, người không phạm ta ta không phạm người, Trương Tùng cũng không dám hại mình. Nhưng hắn muốn lợi dụng mình cũng không dễ dàng như vậy. Ba chén rượu qua đi, đám người dần dần hướng Trương Tùng mời rượu, Trương Tùng biểu hiện hòa ái dễ gần, bình dị gần gũi. Trương Tùng cùng Cảnh Thanh Tùng lúc uống rượu hỏi ra hỏa táng chàng bên kia giao tiếp tình huống, Cảnh Thanh Tùng tướng tình huống thực tế báo cáo một chút, mới nhà tang lễ bên kia đã bắt đầu dùng, nhưng là ra hỏa táng chàng bên kia còn có một số đồ vật chưa kịp dọn đi, đoán chừng còn cần thời gian 10 ngày mới có thể triệt để thanh chàng. Trương Tùng ngữ khí trịnh trọng nói, trong thành phố đối với chuyện này chằm chằm rất chặt, tiểu Cảnh A, chuyện này ngươi phải tất yếu nắm chặt, ta cũng không có khả năng một mực giúp ngươi khiêng. Cảnh Thanh Tùng nghe vậy một bên gật đầu một bên gửi tới lời cảm ơn, nhưng trong lòng thầm mắng, ngươi chừng nào thì giúp ta khiêng. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Nếu như bên trong truy cứu xuống tới tất cả đều là ta một người trách nhiệm, ngươi cái này đương lãnh đạo một điểm mau bệnh không có. Bất quá hắn nghĩ lại. Trương Tùng cũng là vừa vặn bị minh xác tại trong cục lãnh đạo địa vị, chuyện trước này không tính được tới người ta trên đầu. Lúc này Trương Thuận Đạt đặc biệt mà chuẩn bị tay bắt thịt dê lên bàn, Trương Thuận Đạt nói, cái này là bằng hữu ta chuyên từ Kỳ Liền bên kia cho gửi tới cửu thiến, chất thịt ngon, mọi người nếm thử. Phó cục trưởng Trung Minh Yến nhịn không được hỏi, cửu thiến là cái gì chủng loại? Trương Thuận Đạt cười cười không nói chuyện, Trương Tùng cười tủm tỉm nhìn qua Hứa Thuần Lương nói. Tiểu Hứa, người kiến thức rộng rãi, giải thích giải thích. Hứa Thuần Lương nói, Trương Cục, người liền sẽ cho ta ra nan đề. Mấy người đồng thời nở nụ cười, Trung Minh Yến từ tiếng cười của bọn hắn bên trong ý thức được không có lời gì tốt, lặng lẽ hỏi Baidu, lập tức có chút xấu hổ, nguyên lai là thế đi công dương, thái giám dê. Cái này Trương Thuận Đạt cũng thật sự là quá ghê tởm, đang ngồi lại không phải là không có nữ đồng chí, làm cái này ra đùa ác. Kỳ thật mọi người hơn phân nửa không nghĩ nhiều như vậy, thưởng thức hương vị ngon chất thịt non mịn cửu thiến từng cái khen không dứt miệng. Trương Tùng rõ ràng đang lợi dụng cơ hội này dựng nên tự thân bình dị gần gũi người thiết, đáng tiếc ở đây hơn phân nửa người nội tâm đều không nỡ, tận khả năng thận trọng từ lời nói đến việc làm, đồ ăn là Trương Thuận Đạt tỉ mỉ chuẩn bị, rượu là Hứa Thuần Lương cung cấp phi thiên mao đài, nhưng hơn phân nửa người đều không tâm tình ăn như gió cuốn thoải mái uống. Tiệc tối tiến hành 2 giờ kết thúc. Trương Tùng để Hứa Thuần Lương chớ vội đi, hắn có mấy câu muốn theo Hứa Thuần Lương nói riêng. Những người khác rời đi về sau, Trương Thuận Đạt đem hai người bọn họ an bài vào nhà khách phòng khách bên trong, nước trà hoa quả tươi đều chuẩn bị xong, rời đi thời điểm còn giúp hai người bọn họ đóng lại cửa. Hứa Thuần Lương cầm lấy một khối dưa hami bắt đầu ăn. Trương Tùng thì bưng lên một ly trà, không nhanh không chậm thưởng thức trà, chậm rãi nói, Tương Kỳ Dũng không đến a. Hứa Thuần Lương nói. Ta thông chi qua hắn, hắn nói ban đêm có sắp xếp. Trương Tùng cười nói, không miễn cưỡng, bất quá a, ta lần này bổ nhiệm khẳng định sẽ để cho hắn sinh ra một chút mặt trái cảm xúc. Hứa Thuần Lương nhìn Trương Tùng một chút, hai người đồng thời nở nụ cười. Trương Tùng nói, tiểu Hứa, ngươi nên biết, ta không muốn tới cục dân chính, gần nhất nơi này ra nhiều chuyện như vậy, cả một cái cục diện rối rắm, ai cũng không muốn tới thu thập, ngươi nói có đúng hay không? Hứa Thuần Lương rút ra một chương khăn ướt xoa xoa tay, vẫn tốt chứ, vấn đề trên cơ bản đều bạo lộ ra, nơi đó lý người cũng đều xử lý, tổ chức bên trên đã giúp ngươi dọn sạch chướng ngại,
từ góc độ này đến nhìn, người khai triển công việc cũng sẽ thuận lợi một chút. Trương Tùng cười nói, người kiểu nói này ta cảm giác áp lực nhỏ đi rất nhiều, về sau ngươi được nhiều giúp ta một chút. Hứa Thuần Lương nói, Trương Cục, nếu như ta là ngươi sẽ cẩn thận một chút. Trương Tùng nhíu mày, lời này nói thế nào? Hứa Thuần Lương nói, ta sáng hôm nay mới từ kinh thành trở về, vừa ra đường sắt cao tốc đứng liền bị kiểm tra kỷ luật người cho cản lại, bọn hắn mời ta đi phối hợp điều tra. Trương Tùng nói, tìm ngươi điều tra cái gì? Còn có thể điều tra cái gì? Tần Ngọc Kiều như chó điên cắn người linh tinh, nàng nói trong tay của ta có nàng cùng Lão Vương ảnh chụp cùng video, nói ta lợi dụng những cái kia hắc liệu áp chế bọn hắn kiếm chắc tư lợi. Trương Tùng tâm tình trở nên có chút nặng nề, lấy Hứa Thuần Lương tiểu tử này phong cách làm việc chưa chắc sẽ không làm chuyện như vậy. Vạn nhất con hàng này thật dính líu làm trái kỷ, mình ngay tại lúc này cùng hắn đi được quá gần hoàn toàn chính xác không là chuyện gì tốt. Nhưng nghĩ lại, Hứa Thuần Lương khẳng định không có vấn đề gì lớn. Không phải kiểm tra kỷ luật phương diện cũng sẽ không như thế nhanh đem hắn cho phóng xuất. Trương Tùng ha ha nở nụ cười, người khác không tin được ngươi, ta còn có thể không tin được ngươi, ta tuyệt đối tin tưởng danh dự đảng của ngươi nguyên tắc là chịu nổi khảo nghiệm. Hứa Thuần Lương cũng cười, thế sự không có tuyệt đối. Hắn hướng Trương Tùng tới gần một chút, hạ giọng nói, ta đích xác nắm giữ một chút vật liệu, cũng muốn mang qua Lão Vương. Trương Tùng nhìn qua Hứa Thuần Lương sững sờ trong chốc lát. Sau đó lại nở nụ cười, ngươi a, vẫn là khuyết thiếu tính cảnh giác, gặp được loại chuyện này hẳn là trước tiên đem vật liệu giao cho kiểm tra kỷ luật phương diện. Hứa Thuần Lương nói, ta nào biết được chuyện của bọn hắn nhanh như vậy liền sẽ bại lộ, mà lại ta cho rằng bọn họ hai người điểm ấy phá sự chỉ là vấn đề tác phong, cũng trách ta trong lòng còn có thiện niệm, suy nghĩ hẳn là cho bọn hắn một cái sửa lại sai lầm cơ hội. Trương Tùng nói, lơ là bất cẩn ngươi. Chúng ta đối cán bộ làm trái kỷ hành vi từ trước đến nay là không dễ dàng tha thứ, tiểu Hứa, những sự tình này ngươi cũng bàn giao rồi. Hứa Thuần Lương nói, ta đương nhiên không thể thừa nhận, cho tới bây giờ ta chỉ cùng người nói qua, Trương Cục, người sẽ không quân pháp bất vị thân a. Trương Tùng trong lòng thầm mắng người này giảo hoạt, đây là tại cùng mình chơi sáo lộ a, cố ý lộ ra một sơ hở cho mình, nó mục đích là đang thử thăm dò phản ứng của mình. Trương Tùng nói, con người của ta không bao giờ làm bán bằng hữu sự tình. Hắn cũng là một câu hai ý nghĩa, ngươi coi ta là thành bằng hữu, ta liền sẽ không bán đứng ngươi, nhưng nếu như ngươi không coi ta là thành bằng hữu, chưa chừng ta sẽ làm ra chuyện gì. Hứa Thuần Lương nói, ta muốn là không tin ngươi cũng sẽ không đem chuyện này nói cho ngươi. Trương Tùng trong lòng tự nhủ ta cảm ơn ngươi, nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà nói, ngươi vừa mới nói gì? Ý là ta mẹ nó cái gì đều không nghe thấy. Người ít xáo lộ ta. Hứa Thuần Lương cười nói, ta cùng người nói đùa. Trương Tùng lắc đầu, Thuần Lương, ta đối với ngươi không nghĩ tới dịch cất giấu, cục dân chính tình huống hiện tại ngươi hẳn là so ta còn muốn rõ ràng, ta mời mọi người ăn bữa cơm này, không phải muốn tuyên bố cái gì, cũng không phải nghĩ mạnh điều lãnh đạo của mình địa vị, ta chỉ muốn hảo hảo hoàn thành thượng cấp giao cho ta công việc, Tương Kỳ Dũng thái độ đối với ta vẫn luôn rất bài xích, ta có cái dự cảm. Về sau hắn cùng phối hợp của ta cũng sẽ không vui sướng. Hứa Thuần Lương nói, hắn thực chất bên trong có chút ngạo khí, bất qua tổng thể vẫn là nguyện ý người làm việc. Trương Tùng nói, liền trước mắt cục này thế, cục dân chính thật sự là không thể lại có bất kỳ bên trong hao tổn, ta hy vọng ngươi có thể tạo được một cái giảm sóc tác dụng, hỗ trợ câu thông một chút, chúng ta cùng một chỗ đem thế cục mau chóng ổn định ra đến, đừng để Đông Châu dân chính trở thành mọi người chú mục tiêu điểm. Trương Tùng chủ động đưa ra cành ô liu, Hứa Thuần Lương mặc dù hoài nghi thành ý của hắn, nhưng cũng thừa nhận trước mắt cục dân chính không thích hợp tiếp tục bên trong hao tổn. Ổn định áp đảo hết thảy, về phần ổn định về sau, Trương Tùng cùng Tương Kỳ Dũng ở giữa có thể hay không đấu vậy thì không phải là mình có khả năng điều khiển sự tình. Hứa Thuần Lương đem xe lưu tại viện mồ côi, nơi này khoảng cách ẩn hồ quan để không xa, Hứa Thuần Lương hôm nay nguyên bản không có về nhà dự định, bất quá nhìn thời gian không tính quá muộn. Cuối cùng vẫn quyết định trở về, cho ra ra một niềm vui bất ngờ. Trên đường tiếp vào Tương Kỳ Dũng điện thoại, Tương Kỳ Dũng mặc dù không có tham gia Trương Tùng bữa tiệc, nhưng là hắn phi thường quan tâm bữa tiệc bên trên đều nói cái gì, Hứa Thuần Lương tướng Trương Tùng ý tứ chuyển đạt cho hắn. Tương Kỳ Dũng nghe xong trầm mặc một lát, thấp giọng đáp lại nói, ta tâm lý nắm chắc. Hứa Thuần Lương cho rằng Trương Tùng cùng Tương Kỳ Dũng gần đây sẽ không kích thích mâu thuẫn, Trương Tùng đã minh xác biểu thị sẽ không độc tài đại quyền. Hắn sẽ tận lực ủy quyền cho Tương Kỳ Dũng, Tương Kỳ Dũng cũng sẽ không ngay tại lúc này vội vã cùng Trương Lỏng đối kháng. Nếu như hắn làm như vậy liền sẽ bị thượng cấp cho là hắn cách cục có hạn,
mà lại Tương Kỳ Dũng hẳn là rõ ràng tư lịch của hắn còn có điều khiếm khuyết, cần thời gian tới làm ra lắng đọng. Hứa Thuần Lương cũng không có cùng Tương Kỳ Dũng nói chuyện, hắn thấy vô luận là Trương Tùng vẫn là Tương Kỳ Dũng đều có riêng phần mình nhược điểm, cũng đều chạy không thoát quân cờ vận mệnh, chỉ là có người trùng hợp đem bọn hắn thả ở cùng nhau, hai người đấu tranh coi như trì hoãn, sớm tối còn sẽ tới. Hứa Thuần Lương không có ý định tham gia hai người phân tranh, nhiều nhất cũng chính là hỗ trợ chuyển lời, hai người này còn không đáng đến hắn tuyển chọn đứng đội. Đi vào trước cửa nhà, bên trong tắt đèn, Hứa Thuần Lương có chút kỳ quái, ra ra làm việc và nghỉ ngơi phi thường quy luật, 11 giờ đêm lên giường nghỉ ngơi, lúc này mới vừa qua khỏi 10 điểm, chẳng lẽ lão nhân ra sớm đi ngủ. Lại hoặc là hắn đêm nay không có về nơi này, tại Trường Thiện bệnh viện bên kia ở. Bất quá ngẫm lại khả năng không lớn, gần nhất đại cô vẫn luôn tại Đông Châu. Hứa Thuần Lương đi trước ra ra gian phòng nhìn thoáng qua, đệm chăn xếp được chỉnh chỉnh tề tề, ra ra không ở nhà. Hứa Thuần Lương lại đi khách phòng, gõ cửa phòng một cái, một lát sau, nghe được bên trong truyền đến đại cô thận trọng thanh âm, ai vậy? Hứa Thuần Lương nói, đại cô, là ta. Không bao lâu còn buồn ngủ Hứa Gia An tới mở cửa, Thuần Lương, ngươi làm sao lúc này trở về rồi? Ta còn tưởng rằng ngươi còn ở kinh thành đâu. Hứa Thuần Lương cười nói, đơn vị để cho ta về làm việc liền chạy về, đại cô, ra ra đâu? Hứa Gia An nói, hắn nói đêm nay không trở lại tại Trường Thiện bệnh viện ở. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, bên kia có phải là có chuyện gì hay không? Hứa Gia An nói, gần nhất tâm tình của hắn không tốt lắm, cả ngày sụ mặt, ta cũng không dám hỏi a, ban đêm đều làm tốt cơm, vốn cho là hắn sẽ về tới dùng cơm, nhưng trái chờ không được phải các loại vẫn là không đến, gọi điện thoại cho hắn mới biết được hắn tại bệnh viện. Đúng, ngươi ăn cơm sao? Không ăn ta cho ngươi hạ sủi cảo, xế chiều hôm nay vừa bao. Nếm qua, đại cô, ngươi cũng đừng bận rộn, nhanh nghỉ ngơi đi. Hứa Thuần Lương trở lại gian phòng của mình, muốn đi tắm rửa, nhưng trong lòng vẫn còn có chút không nỡ, hắn đối Trường Thiện bệnh viện tình huống hay là vô cùng hiểu rõ, biết Liễu Sơn Dân gần nhất đều thường trú bệnh viện, thế là trước cho Liễu Sơn Dân gọi điện thoại, không có trực tiếp liên hệ ra ra là không muốn đánh nhiễu hắn nghỉ ngơi. Liễu Sơn Dân nghe Hứa Thuần Lương nói xong, hơi kinh ngạc nói, lão gia tử nay trời hơn 5 giờ chiều đột nhiên đi, hắn ở tại bệnh viện ta làm sao không biết, ngươi chờ một chút a, ta đi sát phách xem hắn có hay không tại. Không bao lâu Liễu Sơn Dân liền đem điện thoại đánh tới, nói cho Hứa Thuần Lương hắn xác nhận qua, Hứa lão gia tử không tại bệnh viện. Hứa Thuần Lương càng phát giác sự tình có chút khác thường, ra ra không có về nhà cũng không tại bệnh viện. Nếu như hắn ra ngoài dựa theo lẽ thường hẳn là cùng trong nhà thông báo một chút, nhưng hắn không nói gì. Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian cho ra ra gọi điện thoại, còn tốt điện thoại có thể đả thông. Vang lên vài tiếng về sau, Hứa Trường Thiện rốt cục nhận nghe điện thoại, Thuần Lương, chuyện gì a? Hứa Thuần Lương cố ý nói, không có chuyện gì, ta khả năng còn muốn ở kinh thành đợi một ngày, ngày mai mới có thể trở về, cho nên cùng ngài nói một tiếng. Hứa Trường Thiện nói, không có việc gì, bên này có người đại cô chiếu cố ta, người không cần lo lắng. Ra ra, người ở nhà đâu? Hứa Trường Thiện trần chờ một chút hồi đáp, vừa tắm rửa xong, đang chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Hứa Thuần Lương xác định ra ra đang nói láo, trong ký ức của hắn ra ra rất ít làm như vậy, ra ra đến tột cùng đang giấu giếm cái gì. Thế mà liền cháu trai ruột đều nghĩ lừa qua. Ra ra, người ở nơi nào a? Ta làm sao nghe được cảnh vật chung quanh có chút loạn. Có sao, là tivi, không hàn huyên với ngươi, ta đi tắm rửa. Hứa Trường Thiện vội vàng đã cúp điện thoại. Hứa Thuần Lương không tiếp tục đánh tới, ra ra rõ ràng đang giấu giếm cái gì, nhưng nếu như hắn không muốn nói cho chính mình sự tình coi như hỏi cũng vô dụng, thế nhưng là hắn không yên lòng, thông qua tra tìm điện thoại di động không có thể tìm tới lão gia tử vị trí hiện tại, cái này vẫn là vì ra ra lý do an toàn lưu lại cửa sau. Hôm nay phát sinh sự tình liền có đất dụng võ. Ra ra thế mà thân ở Nam Giang. Hứa Thuần Lương làm sao cũng không nghĩ đến lão gia tử một người sẽ đi xa như vậy. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là ra ra đi thăm viếng tiểu cô. Bất quá lập tức liền loại bỏ khả năng này, nếu như chỉ là đi thăm viếng tiểu cô vì cái gì không gọi đại cô cùng đi. Coi như hắn nghĩ một người đi cũng không cần thiết che giấu, thăm viếng nữ nhi cũng không phải cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Hứa Thuần Lương lại cho tiểu cô Hứa Gia Văn gọi điện thoại, Hứa Gia Văn điện thoại ở vào tạm thời không cách nào nghe trạng thái. Hứa Thuần Lương càng phát ra bất an, hắn nghĩ tới một người Trịnh Bồi An,
Từ khi tiểu cô cự tuyệt Trịnh Bồi An về sau, Trịnh Bồi An cả người liền biến đến mức dị thường đổi phế, hắn từ Trường Hưng từ chức, Trường Thiện bệnh viện bên này hắn cũng không còn ngồi xem bệnh, Hứa Thuần Lương tiến về kinh thành trước đó đã từng đi tìm hắn một lần, vốn định khuyên bảo một chút hắn, Trịnh Bồi An thái độ vô cùng nhạt mạc, xem ra nhận kích thích không nhỏ, hắn nói qua trận dự định ra ngoài lữ hành tán tâm. Hứa Thuần Lương ý thức được mình cuối cùng vẫn là không để ý đến Trịnh Bồi An tinh thần tình trạng, Trịnh Bồi An nhiều năm như vậy đối tiểu cô đầu nhập quá nhiều, lần này bị tiểu cô minh sát cự tuyệt vạn nhất chịu không được kích thích chưa chừng hắn sẽ làm ra quá kích sự tình. Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian cho Trịnh Bồi An gọi điện thoại, Trịnh Bồi An điện thoại đã tắt máy. Hứa Thuần Lương đã không để ý tới suy nghĩ nhiều, hắn đầu tiên liên hệ Lục Kỳ, để Lục Kỳ vận dụng cảnh sát quan hệ mau chóng tìm tới Gia Gia. Tiếp lấy lại cho Tô Tình gọi điện thoại, đem Gia Gia hiện tại định vị phát cho nàng, để nàng lập tức chạy tới, vô luận như thế nào đều phải hiểu rõ chuyện này, bảo đảm Gia Gia bình an, căn cứ Gia Gia vị trí hiện tại đến xem, hắn hẳn là hướng Nam Giang Đại học phương hướng đi. Tô Tình nhận được cú điện thoại này lúc sau đã lên giường nghỉ ngơi, bất quá nghe Hứa Thuần Lương nói đến nghiêm túc như thế, nàng không dám trì hoãn, lập tức rời giường mặc quần áo tử tế, lái xe hướng Nam Giang sư lớn phương hướng chạy tới. Nam Giang đêm nay bắt đầu mưa, mặc dù không lớn lại kéo dài không dứt. Nam Giang Đại học Thư viện vẫn đèn đuốc sáng trưng, muộn lúc 11 giờ, Hứa Gia Văn che dù từ thư viện ra, rời đi Đại học cửa Nam, nàng muốn trước tiên vượt qua cầu vượt, sau đó đi bộ một khoảng cách mới có thể trở về đến trong nhà. Vừa mới vừa đi tới trên Thiên Kiều, Hứa Gia Văn nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, nàng thả chậm bước chân, phía sau bước chân cũng chậm lại, nàng có chút nghiêng mặt qua, nhìn thấy một người mặc áo mưa liền cùng ở sau lưng mình 10 mét khoảng chừng địa phương. Hứa Gia Văn có chút khẩn trương, nàng tăng tốc bước chân, ý đồ mau chóng thông qua cầu vượt. Nhưng tên kia kẻ theo dõi cũng bước nhanh hơn, Hứa Gia Văn đang kinh hoàng bên trong quyển sách trên tay tán loạn trên mặt đất, điện thoại di động của nàng cũng rơi mất, nàng muốn đi nhặt điện thoại, nhưng tên nam tử kia ra tốc hướng nàng tiếp cận, dọa đến Hứa Gia Văn hét lên một tiếng không để ý tới thu dọn đồ đạc liền chạy về phía trước. Sau lưng truyền tới một thanh âm quen thuộc nói. Gia Văn, là ta. Hứa Gia Văn sửng sốt một chút, nàng dừng bước, hơi kinh ngạc chuyển hướng sau lưng, nhìn qua tên kia mặc áo mưa nam tử, Trịnh Bồi An. Trịnh Bồi An nhìn qua nàng, trên mặt biểu lộ phi thường phức tạp, cửu biệt trùng phùng vui sướng cùng nội tâm đau đớn đan vào một chỗ, hắn nhẹ gật đầu, là ta, ngươi không cần sợ, ta. Chính là đến xem ngươi. Hắn ngồi xổm xuống tướng Hứa Gia Văn rơi xuống điện thoại nhặt lên, Hứa Gia Văn điện thoại mở chế độ máy bay, đây là thói quen của nàng. Tại thư viện lúc đi học không muốn bị ngoại giới quấy rầy. Hứa Gia Văn thở dài, trong lòng sợ hãi trong nháy mắt biến mất, Trịnh Bồi An là trên đời này ít có mấy cái có thể cho nàng cảm giác an toàn người. Nàng chậm rãi đi tới, nhặt lên trên đất thư, oán giận nói, người đến cũng không gọi điện thoại, vừa rồi thật sự là làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng là cái nào có chủ tâm không tốt lưu manh. Vốn định đưa điện thoại di động đưa cho nàng Trịnh Bồi An bởi vì nàng giật cả mình, tiếp cận Hứa Gia Văn con mắt, ngươi. Trong lòng thật như vậy nhìn ta. Hứa Gia Văn bị ánh mắt của hắn giật nảy mình, bất quá lập tức lại nở nụ cười. Làm sao có thể, chúng ta như thế bạn thân, ta đương nhiên sẽ không như thế nhìn ngươi. Trịnh Bồi An mím môi, hắn bỗng nhiên bắt lấy Hứa Gia Văn tay. Gia Văn, ngươi biết, ta đối với ngươi không là bằng hữu đơn giản như vậy. Hứa Gia Văn dùng sức tránh thoát. Bồi An, ngươi thanh tỉnh điểm, ta đã nói cho ngươi rất rõ ràng, ta chỉ là đem ngươi trở thành bằng hữu. Ta đối với ngươi không có cảm giác. Trịnh Bồi An nói, không có khả năng, ngươi rõ ràng là thích ta, ngươi yên tâm, ta không ngại ngươi ly hôn, ta không ngại ngươi có cái nữ nhi, ta sẽ giống yêu thương mình thân sinh cốt nhục một dạng yêu thương nàng. Tiến độ bắt lấy Hứa Gia Văn hai tay. Hắn đến tức. Hứa Gia Văn lớn tiếng nói, Trịnh Bồi An, ngươi thả ta ra, ngươi còn như vậy ta gọi cảnh sát. Trịnh Bồi An không có buông ra nàng ý tứ, Gia Văn, là có người hay không cho ngươi áp lực. Có phải hay không sư phụ, có phải hay không sư phụ không để chúng ta cùng một chỗ? Hứa Gia Văn ý thức được trước mắt Trịnh Bồi An đơn giản không thể nói lý, nàng vừa thẹn vừa vội, lớn tiếng nói, không phải. Là ta không thích ngươi, ta chưa hề đều không có thích qua ngươi. Không có khả năng, ngươi rõ ràng thích ta không phải mù lòa, ta nhìn ra được. Trịnh Bồi An liều mạng muốn đem Hứa Gia Văn ôm vào lòng. Hứa Gia Văn vừa thẹn vừa vội. Muốn tránh thoát lại bù không được Trịnh Bồi An lực lượng. Lúc này có người phóng tới Trịnh Bồi An sau lưng bắt hắn lại gáy cổ áo,
hung hăng rút hắn một cái bạt tai, đồ hỗn trướng, ngươi buông nàng ra. Trịnh Bồi An bị một tát này rút đến mắt nổi đom đóm, hắn lúc này mới phát hiện sư phụ Hứa Trường Thiện lại xuất hiện trước mặt mình, Trịnh Bồi An bụng mặt, kinh ngạc nói, sư phụ. Ngươi đừng gọi ta sư phụ, Hứa Trường Thiện bực tức nói, hắn xế chiều hôm nay đi tìm Trịnh Bồi An, vừa vặn nhìn thấy Trịnh Bồi An lấy hành lý rời đi, từ đối với Trịnh Bồi An lo lắng, Hứa Trường Thiện đánh chiếc xe, một đường theo tới đường sắt cao tốc đứng, Hứa Trường Thiện có loại dự cảm xấu. Hắn mua trương gần nhất thời gian tiến về Nam Giang vé xe lửa, nhưng là chờ hắn tiến vào đường sắt cao tốc đứng đợi xe thời điểm, Trịnh Bồi An đã rời đi. Hứa Trường Thiện mặc dù khẩn trương, nhưng là hắn cũng chưa từng nghĩ tới Trịnh Bồi An sẽ thương tổn nữ nhi, hắn quyết định đến đây Nam Giang, nghĩ cùng bọn hắn hảo hảo nói một chút, giải khai trong lòng kết, hắn không muốn Trịnh Bồi An bởi vì việc này sụt phế xuống dưới, hắn cũng không có nói cho những người khác, chủ yếu là cân nhắc đến Trịnh Bồi An mặt mũi sẽ không qua được. Hứa Trường Thiện trên đường lặp đi lặp lại cho Trịnh Bồi An cùng nữ nhi gọi điện thoại, đều đánh không thông, cái này khiến hắn càng phát ra cảm thấy lo lắng. Tại Nam Giang sau khi xuống xe, Hứa Trường Thiện đi trước nữ nhi ra, nhưng là Hứa Gia Văn không tại, Hứa Trường Thiện lúc này mới đội mưa đi đại học tìm nàng, vừa vặn ở nửa đường gặp Trịnh Bồi An dây dưa nữ nhi một màn. Trịnh Bồi An nhìn thấy sư phụ đột nhiên hiện thân, giật nảy mình, hắn bỗng nhiên nâng tay lên hung hăng cho mình một cái bạt tai, sư phụ. Sai, người đừng hiểu lầm. Hứa Gia Văn ngay tại sợ hãi bất lực thời điểm nhìn thấy phụ thân xuất hiện trước mặt mình, như là gặp được cứu tinh, khóc vọt tới, cha. Nàng còn chưa đi vào phụ thân trước mặt, sau đầu đột nhiên siết chặt, cũng là bị Trịnh Bồi An một thanh nắm chặt chùm đầu phát, Trịnh Bồi An đưa nàng một lần nữa kéo về đến bên cạnh mình, chăm chú đưa nàng ôm lấy. Hứa Gia Văn thét to, người thả ta ra, Trịnh Bồi An, người cái tên điên này. Trịnh Bồi An tự lẩm bẩm, không. Không. Hứa Trường Thiện nhìn thấy nữ nhi bị gần như điên cuồng Trịnh Bồi An ôm lấy, lại là lo lắng lại là sợ hãi, Bồi An. Ngươi thanh tỉnh chút, ngươi thanh tỉnh chút có được hay không? Hai thầy trò chúng ta hảo hảo nói chuyện. Trịnh Bồi An lắc đầu, ta hiểu được, chính là ngươi xem thường ta, là ngươi không cho Gia Văn cùng với ta, ngươi biết rất rõ ràng chúng ta yêu nhau, tại sao phải đem chúng ta chia rẽ? Hứa Trường Thiện nói, Bồi An, ngươi cử chỉ điên rồ. Nếu như ngươi còn nhận ta là sư phụ ngươi, ngươi buông ra Gia Văn, tỉnh táo lại, chúng ta bàn lại được hay không? Trịnh Bồi An cười lạnh nói, sư phụ, ngươi làm ta thật muốn theo ngươi học cái gì y thuật? Ta không có thiên phú, ngươi mắng đúng, tâm tư ta quá nhiều, ta tất cả tâm tư đều tại ngươi trên người nữ nhi, ngươi rõ ràng cái gì đều biết đạo, ngươi tại sao muốn gạt ta? Ngươi vì cái gì còn muốn lợi dụng ta? Hứa Gia Văn đã bị Trịnh Bồi An điên cuồng bộ dáng sợ choáng váng. Hứa Trường Thiện nói, Bồi An, là sư phụ không để ý đến cảm thụ của ngươi, nhưng sư phụ chưa hề đều không có lừa qua ngươi, càng không có lợi dụng qua ngươi, ngươi buông ra Gia Văn có được hay không? Trịnh Bồi An lắc đầu, hai mắt bên trong tràn đầy thống khổ, nhiều năm như vậy, ta thích ngươi nhiều năm như vậy, ngươi coi ta là thành một cái kẻ ngu, ta cho là ngươi ly hôn, ta rốt cục đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, thế nhưng là ngươi. Ngươi lại cùng nam nhân khác mắt đi mày lại. Hứa Gia Văn khóc không thành tiếng nói, Trịnh Bồi An, ngươi chớ hổ nháo có được hay không? Trịnh Bồi An ha ha cười nói, ta hổ nháo, ngươi không hiểu ta, ngươi không có chút nào hiểu ta, ta làm sao có thể bỏ được tổn thương ngươi đây? Ta coi như thương tổn tới mình cũng sẽ không tổn thương ngươi. Hắn cắn môi một cái, giống như hồ tại cùng nội tâm tâm ma chống lại, rốt cục hắn vẫn là buông ra Hứa Gia Văn, trùng hoạch tự do Hứa Gia Văn liều mạng hướng phụ thân chạy tới. Hứa Trường Thiện hai mắt bỗng nhiên trừng tròn xoe, hắn liều lĩnh đẩy ra nữ nhi phóng tới Trịnh Bồi An, bởi vì hắn nhìn ra Trịnh Bồi An có nhảy xuống cầu vượt dự định, Hứa Trường Thiện tướng Trịnh Bồi An gắt gao ôm lấy, Bồi An, ngươi tỉnh táo chút. Thả ta ra. Sư đồ hai người tại trên thiên kiều dây dưa, bọn hắn đang dây dưa bên trong đã mất đi cân bằng, hai người thân thể dọc theo cầu vượt cầu thang lăn rơi xuống. Hứa Gia Văn đuổi theo đến cầu thang biên giới. Nhìn thấy từ trên cầu thang lăn xuống đến phần đáy hai người không nhúc nhích, cả người hai chân như nhũn ra, co quắp ngược lại ngay tại chỗ, miệng há ra hợp lại, nhưng kia âm thanh ba ba nhưng thủy chung không pháp kêu lên. Bể đầu chảy máu Trịnh Bồi An từ dưới đất bò dậy, thân thể của hắn tại lăn xuống quá trình bên trong nhận nhiều lần va chạm, rất đau, nhưng là may mắn không có bị thương nặng, hắn nhớ ra cái gì đó, cúi đầu đi tìm Hứa Trường Thiện thân ảnh. Hứa Trường Thiện không nhúc nhích ghé vào trên cầu thang. Cái trán đã rơi trên mặt đất, đầu lâu phía dưới chảy một vũng lớn máu, dưới đèn đường,
máu tại mưa thu thấm vào hạ không ngừng hướng chung quanh khuếch tán. Trịnh Bồi An sắc mặt thay đổi, hắn thất hồn lạc phách nhìn qua một bên không nhúc nhích Hứa Trường Thiện, có chút thống khổ che đầu, sư phụ. Trịnh Bồi An ngẩng đầu nhìn đến phương xa đỏ lam giao nhau ánh đèn, bờ môi bởi vì thống khổ cùng sợ hãi mà run rẩy kịch liệt, trong đầu khác biệt suy nghĩ đang kịch liệt đấu tranh, hắn cấp tốc làm ra quyết đoán, hắn muốn rời khỏi cái này bên trong, hắn nhất định phải rời đi nơi này, hắn không muốn bị người hiểu lầm là tội phạm giết người, mặc dù, hắn không dám nghĩ tới. Đừng, Hứa Gia Văn tay vịn hàng rào đứng dậy, nàng tiếng như mũi vằn, vô luận nàng cố gắng thế nào đều không thể a kêu đi ra, nhìn qua cấp tốc biến mất trong đám người Trịnh Bồi An, nàng mắt tối sầm lại độ sụi lơ trên mặt đất. Sau lưng một người trung niên nam tử từ phía trên cầu phía trên bước nhanh chạy đến, thương tiếc đỡ lên Hứa Gia Văn, Gia Văn, không cần sợ, ta tại. Tô Tình dựa theo Hứa Thuần Lương phát vị trí đi tới cầu vượt phía dưới. Nàng nhìn thấy tụ lại tại cầu vượt hạ đám người xem náo nhiệt, vô ý thức đạp xuống thắng gấp, hậu phương cỗ xe bởi vì phanh lại không kịp đâm vào ô tô đuôi bộ, Tô Tình bởi vì lần này va chạm trời đất quay cuồng, nàng không để ý tới mình càng không để ý tới kiểm tra xe tổn hại tình huống, mở dây an toàn, lảo đảo đi hướng cầu vượt, tách ra đám người chen vào. Đương nàng thấy rõ tình cảnh trước mắt, vô ý thức che môi anh đào, nước mắt tựa như hồng thủy vỡ đê bừng lên, Hứa Gia Gia. Hứa Gia Gia. Hứa Trường Thiện nằm trên mặt đất không nhúc nhích, Tô Tình không dám động đến hắn, lấy điện thoại cầm tay ra gọi, người tới, mau tới người giúp ta một chút. Nàng một bên đánh một bên khóc. Nơi xa truyền đến khoan thai tới chậm tiếng còi cảnh sát. Giang Bắc không trung cứu viện căn cứ ở vào Đông Châu Trung y viện phòng bệnh cao ốc tầng cao nhất, Phó Viện trưởng Phan Tuấn Phong tại tiếp vào Hứa Thuần Lương xin giúp đỡ điện thoại về sau, lập tức quyết định hỗ trợ, dựa theo trình tự bình thường đi đến tất cả quá trình cần phải một giờ. Nhưng là bởi vì Hứa Thuần Lương bên kia chuyện quá khẩn cấp, Phan Tuấn Phong quyết định an bài trước không trung cất cánh, sau đó lại bổ sung thủ tục. Hứa Thuần Lương nói chuyện điện thoại xong cho hắn, đến không trung cứu viện căn cứ thời điểm, máy bay trực thăng đã chờ xuất phát. Nếu như lái xe tiến về Nam Giang, coi như Hứa Thuần Lương toàn bộ hành trình siêu tốc, cũng chỉ ít cần 3 giờ, có không trung hiệp trợ, hắn vẻn vẹn tiêu hao 7-10 phút đồng hồ liền đã tới tỉnh Nhân Y không trung sân bay. Mặc dù Tô Tình kiệt lực khống chế cảm xúc, nhưng là Hứa Thuần Lương vẫn từ trong thanh âm của nàng đã nhận ra dị thường, hắn hận không thể thuấn di đến Nam Giang, nhưng đó cũng không thực tế, hắn chỉ có thể động dụng hết thảy mọi người tình quan hệ, làm đến trong thời gian ngắn nhất đến Nam Giang. Hứa Thuần Lương vừa ra tay thuật thất tầng lầu cửa thang máy liền nghe đến tiểu cô tê tâm liệt phế tiếng la khóc, một trái tim trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Từ khi tới thế giới này, Hứa Thuần Lương chưa bao giờ giống hiện tại như vậy sợ hãi bất lực. Phảng phất thân thể trong nháy mắt bị móc sạch, huyết dịch nhiệt độ hạ xuống điểm đóng băng. Thuần Lương, nước mắt đầm đìa Tô Tình dẫn đầu thấy được Hứa Thuần Lương, nàng tranh thủ thời gian tiến lên đón, bắt lấy Hứa Thuần Lương tay, phát giác được Hứa Thuần Lương đại thủ băng lãnh. Gia gia của ta hắn. Tô Tình lắc đầu, nước mắt lã chã rơi xuống. Hứa Thuần Lương mắt đục đỏ ngầu nhìn qua che mặt mà khóc Hứa Gia Văn, ta hỏi ngươi nói đâu. Hứa Gia Văn dọa đến rung động run một cái. Nàng đứng bên người một vị áo mũ chỉnh tề nam tử trung niên, nam tử kia vẫn luôn đang an ủi nàng, hắn gọi Tùy Đông Quân, là Nam Giang dạy đại học, cũng là Hứa Gia Văn gần nhất giao quá khứ đối tượng. Tùy Đông Quân nhìn thấy nhanh chân đi tới Hứa Thuần Lương, tranh thủ thời gian tiến lên đón ngăn tại Hứa Gia Văn trước mặt, ngươi là Thuần Lương đi. Hứa Thuần Lương nói, xin tránh ra. Tùy Đông Quân nói, phát sinh loại chuyện này ngươi tiểu cô khổ sở nhất, ngươi đừng lại kích thích nàng. Thuần Lương. Ra ra ngươi hắn đi. A, à, ba ba, Hứa Gia Văn gào khóc. Hứa Thuần Lương giận dữ hét, không có khả năng. Tô Tình từ phía sau ôm lấy hắn, Thuần Lương, ngươi tỉnh táo chút, ngươi tỉnh táo một chút. Thế nhưng là nàng có thể nào ôm lấy cảm xúc gần như mất khống chế Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương không tốn sức chút nào tránh thoát, hướng phòng giải phẫu xông đi. Chung quanh còn có hai tên nhân viên cảnh sát, bọn hắn nhìn thấy tình thế không ổn mau chóng tới ngăn cản Hứa Thuần Lương. Lăn đi. Hứa Thuần Lương giận dữ hét. Lúc này cửa phòng giải phẫu mở, nhân viên y tế đẩy Hứa Trường Thiện di thể ra, Hứa Thuần Lương nhào tới, tay run run xốc lên che tại da da trên mặt vải trắng. Hứa Trường Thiện lẳng lặng nằm tại xe đẩy bên trên, không có hô hấp nhịp tim, hắn không kịp cùng bảo bối cháu trai tạm biệt liền rời đi thế giới này. Hứa Thuần Lương lệ nóng doanh tròng, da da, da da, ta đến rồi. Hắn duỗi tay nắm chặt da da cổ tay, hy vọng có thể tìm kiếm đến mạch đập của hắn. Lại đem lỗ tai dán tại lồng ngực của hắn.
Chủ đạo bác sĩ thường thấy loại tràng diện này, hắn thở dài nói, đưa tới thời điểm người lại không được, thân thể nhiều chỗ gãy xương, xương cổ lần, não làm ra máu, chúng ta bất lực. Hứa Thuần Lương coi như có bản lãnh đi nữa, cũng không có khả năng để Gia Gia khởi tử hồi sinh, hắn tới chậm, cuối cùng vẫn là tới chậm. Bất quá quật cường Hứa Thuần Lương vẫn là rút ra kim châm, tại Gia Gia trên thân bắt đầu thi châm. Hắn sử dụng châm pháp xuất từ châm cứu tụ anh về dương chín châm huyệt, là lâm sàng cấp cứu thường dùng hữu hiệu huyệt, có về dương cứu làm trái công. Cái này chín huyệt phân biệt là, ách môn, cực khổ cung, tam âm giao, tuôn ra suối, thái khê, bên trong quản, vòng nhảy, đủ ba giảm, hợp gốc. Hứa Thuần Lương kim châm chín huyệt đồng thời, lấy tiên thiên chi khí ý đổ cưỡng ép đả thông Gia Gia đã đình trệ kinh mạch. Chung quanh nhân viên y tế nhìn thấy hắn kỳ quái cử động, mặc dù biết Hứa Thuần Lương là tại cứu giúp, nhưng dạng này cứu giúp trong mắt bọn họ đã không có chút giá trị. Không người nào dám đi ngăn cản Hứa Thuần Lương, coi như đứng tại Hứa Thuần Lương phụ cận cũng có thể phát giác được xâm xâm hàn ý. Hứa Trường Thiện đã tử vong, người một khi tiến vào tử vong trạng thái, nhịp tim đình chỉ, kinh mạch cũng không còn tuần hoàn lưu động. Hứa Thuần Lương ý đồ dùng tự thân tiên thiên chi lực khu động Gia Gia đã tắc nghẽn kinh mạch, lại lần nữa khởi động tim của hắn đập, chân lực hao tổn to lớn lại không được chút nào hiệu quả. Tô Tình mắt thấy Hứa Thuần Lương trên trán chảy ra hoàng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, lại là đau lòng lại là khổ sở, nhưng nàng cũng vô pháp ngăn cản Hứa Thuần Lương. Hứa Trường Thiện là Hứa Thuần Lương trong cuộc đời này trọng yếu nhất thân nhân, hôm nay ngoài ý muốn bỏ mình đối Hứa Thuần Lương tuyệt đối là lớn lao đả kích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hứa Thuần Lương cố gắng vẫn không có khởi đến bất cứ tác dụng gì, nhìn qua Gia Gia mặt mũi tái nhợt, Hứa Thuần Lương trong lòng một trận khổ sở, thật vất vả thúc đẩy đến Gia Gia trong kinh mạch tiên thiên chi khí cũng không còn cách nào tiến lên mảy may, ngược lại tại lúc này điên cuồng nghịch chuyển. Cái này nghịch chuyển chân khí cấp tốc tràn vào trong kinh mạch của hắn, chỗ đến tựa như tê liệt đau đớn, nhưng cái này thua xa nội tâm của hắn đau vì bị thương. Hứa Thuần Lương nghĩ muốn mạnh mẽ tướng cái này nghịch chuyển chân khí ngăn chặn, lại gặp phải nghịch chuyển chân khí càng mãnh liệt hơn phản công, tiên thiên chi lực thuận theo thiên nhiên chi đạo, Hứa Thuần Lương dùng để khởi tử hồi sinh nghịch thiên cải mệnh, dạng này vi phạm thiên đạo cố gắng bị phản phệ. Phốc, nghịch chuyển chân khí ngược lại đả thương nặng kinh mạch của hắn, Hứa Thuần Lương phun ra một ngụm máu tươi. Tô Tình ra ngoài lo lắng kinh hô một tiếng, Thuần Lương. Hứa Thuần Lương rốt cục nhận rõ Gia Gia chết đi hiện thực. Hắn chán nản quỳ dạp xuống đất, gắt gao nắm chặt Gia Gia bàn tay lạnh như băng, não hải lâm vào một vùng tăm tối hỗn độn bên trong. Sau khi trùng sinh, hai ông cháu chung đụng một màn màn ấm áp tràng cảnh tràn vào trong lòng. Hắn hối hận mình không có sớm một chút gọi điện thoại cho Gia Gia, nếu như hắn sớm một chút phát hiện Gia Gia dị thường có lẽ liền có thể ngăn cản trận này bi kịch phát sinh. Tô Tình đi vào Hứa Thuần Lương bên người giống như hắn quỳ xuống, bắt lấy cổ tay của hắn, dưng dưng nói, Thuần Lương. Ngươi ngàn vạn muốn bảo trọng thân thể, Gia Gia. Hắn cũng không muốn nhìn thấy ngươi cái dạng này. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, việc đã đến nước này hắn chỉ có thể đối diện hiện thực. Tô Tình móc ra khăn tay vì hắn lau đi khóe môi máu tươi, lại đỡ lấy hắn đứng dậy. Hứa Thuần Lương nhìn qua một bên khóc không thành tiếng tiểu cô Hứa Gia Văn, lạnh lùng nói, đến cùng xảy ra chuyện gì. Tùy Đông Quân nắm ở Hứa Gia Văn bả vai, hướng Hứa Thuần Lương nói, Thuần Lương, ta biết ngươi khổ sở. Nhưng người tiểu cô hiện tại cảm xúc rất không ổn định, có thể chờ hay không một lát bàn lại. Không thể. Hứa Gia Văn run giọng nói, trách ta, toàn đều tại ta, là ta hại chết. Ba ba. Tùy Đông Quân thương tiếc nói, chuyện không liên quan ngươi, ngươi không cần tự trách. Hứa Thuần Lương lạnh lùng nhìn qua Tùy Đông Quân, đây là chúng ta Hứa Gia sự tình, người không liên hệ tốt nhất đi ra. Lúc này một cảnh sát đi vào Hứa Thuần Lương trước mặt, ngươi là thân nhân của người chết sao? Xin theo chúng ta đến một chút. Tô Tình bồi tiếp Hứa Thuần Lương cùng tên kia cảnh sát đi vào một bên, tại cảnh sát giảng thuật hạ cả sự kiện trở nên rõ ràng, cảnh sát đã điều lấy hiện trường video theo dõi, có thể kết luận đây là một trận ngoài ý muốn. Hứa Trường Thiện đang ngăn trở Trịnh Bồi An tự sát quá trình bên trong, hai người đã mất đi cân bằng, cùng một chỗ dọc theo cầu vượt cầu thang lăn xuống đi, lão gia tử dù sao đã có tuổi, cốt chất lơi lỏng, tại lăn xuống quá trình bên trong thân thể nhiều chỗ gãy xương. Xương cổ lại vô ý bẻ gãy, trước mắt đến xem chân chính chí mạng là não làm ra máu. Hứa Thuần Lương nắm chặt song quyền, Gia Gia ngoài ý muốn bỏ mình không thể nghi ngờ là Trịnh Bồi An đưa đến, bất kể có phải hay không là ngoài ý muốn, nếu như Trịnh Bồi An xuất hiện tại trước mặt, nhất định phải hắn cho Gia Gia đền mạng. Cảnh sát xuất ra Trịnh Bồi An ảnh chụp, người này ngươi biết à?
Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, Trịnh Bồi An, hắn là gia gia của ta thân truyền đệ tử. Chuyện xảy ra không lâu, chúng ta chạy tới xảy ra chuyện hiện trường, người này đã mất tích, chúng ta đoán chừng hắn là ra ngoài sợ hãi, người có biết hay không hắn khả năng đi chỗ nào sao? Hứa Thuần Lương cố gắng nhớ lại lấy, để cho ta ngẫm lại. Tỉnh táo lại về sau, Hứa Thuần Lương liên hệ phụ thân, Hứa Gia Hiên nghe nói việc này về sau, để Hứa Thuần Lương tạm thời tướng di thể đưa vào nhà tang lễ tạm tồn, hết thảy chờ đến hắn về nước lại nói, hắn dự tính chậm nhất đêm mai trước đó có thể đến Nam Giang. 3 giờ sáng, Lục Kỳ, Lục Minh hai người huynh đệ cùng đi Hứa Gia An chạy tới Nam Giang. Hứa Thuần Lương vừa mới xong xuôi tương quan thủ tục, tại Tô Tình cùng đi đến đi ra bên ngoài. Đã bình tĩnh trở lại Hứa Gia Văn cặp mắt sưng đỏ hướng Hứa Thuần Lương nghênh đón, Thuần Lương. Hứa Thuần Lương không để ý đến nàng, từ bên người nàng gặp thoáng qua, hắn nhìn thấy đại cô tại anh em nhà họ Lục cùng đi đến đây. Biết được tin giữ Hứa Gia An khóc một đường, con mắt sớm đã sưng lên, đi vào Hứa Thuần Lương trước mặt, cầm lấy yết hầu nói, Thuần Lương, ra ra người hắn. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Hứa Gia An lại khóc lên, nàng yêu cầu đi gặp phụ thân một lần cuối, Hứa Gia Văn cùng với nàng cùng đi. Lục Kỳ cùng Lục Minh hai huynh đệ đi tới, bọn hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nghiêm trọng như vậy tình trạng. Lục Kỳ nói, Thuần Lương, ta cùng Đông Châu cảnh sát trao đổi một chút, chuyện này hẳn là ngoài ý muốn. Hứa Thuần Lương nói, cảm ơn các ngươi, ta tạm thời không muốn xách chuyện này. Lục Minh nói, dựa theo ngươi ý tứ, ta tạm thời không có nói cho những người khác, Thuần Lương, ta xin nghỉ, hai ngày này lưu tại Nam Giang hỗ trợ, cần muốn làm thế nào, ngươi một mực an bài. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, tạm thời không có chuyện gì, các ngươi đi nghỉ trước đi. Tô Tình nói, ta tại Đông Sơn khách sạn mua mấy gian phòng, đã rất muộn, mọi người đi trước vào ở nghỉ ngơi đi. Hứa Thuần Lương nói, các ngươi trước đi qua, chúng ta các loại lại đi. Lục Kỳ nói, hai chúng ta cũng không có chuyện gì, chờ ngươi cùng một chỗ. Lục Minh lại nói, nếu không, chúng ta vẫn là đi về nghỉ trước, đều ở nơi này hao tổn cũng không được tác dụng. Hắn kỳ thật cũng muốn lưu lại cùng đi, nhưng là cân nhắc đến Hứa Thuần Lương hẳn là cần phải tỉnh táo suy nghĩ, Hứa Gia trong đám người bộ có lẽ còn có chuyện quan trọng thương lượng, cho nên nhắc nhở đệ đệ rời đi. Anh em nhà họ Lục rời đi về sau, Tô Tình trìu mến nhìn qua Hứa Thuần Lương, ôn nhu nói, Thuần Lương, ta biết ngươi khổ sở trong lòng, động lòng người chết không có thể sống lại, chúng ta cuối cùng vẫn là muốn đối diện hiện thực, trước mắt chuyện quan trọng nhất là đem Gia Gia hậu sự làm tốt. Hứa Thuần Lương nói, yên tâm đi, ta biết phải nên làm như thế nào. Hứa Gia An, Hứa Gia Văn khóc từ bên trong ra, một mực cùng đi Hứa Gia Văn tùy đông quân nghênh đón tiếp lấy. Hứa Gia Văn hướng Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua, Hứa Thuần Lương đưa ánh mắt về phía phương xa, Hứa Gia Văn trong lòng minh bạch, chất tử là sẽ không tha thứ chính mình, nếu như không là bởi vì chính mình xử lý bất đương, liền sẽ không đối Trịnh Bồi An tạo thành lớn như vậy kích thích, cố gắng liền sẽ không phát sinh đêm nay thảm kịch. Tùy Đông Quân nói, Gia Văn, rất muộn, có chuyện gì ngày mai lại nói, ta trước đưa ngươi về nhà nghỉ ngơi. Hứa Gia Văn trông mong nhìn qua tỷ tỷ, Hứa Gia An đã biết chuyện này đại khái, sự tình như là đã phát sinh, trách cứ muội muội cũng vô sự vô bổ, kỳ thật chuyện này ai cũng không muốn. Tùy Đông Quân nói, đại tỷ, ngươi cùng Gia Văn cùng đi đi, hai tỷ muội cũng có thể nói một chút. Hắn là không yên lòng Hứa Gia Văn, lo lắng nàng nghĩ quẩn. Hứa Gia An nhẹ gật đầu, đi qua cùng Hứa Thuần Lương bàn giao một tiếng. Tất cả mọi người rời đi về sau, Hứa Thuần Lương bên trên Tô Tình xe, Tô Tình theo sau, không nói gì, giang tay ôm lấy hắn, để Hứa Thuần Lương đầu tựa vào trước ngực của mình. Hứa Thuần Lương nói, nếu như ta sớm gọi điện thoại có lẽ liền sẽ không phát sinh chuyện này. Tô Tình nhẹ khẽ vuốt vuốt hai má của hắn, không có nếu như, Thuần Lương, ra ra là muốn cứu. Nàng vốn muốn nói Trịnh Thúc, nhưng Trịnh Bồi An tạo thành sư phụ chết đi, lại không dám nhận gánh trách nhiệm lựa chọn trốn rời hiện trường, cái này dạng người làm sao gặp được bản thân tôn trọng. Nàng cảm thấy Hứa Thuần Lương nhiệt lệ dính ướt y phục của mình, Thuần Lương, ngươi còn có ta, mặc kệ lúc nào, ta cũng sẽ không rời đi ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ta liền muốn ở lại chỗ này. Tô Tình nhẹ gật đầu, dùng sức ôm chặt hắn. Trịnh Bồi An đứng ở bên hồ, mưa đêm bay là tả rơi xuống, trong đầu của hắn không ngừng thoáng hiện sư phụ liều mạng cứu hắn tràng cảnh. Trịnh Bồi An hung hăng quật mình một cái bạt tai, từ đáy lòng yên lặng mắng mình, là hắn hại chết sư phụ. Nhìn lên trước mắt đen nhánh nước hồ, đáy lòng có cái thanh âm đang không ngừng nhắc nhở lấy,
nhảy đi xuống liền xong hết mọi chuyện. Trịnh Bồi An đi về phía trước một bước, liền nghĩ tới Hứa Gia Văn, hắn cả đời này chỉ thích qua một nữ nhân, những năm gần đây, hắn một mực đều đang đợi, hắn là Hứa Gia Văn bỏ ra tất cả, nhưng kết quả là không có đổi đến Hứa Gia Văn tình yêu, nàng ly hôn, vốn cho là mình có cơ hội, nhưng nàng vẫn là vô tình cự tuyệt tự mình lựa chọn người khác, chẳng lẽ mình thực sự như vậy kém cỏi? Trịnh Bồi An tâm chết rồi, hắn quyết định triệt để cáo biệt thế giới này, ngay tại hắn chuẩn bị nhảy đi xuống thời điểm. Sau lưng một đạo hắc ảnh thoáng hiện, nâng tay lên bên trong gậy gỗ trọng kích tại sau đầu của hắn, Trịnh Bồi An mắt tối sầm lại lệch ra ngã xuống, rơi vào nước hồ trước đó, thân thể bị người ta tóm lấy. Hứa Thuần Lương tỉnh lại thời điểm, vẫn tựa ở Tô Tình trong ngực, Tô Tình một đêm chưa ngủ, cứ như vậy ôm Hứa Thuần Lương, cánh tay của nàng đã tê. Hứa Thuần Lương ngồi ngay ngắn, Tiểu Tình, người có mệt hay không? Tô Tình lắc đầu, hoạt động một chút đã tê dại cánh tay. Hứa Thuần Lương giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, ta muốn đi cục cảnh sát nhìn xem xảy ra chuyện quá trình giám sát. Lục Kỳ tìm Liễu Thanh Sơn hỗ trợ, Liễu Thanh Sơn tại Nam Giang giới cảnh sát còn là có lực ảnh hưởng nhất định, hắn tự mình mang theo Hứa Thuần Lương đi thăm dò nhìn giám sát. Phụ trách phá án cảnh sát đối Liễu Thanh Sơn không phải thường khách khí. Hứa Thuần Lương tướng chuyện xảy ra quá trình giám sát từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 75.